À, đầu tiên xin chào thầy và các bạn. Em là Đan Giao, thuộc nhóm 21, lớp Y2020A. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm em trả lời hai câu hỏi tụi em nhận được, đó là chấn thương cấp tính là gì và các hình thái, hình thái chấn thương cấp tính ở chi trên. Dạ bài thuyết trình của tụi em xin được phép bắt đầu. À. à trước khi vào bài, tụi em xin sơ lược giới thiệu về cấu tạo và chức năng của chi trên. Chi trên bao gồm vai, cánh tay, khuỷu tay, cẳng tay, cổ tay và bàn tay. Chức năng của chi trên dùng để thực hiện những động tác tinh tế, giữ thăng bằng và chống đỡ khi té ngã. Các môn thể thao mà thường sử dụng chi trên là những môn dùng tay nhiều như là bóng bàn, cầu lông, bóng truyền, những môn phối hợp như là võ thuật, bơi lội, cả những môn giữ thăng bằng như là chạy bộ và bóng đá. À, hầu hết những người tập luyện thể dục thể thao đều có thể dính chứng thương, trong đó chứng thương chi trên chiếm 23%, chỉ đứng sau chấn thương đầu gối chiếm 28%. vậy thì các môn thể thao nào thường gây chấn thương chi trên đầu tiên phải kể đến những môn thể thao võ thuật như là boxing wushu những môn bóng rổ bóng chuyền bơi lội đều có khả năng dính chấn thương à, nhóm em xin được phép được nhắc lại kiến thức của bài trước đó là nguy cơ chấn thương là gì đầu tiên là kể đến là va chạm và té ngã gây nguy cơ chấn thương Uh, tiếp theo là ở một cầu thủ nếu mà cầu thủ đó khởi động không đúng cách không đủ uh, đã từng chấn thương nhiều lần trước đó tập luyện quá sức hay là tâm lý không tốt tính kỷ luật không tốt đều gia tăng cái nguy cơ chấn thương bên cạnh đó nếu mình không trang bị đúng đúng và đủ dụng cụ bảo hộ xưng bãi tập không đúng cách hoặc là thời tiết quá nóng quá lạnh đều gia tăng cái nguy cơ này vậy em được xin được phép trả lời Câu hỏi đầu tiên đó là chấn thương cấp tính là gì? Cấp tính ở đây tụi em muốn nói đến là trong vòng 72 giờ đầu mà bệnh nhân đến với ta về cái chấn thương đó. Còn chấn thương cấp tính là chấn thương xảy ra đột ngột do một biến cố đơn lẻ theo hai cơ chế là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp như là va chạm, té ngã. Gián tiếp như là thay đổi tư thế đột ngột, lực vật xoắn, kéo giãn, có đốt độ ngột, dẫn đến đau, giới hạn hoặc mất chức năng cấp tính các môn thể thao mà gây chấn thương theo cơ chế trực tiếp thường là những môn thể thao có tính đối kháng như là võ thuật hoặc là những môn leo trèo gây té ngã ở hình ảnh thứ ba này là hình ảnh một cầu thủ bị té tác động một lực lên kiểu tay nhưng lại gây trực khớp vai đây là đây là ví dụ điển hình của chấn thương theo cơ chế gián tiếp việc có bao nhiêu hình thái chấn thương cấp tính ở phía trên có ba hình thái đó là bông gân trực khớp và gãy xương bông gân là gì bông gân hay còn gọi là tổn thương dây chằng là tình trạng dây chằng bị kéo căng hoặc rách gây đau giảm mức chức năng vận động của khớp lâm sàng có biểu hiện là đau phù nề khu trú và vận động tác khe khớp vận động tác khe khớp sẽ thấy rõ đối với bông gân độ 2 hoặc độ 3. các tổn thương Bông gân có thể gặp ở vai, thường là đứt đầu dài gân cơ nhị đầu, rách chóc xoay, rách cơ ngực, rách cơ nhị đầu, gặp cơ nhị đầu, rách sụn viền. Ở khuỷu là đứt đầu xa, gân nhị đầu cánh tay, đứt gân tam đầu. Ở cổ tay thì có hình thái, có tổn thương là bông gân cổ tay, ở bàn tay ngón tay có bông gân ngón tay, đứt gân giữa dài ngón tay tạo thành hình ảnh ngón tay hình bố và bông gân ngón cái tạo thành ngón cái thủ thành. Hình thái thứ hai là trực khớp. Trực khớp là sự di lệch hoàn toàn hay không hoàn toàn các mặt khớp với nhau. Lâm sàng có các biểu hiện là biến dạng, dấu lò xo so và dấu ổ khớp rỗng. Dấu lò xo so là khi mình tạo một lực thụ động ngược chiều với ngược chiều biến dạng khi buông tay ra thì chi trực khớp sẽ bật lại với tư thế biến dạng. Dấu ổ khớp rỗng là hiện tượng mà ổ khớp không có chỏm khi khám cần so sánh với bên lành để xác định. Các tổn thương trực khớp ở vai thường gặp là trực khớp vai, khớp cùng đòn, khớp ức đòn. Ở khuỷu thì có trực khớp khuỷu. Ở cổ tay thì có trực khớp thuyền nghiệt, trực khớp cổ tay, trực khớp quay trụ dưới. Hình thái cuối cùng là hình thái gãy xương. Gãy xương là sự phá hủy đột ngột. Cấu trúc bên trong của xương do lực cơ học. Các biểu hiện lâm sàng là biến dạng, cử động bất thường và tiếng lạc tiếu đạo xạo. Ngoài ra có thể kèm, kèm theo các biểu hiện như là đau, sưng, bầm tím, bất cơ năng các tổn thương gãy xương thường gặp ở chi trên ở vai thì có gãy xương đòn gãy đầu trên xương cánh tay ở cánh tay cẳng tay thì có gãy xương cánh tay gãy xương cẳng tay ở khuỷu tay thì có gãy xương mỏm khuỷu gãy đầu dưới xương cánh tay ở bàn tay thì ngón tay thì có gãy bennett và gãy boxer tóm lại chấn thương cấp tính là gì là chấn thương xảy ra đột ngột Do một biến cố đơn lẻ theo hai cơ chế là trực tiếp và gián tiếp dẫn đến đau giới hạn hoặc mất chức năng cấp tính có ba hình thái chấn thương cấp tính ở chi trên đó là bong gân, trực khớp và gãy xương và phần cuối cùng là tài liệu tham khảo à, bài thuyết trình của tụi em đến đây là kết thúc cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe cảm ơn uh, nhóm uh, 21 tổ 21 của Y20 đúng không à, thứ nhất là về nhận xét thì bạn trình bày về thời gian thì khá là tốt hơi bị ngắn mình, mình cho 7 phút mình trình bày 6 phút thôi mình cho 7 phút mình trình cái 5 phút thôi. À, thì em phải nói em nói chậm một chút thì nó sẽ tốt hơn à, là cái thứ nhất còn về nội dung thì em trình bày khá đầy đủ hình ảnh cũng khá tốt rồi à, tôi có một câu hỏi nhỏ cho em nói là nãy là chấn thương cấp tính này là do các biến do biến cố đơn lẻ slide thứ ba thứ tư gì đó biến cố đơn lẻ đó à. biến cố đơn lẻ là cái gì em tôi chưa hiểu cái câu em là cái đó ra do đột ngột nè Đấy là sao Dạ thưa thầy, biến cố đơn lẻ ở đây mà tụi em muốn đề cập đến là một cái sự kiện này, sự kiện mà ở đó cái cầu thủ bị chấn thương. Biến cố đơn lẻ ở đây muốn đề cập đến là thời gian về mặt thời gian đó thầy. Thì đừng có nói vô nói vô thì tự nhiên nó sinh ra biến cố luôn á. À, thì có thể hiểu một biến cố đơn lẻ tức là ý nói là cái biến cố này nó nguyên nhân nó do cái uh, hoạt động đông thể thao ở thời điểm đó chứ không phải là do những cái chuyện khác xảy ra còn nếu mình nghĩ biến cố đơn lẻ chỉ là một cái lực chấn thương là chưa chắc ví dụ anh đó anh đang chạy đá banh đúng không anh té đang chạy đá banh nè à? rồi anh trượt hay là gấp một cái mô đất gì đó anh té rồi cái anh ở sau á nhào lên đè xuống nữa thì đó là hai biến cố với mỗi có là tự té vẫn cái thằng kia nó đập lên nữa thì nó double bồ lên hai chấn thương có khi một chấn thương mà hai nguyên nhân hay là hai cơ chế cũng có thể xảy ra thì cái đó đâu phải đơn lẻ nếu mình hiểu cái kiểu đơn lẻ tôi nghe nó đơn lẻ là giống như là một sự kiện tác động một cái lực tác động nữa. không phải đâu cái chữ đơn lẻ đây em dễ gây ra sự ngộ nhận và thắc mắc thôi bỏ nguyên tắc của thi cử là cái gì không chắc lơ đi còn khi hỏi á, Ha, thì mình trình bày mình sẽ tìm hiểu thêm ha còn chấn thương thể thao như mình nói là những cái chấn thương xảy ra trong quá trình hoạt động thể thao một anh cầu thủ đi ra ngoài đường tới xe thì không thể gọi là chấn thương thể thao được em đồng ý không bữa mình dạy rồi đúng không Đó phải như thế nào đấy rồi cảm ơn em để khuyến khích thì à, chúng ta thống nhất cho nhóm này khởi đầu hai điểm hai cộng đi ha rồi cảm ơn em nhiều mời nhóm hai đi Dạ em xin chào thầy và các bạn sinh viên thì em tên là Nguyễn Thảo Uyên, đại diện nhóm 22 thuyết trình về chủ đề chấn thương quá tải chi trên và phân loại các hình thái do tổn thương quá tải ở chi trên. Thì đây là thành viên của nhóm em. Đầu tiên khi nói về định nghĩa chấn thương quá tải, chấn thương quá tải là một cái chấn thương mạng tính mà do tích lũy những các vi chấn thương lặp đi lặp lại ở các bộ phận giống nhau của cơ thể, chủ yếu là do hoạt động quá sức khi nói về cơ chế thì ban đầu khi có những cái vi chấn thương thì mô sẽ có khả năng tự sửa chữa được nhưng lâu dần những cái hoạt động quá sức sẽ dẫn đến làm phá vỡ cái khả năng tự sửa chữa của mô và dẫn đến chấn thương quá tải. Về phần triệu chứng thì chúng là những cái vi chấn thương cho nên là người vận động viên có thể dễ dàng bỏ qua nó và ban đầu thì họ chỉ cảm thấy là cái cơn đau nhẹ, hoặc là chỉ là cái khó chịu cái vùng vai, vùng khuỷu tay và cái vùng cổ tay thôi nhưng sau đó họ có xu hướng là tập luyện tiếp cho đến khi mà cái cơn đau dai dẳng làm ảnh hưởng đến cái sự tập luyện và quá trình sinh hoạt hàng ngày thì họ mới đi khám thì lúc đó đã có thể có những cái biến chứng trầm trọng và có thể là đã tàn tật rồi về những cái yếu tố nguy cơ thì chúng ta có 6 yếu tố nguy cơ thường gặp đầu tiên khi nói về disuse có nghĩa là người vận động viên đó nghỉ tập sau một khoảng thời gian bị chấn thương hoặc là lý do cá nhân họ quay lại vận động với một cái cường độ cao thì sẽ dễ dẫn đến chấn thương Bill là lạm dụng họ ý, ý rằng họ có một cái sức khỏe tốt sau đó họ tự động tăng dần về tầng độ cường, so, cường độ và mức độ tập luyện cũng dễ gây ra chấn thương New You họ thay đổi về dụng cụ thay đổi về điều kiện về môi trường tập luyện cũng có thể dễ dẫn đến chấn thương Miss You có nghĩa là họ sử dụng những cái dụng cụ những cái kỹ thuật sai lặp đi lặp lại nhiều lần thì cũng có thể dẫn đến chấn thương Overuse là họ sử dụng quá mức Tuần này họ chạy bộ 5 lần Nhưng tuần sau họ tăng lên tới 10 lần Thì có thể gây tổn thương lên cổ chân Lên có chân asin Cuối cùng là những cái yếu tố cơ sinh học Thì yếu tố cơ sinh học là bao gồm về cái Tính đối xứng, cái tư thế Sự liên kết của cơ thể Và những cái kỹ thuật và sự mất cân bằng Trong một trong những cái yếu tố đó Thì sẽ dẫn đến chấn thương quá tải phần tiếp theo quan trọng là bao gồm là phân loại các loại hình thái chấn thương như quá tải chi trên là gồm có bốn mục là về chấn về chấn thương phần mềm thì em xin nói về chấn thương phần mềm là về phần gân cơ trước thì có viêm gân viêm gân là cái tình trạng uh, kích ứng quá mức cái vỏ cái gân gọi là cái vỏ bao gân thì lâu dần điển hình ở đây sẽ là cái hình thái tổn thương ở cái viêm viêm gân cơ chóp xoay và lâu ngày nếu không điều trị sẽ dẫn đến rách gân cơ chóp xoay đây cũng là bệnh thoái hóa gân chóp xoay hai bệnh này có thể là tình trạng cấp tính thường xảy ra ở những vận động viên hoạt động vùng vai quá nhất mức như là tennis bơi lội và golf à, điển hình trong cái bệnh lý gân là cái bệnh lý tennis elbow là tình trạng viêm của mỏm trên lồi cầu ngoài là nơi bám của gân duỗi của cổ tay thì thường gặp ở vận động viên chơi tennis và kể cả những người mà không chơi tennis Ờ, viêm bao hoạt dịch thì bao hoạt dịch là cái phần chịu lực ma sát nhiều nhất của cơ thể và khi bị viêm thì chúng sẽ tích tụ những cái chất lỏng quá mức khiến cho cái giới người vận động viên bị giới hạn vận động thậm chí có thể gây teo cơ. Đây là hình ảnh là khớp bình thường thì khi bị viêm thì súng sẽ sưng lên làm giới hạn vận động của người vận động viên. Ờ, về hội chứng đề khoa vần thì hội chứng đề khoa vần là tình trạng viêm bao gân đề khoa vần, những cái gân mà bám xung quanh góc ngón tay cái bị viêm dẫn đến là gặp thường gặp ở những người vận động viên mà sử dụng nhiều cái sự chuyển động ở cổ tay và tay như là góp, quần vợt và cử tạ, khiến cho họ trở nên có cơn đau da dẳng và khó có thể tập luyện tiếp tục được nữa phần cuối cùng của chấn thương phần mềm đó là hội chứng ống cổ tay thì đây là tình trạng mà chèn ép dây thần kinh giữa trong ống cổ tay khiến cho những cái cơn đau tê bì châm chích ở ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út thường gặp ở những vận động viên mà sử dụng lực cổ tay nhiều như là tennis và cầu lông đây là tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép một quan trọng thứ hai là về phần khớp là viêm khớp mạng viêm khớp mạng là cái tình trạng xương sụn khớp bị ăn mòn và trở nên thô ráp khiến cho xương phải chịu những cái ma sát nhiều hơn thì triệu chứng là cái cơn đau sẽ trở nên cứng khớp đau khớp khi vận động và cái khi nghỉ ngơi thì buộc người vận động viên phải ngừng lại và đi khám bệnh một quan trọng thứ ba là về xương và là gãy xương mỏi và là đặc trưng cho dòng thể thao và thường gặp những ở những người vận động viên nhất thì chấn thương quá tải ở chi trên ở dạng này thì là một cái sự gãy không hoàn toàn biểu hiện chỉ là một cái đường nứt ở cái phần vỏ bọc xương thì triệu chứng là cơn đau dai dẳng khởi phát âm thầm và giảm đau khi nghỉ ngơi ờ, tình trạng này thường gặp ở một vận động viên boxing khi mà chụp x-quang họ anh ấy đi khám bệnh và phát hiện là anh ấy bị gãy xương bàn ngón năm có một ca lâm sàng được ghi nhận là một bệnh nhân nam 18 tuổi vận động viên vận quật chuyên nghiệp khoảng 4 tháng nay khi tập luyện cường độ cao thì anh ấy có cảm giác đau ở cái vùng cổ tay tăng dần không có tiền sử ghi nhận là chấn thương trong lúc luyện tập khi mà đi chụp khám bác sĩ và chụp x quang thì đã thấy cái hình ảnh là gãy mỏi xương thuyền đây, đây là hình ảnh gãy mỏi xương thuyền và buộc lòng anh phải dừng tập luyện và điều trị Cuối cùng là hội chứng chèn ép khoang mạng tính Thì đa số cái hội chứng này là gặp ở chi dưới Nhưng chi trên chúng ta cũng gặp và không thể bỏ qua Mà nguyên nhân ở đây chính là do chèn ép cái mạch máu nuôi cơ Dẫn đến thiếu máu nuôi cơ Thường gặp ở những cái đối tượng mà sử dụng nhiều Và liên tục vùng cổ tay, cẳng tay và vùng khủy tay Như là vận động viên đua xe mô tô Họ vặn ra thường xuyên cho nên chèn ép lên vùng đó Tiếp theo những vận động viên là đua thuyền ca giác cái triệu chứng điển hình ở cái trường hợp này đó chính là cơn đau tăng dần sau một lượng luyện tập nhất định thì dù cho là cái cơn đau này là mất và giảm khi ngừng tập nhưng nghỉ ngơi cỡ nào thì người vận động viên đó vẫn sẽ xuất hiện lại cái triệu chứng và thường không có chấn thương trước đó. À, đây là một tài liệu tham khảo. Dạ em đã trình bày khái quát về định nghĩa cũng như là phân loại. Em xin thầy nhận cho góp ý từ thầy và các bạn. cảm ơn nhóm 22 thì để nhận xét thì thứ nhất là về hình thức thì em trình bày hình ảnh đẹp nội dung thì có một vài chỗ chưa rõ thì tôi sẽ thân tích sau còn về thời gian thì em hơi bị lố chút em bị lố á em không người ta khi mình trình bày em mình mình đừng có để lố dù như 7 phút thì 7 phút là lệch nhau mình để lố là như tôi nói là lố nhiều khi mình nói hay cái nào mà lố giờ bài hát ca sĩ hát á thời gian biểu diễn em coi đâu mấy cái, cái chương trình olympic biểu diễn cái đó, đó thôi anh nói là như đức nhặt giữa bài là, là là, bị 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 dở đó phải kiểm soát không phải vấn đề là em nói bao nhiêu mà là em kiểm soát em nói cái gì em nhớ đó, một trong cái điều quan trọng là khi mà mình mình trình diễn thuyết mà với cái tính cách là kiểm tra đó còn vô diễn đàn tự do thì thoải mái em biết không nhưng mà với em mới em phải tập cái thói quen kiểm soát cái mình nói mà thời gian rồi bây giờ trở lại vấn đề chính đó. cái chúng tôi quá tải nó có nhiều từ để dùng Ví dụ cái từ overuse rồi overload thì theo em cái overuse và overload nó giống nhau nó khác nhau chỗ nào em trả lời được là tôi biết em hiểu vấn đề Dạ em xin phép trả lời câu hỏi của thầy uh, Over yield thì thường sử dụng cho chấn thương quá tải hơn Còn overload thì có nghĩa là ngay tại cái thời điểm đó Cái người vận động viên bị quá tải Chứ không phải là uh, những cái tích lũy trước đó mấy em đọc sách đó, đọc tài liệu đôi khi nó cũng có sự lầm lẫn hoặc là không rõ ràng thực sự là phải hiểu như nè quá tải nó có hai dạng một dạng quá tải cấp tính và một dạng quá tải mang tính mạng tính quá tải mạng tính tức là cái lực chấn thương không cần lớn mẹ chỉ xài nhiều thôi mẹ không cho nó nghỉ ngơi thì không nghỉ ngơi nó không hồi phục cứ lặp đi lặp lại hoài hình ảnh rõ nhất là một cái cầu thủ chơi tới cuối giải hay là cái người vào động viên á chạy mà đường mà tới cuối một cái gần đường mấy chục cây số đó đuối gân cốt họ đâu có họ đâu có bị tấn thương gì nặng đâu nó hết sức rồi cái gân chịu tới đó rồi thì ông bà mình nói câu là già néo đứt dây mày hiểu câu đó không sai hoài sai hoài không cho nó bảo trì thì nó bị bứt thôi thì trên cái nền tảng là cái lực chấn thương lúc đó không còn phải lớn cái lực tác động không còn phải lớn nhưng mà sức chịu đựng đã tới hạn rồi thì nó bứt thì cái chấn thương đó người ta hay dùng cái từ ovo nhiều hơn Tức là em dùng nhiều kéo dài ha, không nghe nghe từ từ em phải nghe tức là một cái gì nó tính chất không quá đột ngột tức là nó không có đột biến về lượng nó thay đổi về chất tức nghĩa là sao tức nghĩa là một cái chấn thương nó không có chấn thương em tập luyện tại vì thật sự bản chất tập luyện là có chấn thương nhưng mà những chấn thương này nó, nó gọi là nó gọi là micro injury và đập nhẹ con cử động nó phải có sự căng giãn thì cái lực chấn thương nó nó sẽ được buộc phục hồi lại sau thời gian nghỉ ngơi mình tập xong rồi mình nghỉ ngơi 12 tiếng 24 tiếng nó phục hồi mình chơi quá nó căng cơ cái mình nghỉ ngơi nó phục hồi đúng không đúng không nhưng mà giả sử anh này anh đấu hoài ngày nào anh có đá chấn trận nào anh cũng đá một cái cầu thủ đá banh là rõ ràng nhất phải không tập quá thì tới cuối dạy là bị thì bạn này đang ở trong cái tình trạng quá tải và cái gân cốt lúc này nó yếu rồi và cái hôm đó anh nói cái lực tác động không có lớn không cần lớn tới mức độ mà để gây ra chấn thương thật sự nhưng mà với cái một cái cái sườn xe mình chạy lâu ngày rồi nó nứt rồi yếu rồi đúng không chỉ còn sập có gà là nó gãy thôi thì cái đó là người ta gọi là chấn thương quá tải là chấn thương dựa trên một cái nền tảng gân mô cơ đã được sử dụng quá mức yêu là sử dụng ô là sử dụng quá mức mà không có phục hồi đúng chưa rồi còn overload là gì? Là sự tăng tốc đột ngột. Ví dụ như sức anh nó chỉ có 50 kg thôi. Anh kéo lên ráng rồi nó ráng 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 kéo lên 60 kg. Thì nó gây ra chấn thương. Thì cái overload đó nó là một cái chấn thương cấp tính. Nhưng mà ở một góc độ nào đó thì mình vẫn hiểu là quá tải. Quá tải cấp tính. Đúng chưa? Ủa quá tải là sao? Quá tải tức là sức tôi cho nó tôi làm quá thì gọi là quá tải. overload vẫn là quá tải. OV là quá tải. Mình nói sao cũng được. Mình dịch nghĩa thoáng là được hết nhưng mà một cái là bản chất nó là sự tích lũy dẫn đến cái hiện tượng suy yếu của cái mô đó và cái lực chấn thương của nó không cần lớn nó vẫn gây ra chấn thương thì đó là cái đó gọi là chấn thương quá tải trên nền một cái vi chấn thương kéo dài gọi là mãn tính còn một cái là một chấn thương đồng ngột, đúng không Rồi nó gây ra hiện tượng đứt gãy vỡ rách cái mô đó thì cái nào cũng quá tải đó nhưng mà người ta thường hướng cái sự quá tải sang cái từ overview nhiều hơn còn cái từ overload thì người ta nói là một sự ráng sức thế thôi nhưng mà cái bản chất nó là như vậy đúng chưa giờ tôi hỏi một câu này nè. cái sức của tôi là 50 kg là hàng ngày tôi tập đúng không đúng không thật sự cái thời điểm mà xảy ra cái chấn thương mà quá tải á mà overview cũng là thời điểm cái lực chấn, cái lực tác động á, nó tăng lên sức mình mời mình tập 11, 12 thì gọi là quá tải chứ gì nữa ai mày xuống em đã đi quá tải rồi quá tải rồi đúng không đúng chưa thì có nghĩa là cái sức em có 50 kg đâu bữa đó em sung quá em ráng em dở cục tạ 60 kg thì nó rất cơ nó vừa quá thành ra cái cấp tính hay cái bản tính đều có khả năng gọi là quá tải nhưng một cái là do hiện tượng lực tác động tăng đột ngột mà cái mô đó chưa chắc là cái mô bị yếu mô người bình thường nó quá mức của nó quá sức chịu nặng của nó thì nó bị thương không? thì cái quá tải này là cái quá tải cấp tính còn cái quá tải mà mình thường hay nói là cái quá tải mãn tính, tức là overuse injury, tức là sử dụng nhiều quá. Ha. Ok, còn cái kia là overload. Nhưng hai cái này đều để chỉ cái nghĩa là quá tải cả. Nhưng mà cái quá tải mình hay nói, ồ oh, mày coi chừng mày chơi quá quá tải nha, tập quá quá tải nha. Nhưng mà một bữa đó em tập 2 tiếng, em tập 3 tiếng em cũng quá tải. Đúng không? Chứ đâu còn phải chơi nhiều ngày. Hiểu cho nó không? Đó tức là nói tóm lại khi nó quá tải, tức nghĩa là cái lực cái cái chịu mình lập luyện á nó vượt khả năng chịu lực của cái mô đó thì có hai tình huống tình huống a là nó tập không có nặng nhưng mà nó, nó không có thời gian nghỉ ngơi nó tập kéo dài như vậy cái lực chấn thương cái lực tác động nó lập đi lập lại hoài người ta gọi là gãy mỏi chiếc xe qua cầu nó đâu quá tải đâu nhưng mà do cái cầu nó xuống cấp từ từ hồi xưa cái cầu này nó tải được năm tấn nhưng theo thời gian 5 tháng nó chạy quá nó chịu không nổi kim lại nó gãy mỏi mà tới ngày nào đó cái cầu nó chịu được có ba tấn thôi và ngày đó chiếc xe 40 tấn thông thường chiếc xe 40 tấn qua cái cầu 50 tấn đâu có sao nhưng bữa đó cái cầu chịu nổi gãy hiểu không đó là cái mình hay muốn nói tới như cái trường hợp overview tức là tập luyện tới cuối mùa giải hay bị nhưng cái chuyện thi đấu tập luyện mà tăng tốc quá mức thì cũng gọi là overload thì cũng gọi là quá tải nhưng mà cái quá tải đó nó mang tính cấp tính thì ta, ta hay dùng từ overload nhiều hơn ok ha ừ, rồi cảm ơn em bài này thì uh, chắc là, là anh uh, tuy em rất là hay nhưng mà tôi cho em một câu hỏi để em trả lời tôi nghĩ bài này một cộng uh, vì lý do hai lý do thứ nhất là em trình bày hơi dài thứ hai là cái câu hỏi mà tôi hỏi em là một đích của tôi là để cho em trả lời được cái đó, đó. thì tiếc là em chưa trả lời được thì đã em được một điểm cộng thôi rồi cảm ơn em rồi mời tổ thứ ba em nhớ nha khi mình trình bày không phải nói nhiều là tốt nha nói đúng trọng tâm em vô em dành thời gian nói cái giải phụ học nhiều quá Nên nó mất thời gian nó nhiều quá nó không cần thiết là là vô là là kết nối với cái bài trình bày mình liền để đỡ mất thời gian mời em Dạ. em dạ, chào thầy và các bạn à. Em là tên là Đạt, thuộc nhóm 23 lớp Y20A ạ. À. Thì à về câu hỏi của nhóm em là liệt kê các chấn thương cấp tính thường gặp ở vùng vai trong thể dục thể thao và chọn mô tả một chấn thương cấp tính à. Thì nhóm em chọn là chấn thương trật khớp vai. Thì đây là đây là thành viên. Đây là các thành viên thuộc nhóm em ạ. À. Thì trước tiên thì bọn em sẽ liệt kê một số chấn thương ở vùng vai trong cấp tính trong thể dục thể thao thì như đã biết thì có các hình thái chấn thương đó là gãy xương chật khớp và tổn thương phần tổn thương phần mềm thì à, thì trước tiên thì ở vòng vai sẽ có một số chấn thương như là chật khớp vai gãy xương bả vai hoặc là gãy xương đòn chật khớp cùng đòn ngoài ra thì có một số phần mềm như là rách chóp xoay đứt đầu dài gân cơ nhị đầu đây là phần liệt kê tiếp theo bọn em sẽ chọn mô tả chấn thương chọc khớp vai thì sẽ có năm phần đó là đi qua đó là định nghĩa cơ chế chấn thương phân loại chọc khớp vai chẩn đoán và điều trị thì trước tiên về định nghĩa thì bọn em định nghĩa à, về định nghĩa của chọc khớp vai là tình trạng chỏm xương cánh tay chật khỏi trung tâm của chảo xương vai Uh, về cơ chế uh, nói thêm về chật khớp vai thì chật khớp vai là một chấn thương chiếm 50 phần trăm các chật khớp lớn mươi uh, 95 phần trăm các chật khớp vai là chật ra trước và uh, thường sẽ có 70 phần trăm là gặp ở người trẻ hơn 30 tuổi thì cơ chế chấn thương chật khớp vai thì sẽ có hai cơ chế là trực tiếp và gián tiếp thì về cơ chế trực tiếp á, thì thường sẽ là có một lực tác động lên trực tiếp lên vùng vai cụ thể trong thể dục thể thao thì có thể là khi mà tham gia những môn võ thuật đối đối kháng hoặc là những động tác té ngã có tác động trực tiếp lên vùng vai thì có thể sẽ gây ra chấn thương chật khớp vai hoặc là cơ chế gián tiếp uh, như là khi tham gia thể dục thể thao bị té ngã chẳng hạn thì cũng có thể gây ra chấn thương chật khớp vai đây là một số động uh, hình ảnh mô tả về chấn thương chật khớp vai trong thể thao Uh, về phân loại chật khớp vai thì chật uh, khớp vai sẽ có ba được phân loại ra thành ba dạng đó là chật ra trước, ra sau và chật xuống dưới. thì về chật khớp vai ra trước thì đây là chấn thương đây là dạng mà sẽ gặp được chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong chật khớp vai. À. Uh, nói thêm về chấn thương chật khớp vai ra trước thì sẽ được chia làm thêm làm ba tiếp. đó là tiếp dưới đòn, dưới quạ và dưới ổ chảo. trong này thì tiếp dưới đòn sẽ thường ít gặp nhất. À. Ờ, thêm về chấn thương chật khớp vai thì hai dạng còn lại đó là chật khớp vai ra sau và chật khớp vai xuống dưới sau khi mà đã phân loại được rồi thì sẽ đến phần chẩn đoán thì về chẩn đoán chật khớp vai thì sẽ có hai phần chính đó là qua lâm sàng và cận lâm sàng thì về lâm sàng á, thì sẽ có hai triệu chứng chính hai nhóm triệu chứng đó là triệu chứng không đặc hiệu và triệu chứng đặc hiệu thì nói về triệu chứng không đặc hiệu thì đó có thể là đau sưng hoặc là mất vận động khớp vai trong chật khớp hoàn toàn hoặc là hạn chế vận động khớp vai trong trường hợp bán chật khớp và các triệu chứng đặc hiệu của chật khớp vai của chật khớp vai thì đó là có thể là dấu vai vuông dấu hiệu nhát rìu có thể mất rảnh đen ta ngực hoặc là đối với những bệnh nhân mà ốm thì có thể sẽ sờ thấy được ổ khớp rỗng có dấu lo so, xo trong có thể là mình sẽ khám dấu phù hiệu quân đoàn để xác định xem có tổn thương thần kinh nách trong chật khớp vai, à, đây là một số vị trí của trọng xương cánh tay trong chật khớp vai. Về cận âm sàng thì chủ yếu chúng ta sẽ dùng X quang để đánh giá một cái chật khớp vai và đánh giá các tổn thương đi kèm trong chật khớp vai. Sau khi rồi, tiếp theo sẽ là phần điều trị thì về nguyên tắc điều trị của chất khớp vai thì sẽ là nắng chật. Nắng chật, đó là phải làm nắng chật nhanh nhất có thể. Ờ, nhưng mà trước khi nắng chật thì sẽ có một vài trường hợp chúng ta cần phải giảm đau cho bệnh nhân. Sau khi có có một số phương pháp nắng chật như là phương pháp hipograft, là phương pháp uh, lâu đời và được biết đến nhiều nhất. Sau đó, sau khi mà nắng chật cho bệnh nhân thì phải đảm bảo được bất động được vai thì... Uh, Cụ thể thì sẽ bắt động từ 3 đến 4 tuần để cho các phần cho mềm có thể khôi phục được hoàn toàn. Sau khi mà đã tháo bột thì sẽ phải tập vật lý trị liệu trong một thời gian. Có Trong một số trường hợp thì uh, chẳng hạn như là chật khớp vai có biến chứng mạnh máu thần kinh hoặc là chật khớp vai kèm gãy xương cánh tay ổ chảo hoặc trong trường hợp nắng chập thất bại thì sẽ phải được chỉ định phẫu thuật để điều trị Uh, sau khi điều trị thì về hụt phục hồi sau điều trị á, thì cái thời gian phục hồi này sẽ phụ thuộc vào thể trạng của bệnh nhân và mức độ tổn thương đi kèm của khớp vai và để có thể quay lại thi đấu được thì sẽ cần phải tái khám và đánh giá lại về cái sự phục hồi vận động của khớp vai trước khi có thể thi đấu lại. Bọn em xin được nói thêm về một số biến chứng có thể thường gặp trong cái chật khớp vai thì biến chứng thường gặp nhất đó là tổn thương thần thần kinh đây là một biến chứng quan trọng đặc biệt là tổn thương thần kinh nách có thể gây mất cảm giác và mất vận động của cơ delta tiếp theo là có thể tổn thương mạch máu tổn thương đai xoay của vai và gãy có thể gãy xương kèm theo phần trình bày của em đến đây là hết em cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe À, cảm ơn các bạn nhóm 23 tổ y20a thì à, tới hết và nhận xét thì thời gian của các bạn là vừa đúng sớm được mấy chục giây như là tốt nội dung này các bạn trình bày tương đối là khá hình thức cũng đạt Đi nội dung nó có mấy chỗ là tôi muốn hỏi các bạn thêm nè để quyết định cái này là xuống một cộng hai cộng này. thứ nhất á, là bạn tôi nhận xét đây cho bạn nha kiến thức này trong này rất nhiều kiến thức bạn cũ quá trật có vai bạn thấy ai đi báo bột băng đề zone bây giờ đâu bạn lấy ở đâu ra cái thông tin nói vậy băng khác mà bột khác thường thường người ta băng cái đó là băng khác mà bột á, bột đó là thường thường mấy gãy xưa nhiều rồi trật có vai mình nắng trật vô rồi đó thì mình dùng băng thôi em cái cái bột mùa này mùa nắng lắm em quất cái bột vô là nó chết luôn á À, ở đây là cái tôi ghé trình bày thứ em đọc tư liệu này nó được mới không được cập nhật thì có vai tao không có không bây giờ tao có mấy cái áo áo vải á mang vô để y chang như vậy nhưng mà cái áo mang vô kệ cái, cái trật khớp vai kệ còn gãy xương thì nó đòi cố định chắc hơn thì nó tại vì mà cái này mở ra mở vô vẫn được mà mình trật cái vai nhưng mình vẫn cứ cử động cái tay này được nè đâu có gì đâu còn gãy xương nó khác mình cứ động gãy xương đầu trên cái tay gãy cử động vậy là nó sẽ bị lệch về xương đó, đó là cái mà Em phải chú ý là mày thông tin chưa chính xác đó Giờ hỏi em câu là Trong cái dấu hiệu trật cấp vai mà giờ chắc chắn Em mở cái hình đi Em ghi một loạt dấu hiệu đó tôi Tự nhiên em đưa cái dấu hiệu là Dấu hiệu phù hiệu quân đoàn Cái hình đó Em kêu là dấu hiệu phù hiệu nào? cái dấu này dấu chắc chắn biết chắc không dấu này cho mình biết cái gì tự nhiên em vẽ cái hình đưa ra là cái xương chỗ nó sưng bầm lên kêu trật khớp vai trong cái đó là dấu hiệu không chắc chắn rồi nè em nói là sưng bầm tím gì đó đúng không vậy cái này cũng sưng bầm tím vậy nó, nó cái phù hiệu chỗ này đâu có gì là chắc chắn đó cái, cái này lấy ở đâu ra em lấy ở đâu ra dấu hiệu phù hiệu quân đoàn này thì cụ thể khám là sẽ um cái vị trí cái vị trí mà đeo cái phù hiệu mình sẽ kích thích một cái một cái đau lên cái vị trí đó nếu như mà bệnh nhân mà không có cảm giác thì mình có thể đánh giá là thần kinh nách bị tổn thương là mất cái dạ 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 cả vì em thấy là cái phần đánh giá mình phải đánh phần trình bày của em thì tôi nói là khá nhưng mà tôi đánh giá cũng chỉ là đạt thôi tôi đề xuất là một cộng tại vì cái câu mà tôi hỏi chốt em là câu hỏi em không trả lời được không vượt qua cái câu hỏi đó tại vì khi mình soạn không phải là mình soạn mình đọc sách mình soạn đâu mà phải hiểu cái gì mình nói ok hả? thì khoa học là vậy thôi không cần nói nhiều nói chắc là được rồi ok hả? rồi vậy là nhóm này được một cộng nha Rồi mời nhóm thứ tư Xin chú ý là các em phải nói cho đúng thời gian nha Bạn nào mà nói mà mất yếu tố thời gian là nói hay cơ nào cũng khó được hai cộng lắm Dạ chào thầy và các bạn Em tên là Nghi, thành viên của nhóm 24 ờ, Đề bài của nhóm em là liệt kê và chọn mô tả một chấn thương do quá tải ở vùng vai Trong thể dục thể thao Đây là thành viên của nhóm em. À, trước tiên nói về giải phẫu của khớp vai, thì khớp vai là một khớp động với biên độ vận động linh hoạt, bao gồm gặp, gian rộng và xoay tròn, là nơi gặp nhau của ba xương, xương cánh tay, xương vai và xương đòn. Khớp vai hợp thành từ bốn khớp nhỏ là khớp cùng đòn, khớp ổ chảo cánh tay, khớp bả vai lồng ngực và khớp ức đòn. Trong khớp vai có một bao hoạt dịch nằm giữa mỏm cùng vai và cơ trên gai, À, em xin liệt kê một số chấn thương nhau quá tải ở vùng vai Bao gồm viêm rách gân cơ chóp xoay, viêm gân cơ nhị đầu, tổn thương sụn viền, viêm bao hoạt dịch à, Nhóm em xin chọn hội chứng chèn ép khoang dưới mỏng cùng vai hay còn gọi là hội chứng bắt chẹn để miêu tả Về định nghĩa, hội chứng bắt chẹn là tình trạng khoang dưới mỏng cùng vai bị thu hẹp Và chèn ép các thành phần ở bên trong bao gồm các gân cơ chóp xoay và bao hoạt dịch khớp vai sự chèn ép này gây đau và lâu dài gây cứng khớp và giới hạn vận động vai. Tình trạng này thường được quan sát thấy ở những vận động viên chơi những môn thể thao cần vung tay quá đầu như là bóng ném, bơi lội. Về cơ chế là sự vận động lặp đi lặp lại dẫn đến các vi tổn thương cho các cấu trúc trong khoang, gây ra sưng viêm và chèn ép khi cử động. Ngoài ra, còn có thể là sự bất thường cấu trúc sẵn có của mỏm cùng vai hay sự xuất hiện của các chồi xương trong tổn thương của bệnh lý thoái hóa thì để nói thêm ở hình bên trái mình có thể thấy là các cái cơ chóp xoay tạo thành một cái gân bám rất chắc ở đầu trên của xương cánh tay thì khi mà cánh tay cử động gian rộng thì cái gân cơ chóp xoay này sẽ trượt ở trong cái khoang dưới mỏng cùng vai thì trong thành phần của khoang dưới mỏng cùng vai còn có bao hoạt dịch khớp vai là vai trò của nó là bôi trơn và hỗ trợ cho cái gân cơ chóp xoay di động bên trong thì khi mà cái khoang này bị hẹp lại, các thành phần bên trong của nó bao gồm bao hoạt dịch bị chèn ép sẽ gây ra viêm bao hoạt dịch, uh, gân cơ chớp xoay bị chèn ép sẽ gây ra viêm gân cơ chớp xoay hoặc tệ hơn là rách gân cơ chớp xoay. thì một trong những uh, test để mà hỗ trợ phát hiện cái tình trạng đó là để thực hiện test này, người thực hiện sẽ, người khám sẽ yêu cầu người thực hiện gian rộng hai cánh tay với biên độ từ 0 độ đến 180 độ, test sẽ dương tính khi mà người thực hiện cảm thấy đau ở vùng vai trong khoảng từ 60 đến 120 độ, nó gợi ý cho một tình trạng có tổn thương ở khoang dưới mỏng cùng vai, thì test này có độ nhạy là 76% và độ đặc hiệu là 53%. Về triệu chứng, đau nhiều về đêm lúc gần sáng, đau khiến cho không thể nằm nghiêng bên vai bị đau, có cơn đau nhói xuất hiện khi cố gắng xoay tay về phía sau, có cảm giác yếu mỏi và đau ở khớp vai, đặc biệt khi nhấc tay, dạng tay hay đưa cánh tay về trước, tình trạng đau gây giới hạn vận động và cứng khớp. Sự chèn ép này kéo dài sẽ dẫn đến sơ hóa, đứt một phần hoặc hoàn toàn các gân cơ chấp xoay. Về thăm khám lâm sàng sẽ bao gồm hỏi bệnh sử, tiền căn chấn thương và các yếu tố nguy cơ, khám biên độ cử động của cánh tay, thực hiện knee test, Hawkins Kennedy test và nghiệm pháp palm up. Về chẩn đoán hình ảnh, x-quang khớp vai sẽ giúp đánh giá bất thường cấu trúc ở xương, đánh giá tình trạng viêm ở khớp, chụp cộng hưởng từ sẽ được chỉ định khi nghi ngờ có tổn thương rách chóp xoay, viêm gân hay bệnh lý ở sụn viền. Siêu âm sẽ giúp phát hiện dịch trong khoang dưới mỏng vùng vai. Về điều trị và phục hồi bao gồm nội khoa sẽ có sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm kết hợp với các biện pháp như chùm đá, vật lý trị liệu, chiếu tia hồng ngoại nhằm tăng lưu lượng máu đến mô tổn thương hay là ngoại khoa là nới rộng khoảng cách giữa mỏm cùng và gân chấp xoay cũng như phục hồi tổn thương rách cơ chấp xoay nếu có bên cạnh đó không thể thiếu là cường độ vận động hợp lý để tránh chấn thương tái diễn chế độ dinh dưỡng đầy đủ xây dựng các chương trình phục hồi chức năng thích hợp hậu chấn thương để tránh cứng khớp cũng như là để để tránh cứng khớp cũng như là uh, mau chóng phục hồi sau chấn thương uh, và không thể thiếu là sẽ đi khám ngay nếu như có đau ở vùng vai tổn thương hoặc là có bất kỳ triệu chứng nào khác ở vùng tổn thương À, cảm ơn nhóm bốn à, thứ nhất ấy, là đầu tiên ấy, là em báo cáo như vậy là quá dư quá đặt thời gian luôn em nó có cái bốn phút à hơi ngắn đó nha ừ, mình sẽ cố gắng mình điều phối cái bài của mình thứ hai ấy, là cái nội dung em báo cáo này ấy, là em chơi dài chọn một cái bệnh lý hay một cái tổn thương nó khác chọn cái hội chứng hội chứng đó là một nhóm những triệu chứng có thể có trong nhiều cái bệnh lý hay nhiều nguyên nhân khác nhau em đồng ý không tự nhiên em chỉ chọn hội chứng mà bắt chặt dưới mông cùng để em nói quá tải là em chơi dạy rồi no. không phải tất cả những cái người nào bị hội chứng dưới mông cùng đều là quá tải cũng ừ, như không phải có tất cả những người có bị chấn thương do quá tải là bị có hội chứng nó hai cái đó nó không có hội chứng nó lớn lắm có nhiều nguyên nhân ví dụ như người già đi nếu người già về nhà cấp vai nó hẹp cái khoan cấp vai nó hẹp lại xương gai gai xương nó mọc lên họ đâu có chơi thể thao gì đâu nó đâu tập luyện nó đâu quá tải nó kẹt thôi giống như cái cửa nhà nó bị kẹt thôi chứ không phải là em xài nhiều rồi nó bị rơ nó kẹt em hiểu không chơi dài thì nói, nói nói lái qua mà em em nói một cái bệnh lý hội chứng bất chẹn con với mông cồn thì đúng nhưng tôi đâu thấy cái gì con dao quá tải đâu quá tải định nghĩa hồi nãy là gì chấn thương lập đi lập đại nhiều lần nhiều lần động tác đó Và cái người chơi cái môn đó nhiều lắm ví dụ như cầu thủ đánh tennis ha giao bóng liên tục liên tục cái cơ trên gai giá như em biết là viêm rách gân cơ trên gai do quá tải có thể viêm kết cơ tinh gai do nguyên nhân khác thí dụ như nó không quá tải mà nó không qua té chống tay nữa chống quá nó trật bật đứt cái gân như em phải nói cái câu là viêm rách gân cơ trên gai do quá tải hoặc là hội chứng bắt chẹt không mới cùng do quá tải cho nên khu trú nguyên nhân là tức là cái cách này là cách thủ thuật cái cách để mình trình bày là mình mình nói hội chứng mà hội chứng do cái quá tải chứ không phải là cả cái quá tải đều ra ra cái này hoặc là tất cả cái này đều ra quá tải hiểu tôi nói không giống như là bây giờ là cô bé cô em thích cô bé đó cô bé đó không thích em không phải là lý do em không đẹp trai mà lý do khác mà em em có nói tại vì anh không đẹp trai cô bé đó không thích em sao được tự nhiên mình 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 đưa một cái 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 vấn đề đằng buộc như vậy ra sau này đừng bao giờ nói một cái bệnh lý tiêu biểu cho một cái vấn đề gì đó ha, cho một cái nguyên nhân gì đó quá ta là nguyên nhân mà lấy hội chứng ra cái đó là chơi dạy đúng chưa mà, mà nhưng mà lỡ có nói thì phải khôn em ghi coi là hội chứng bắt chẹn khoan dưới mỏng cùng do quá tải tức là tôi chỉ khu trú những nguyên nhân gây ra quá tải mà nó gây hội chứng này thôi chứ già dạ, tập cái đâu quá tải ha rồi một cộng nha một cầu là xứng đáng với em mà nó tại vì em thiếu nhiều cái lắm đó. nha rồi cảm ơn em mời nhóm cứ tiếp, tiếp đi chào thầy và tất tất cả các bạn em là Đức hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm 25 để mô mô tả cho thầy biết là các cái tổn thương cấp tính ở vùng khuỷu trong khi chúng ta tham gia thể dục thể, thể thao thì một tổn tổn thương cấp tính ở vùng khuỷu là một tình trạng chấn thương xảy ra do thực hiện các cái động tác uống công, xoắn vặn ở vùng khuỷu hoặc là do chúng ta va chạm với nhau khi mà tham tham gia thì sẽ gây ra những cái cơn đau sưng và bầm tím về phân 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 loại thì thứ nhất là chúng ta sẽ bị tổn thương dây chằng gân ở vùng cánh tay. Như là chúng ta có thể thấy ở trên hình là đứt đầu xa gân nhị đầu ở vùng cánh tay hoặc là đứt gân tâm tam đầu ở vùng cánh. Về cái tổn thương cấp tính thứ hai thì đó là về gãy, gãy xương. Trên hình chúng ta có thể thấy là trường hợp thứ nhất là bị gãy mỏm khuỷu, trường hợp thứ hai là gãy đầu dưới xương cánh tay và trường hợp thứ ba là bị gãy chỏm quay về cái dạng tổn thương cấp tính thứ ba cũng là cái cái dạng mà nhóm em sẽ đi sâu hơn để tìm hiểu cùng với thầy và tất cả các bạn đó là trật khớp khuỷu thì những những cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đó là thứ nhất nguyên nhân và cơ chế thứ hai là phân loại thứ ba chẩn đoán thứ tư là điều trị và thứ năm là về những cái biến biến chứng của cái việc trật khớp khuỷu này nó là gì thì cái nguyên nguyên nhân thường gặp nhất của việc trật khớp khỉu mà chúng ta thường gặp nhất thì đó là do nguyên nhân dán tiếp thì thường là do ngã chống bàn tay xuống đất thì khi chúng ta khỉu khi khỉu của chúng ta duỗi thì lực sắn vẻ ngoài kết hợp với lại ép lực dọc chi lên mỏm trên đồng rộng sẽ làm cho hai đầu trên xương cẳng tay bị trật ra sau so với đầu dưới về cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân chúng ta sẽ gặp ít hơn so với cái nguyên nguy, nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân trực 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 tiếp là lực tác động lên vùng khuỷu làm cho hai xương cánh tay chúng ta sẽ bị trật ra ngoài về phân phân loại các cái phân loại về trật trật khớp khuỷu thì chúng ta có những dạng là trật ra sau trật ra trước trật ra ngoài trật vào trong và trật bị tách, tách đôi đây là phân loại theo Stimson về chẩn chẩn đoán trật khớp khuỷu thì chúng ta sẽ có biến dạng chi thì bệnh nhân sẽ đến đến với chúng ta sẽ có đau vùng khuỷu khuỷu sưng to và sưng khá là sớm bởi vì khi mà bị trật như vậy thì các các cái dây chằng nó bị rách thì nó sẽ gây tụ máu ở cái vùng đó ờ, trên bệnh nhân thì chúng ta sẽ sờ rõ được ba đầu xương mỏng khuỷu nhô ra sau đầu dưới xương cánh tay nhô ra trước tại nếp gấp khuỷu và đầu trên xương quay lồi ra rồi lồi ra sau và ra ngoài bệnh nhân của chúng ta sẽ không gấp hay là không duỗi được phần cánh tay và phần cẳng tay chỉ gấp được khoảng 4 45 độ tam giác huyệt tờ và đường huyệt tờ cũng sẽ bị thay thay đổi và một, cái dấu dấu hiệu để chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị chật khớp đó là dấu dấu ổ khớp rỗng và dấu dấu hiệu lò lò so có dương tính hay không và chúng ta nên để ý là nếu nếu như bệnh nhân chật khớp mà có thể bị kèm theo gãy xương ví dụ như là trường hợp chật khớp ra sau thì thường có kèm theo gãy mỏm vẹt thì những cái dấu dấu này có thể là chúng ta sẽ không khám thấy về chẩn chẩn đoán thì cận lâm sàng để để chúng ta xác định chẩn đoán đó, đó sẽ là phim x quang khớp tư thế thẳng và nghiêng thì sẽ giúp xác định và phân loại những cái thể chật khớp và tìm thêm các cái tổn thương phối hợp ở xương có hay là không CT scan thì sẽ giúp đánh giá mức độ gãy của chẩm quay và lồi cò xương cánh tay trước khi trước khi thực hiện việc nắng hở và chụp cộng hưởng từ thì sẽ giúp chúng ta đánh giá các cái tổn thương mô mô mềm kèm theo như là cái dây chằng có bị rách hay là có bị đứt hay hay là không về nguyên tắc điều 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 trị trật khớp thì cần được xem là một cấp cứu cần được xử lý ngay mục tiêu đầu là điều trị ngay lập tức đưa khớp khuỷu về đúng trục của chi và mục tiêu xa là sẽ phục hồi chức năng của khuỷu tay về phương phương pháp điều trị thì chúng ta có việc nắng chỉnh phục hồi trục bình thường của khuỷu thì có thể thực hiện tại việc khoa thì trước khi thực hiện việc nắng chỉnh và cố định khớp khuỷu thì chúng ta cần cho bệnh nhân được giảm đau và vô cảm tốt và có một điều chúng ta cần lưu ý là trước khi chúng ta thực hiện nắng thì nên khám thần kinh và mạch máu trước và sau khi nắng rồi với những trường hợp mà đã nắng chật nhưng mà không không hiệu quả hoặc là một trong những trường hợp dưới đây thì chúng ta sẽ tiến hành trường hợp là phẫu thuật cho cho bệnh nhân. Trường hợp thứ nhất là chật khớp khỉu Thì việc mổ nắng chật thì nhằm phục hồi lại trục chi và khâu sửa các cái dây chằng bao khớp rách sẽ giúp cho khớp khuỷu vững sau khi sau khi chúng ta mổ và cố định khớp lại. Trường hợp thứ hai là chật khớp có cái tổn thương thần kinh và mạch máu kèm kèm theo. Trường hợp thứ ba là trường hợp em đã nêu ở trên là trường hợp khớp chúng ta đã nắng chật nhưng mà không không hiệu quả về cái cái biến chứng biến chứng cấp mà chúng ta thường hay gặp nhất là tổn thương về mạch máu và 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 thần kinh thì về về mạch máu thì động mạch cánh tay nó, chúng ta sẽ bị chèn ép bị rách hoặc là co thắt thiếu máu cục bộ ở ở ngoại vi về trường hợp thần thần kinh thì chúng ta thường hay gặp nhất đó sẽ là dấu hiệu liệt thần kinh trụ thì trong khi khám chúng ta có thể sẽ phát hiện bằng cách là bệnh nhân sẽ bị mất cảm giác ở đầu ngón ngón năm về những những cái biến chứng về xa thì bệnh nhân của chúng ta có thể là bị viêm cốt hóa đau mãn tính khớp kiểu tay phơi hóa dây chằng chèn ép thần kinh mạch máu khớp lỏng lẻo gây ảnh hưởng đến khả năng vận động sinh hoạt và giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cứng khớp và hạn chế vận động của bệnh nhân về sau cảm ơn thầy cảm ơn em nhóm năm tặng cho em một cái điểm dũng cảm à, là tự nhiên rồi mình có hơi khớp và hơi yếu rồi hơi có năng lắp bắp trước nhưng mà dám lên nói là cũng gan rồi đó à nhưng mà giờ là tốt à, bây giờ là có điểm này nè thứ nhất là trong các dấu hiệu chắc chắn của trật khốc hiểu thì em có thể kể tôi lại em nói lại tôi đừng có nhìn hình slide là có những dấu hiệu nào hay không còn thứ nhất còn thứ hai là cái chuyện phẫu thuật của trật khốc hiểu ngoài như vậy em nói nắng thất bại rồi biến chứng này nọ đó rồi còn một cái biến chứng nào, nào khác nữa không em nói biến chứng thần kinh rồi biến chứng mà mạch nấu rồi biến chứng dần ép rồi không ăn ví dụ như em có bao giờ em thấy là suy nghĩ đi nha rồi nói được câu này là được hai điểm đó cần không thì hà bật rồi cho hội chẳng luôn sao có quyền Cái Cái thứ hai Ờ uh, dạ ờ uh, cho em trả lời câu hỏi số 1 trước này. Dạ câu hỏi số 1 thì có ba ba dấu hiệu là giúp chúng ta sẽ xác định chẩn đoán là có bị khớp hay không. Thứ nhất là bệnh nhân có biến biến dạng chi. Thứ hai là chúng ta sẽ khám thấy là dấu ổ khớp rộng và dấu lò xo so trên trên bệnh nhân. Dạ. Yeah. Dạ yeah, cái cái tam tam giác Twitter sẽ bị thay 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 đổi á Dạ thường cái tam giác đó nó sẽ được tạo bởi ba ba cái mỏng khớp là mỏng trên loài cầu trong, mỏng trên là cầu ngoài và mỏng khuỷu thì thường ba ba cái mỏng đó nó sẽ tạo thành một cái tam giác cân cân đỉnh ở dưới. Thì khi mà chúng ta bị chật thì cái tam giác đó nó sẽ không còn là một cái tam giác cân nữa, nó sẽ bị lệch đi. dấu hiệu nhát rìu mình nói nói rồi trời ơi tại cứ 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 phải học từng chữ giống như là mình lip xin lại Để cái tròn gốc hiểu là đa số nó trật ra sau này em nói rồi đúng không đúng không đó, cái cái, cái mông nó trật ra sau là chỗ này nó 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 khuyết liền Vô như là đây nó khuyết liền đó giống như dấu hiệu vay vuông hoặc là nhát riều đây đây cũng nhát riều thấy rõ liền còn cái tay nhớ anh tôi khó thấy lắm cưng ơi nha yeah. yeah, nghe có thấy lắm cũng có thể có nhưng mà nó cũng đúng thôi là sai mà phải đo cái mốc khó lắm nhìn thì, chứ còn đo nhìn thôi là thấy là là, 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 là tự nhiên nó không có không nghĩa là không trật không có chưa chắc là không trật nhưng mà có là chắc chắn ha đồng ý chưa rồi thứ hai phẫu thuật ngoài cái gì em nói đó em quên một chuyện quan trọng rồi nãy mới nói trật khớp thì có khi gãy xương đi kèm gãy mỏng vẹt hoặc là gãy mỏng khỉu thành ra nếu mà trật khớp khỉu mà có gãy cái xương đó là phải mổ chứ sao em nắng trật vô rồi xương nó lệch di vì lệch xa tại đây là cơ, nó kéo đi mất tiêu rồi sao nó lành được em có nắng chặt rồi nó cũng không có lành tại vì cái mỏng khỉu là cái gì lệch xa con cơ tâm đầu nó kéo lên vậy nè thấy không ok đồng ý không thành ra nếu mà gãy cho kiểu em gãy xương mỏng kiểu là cái là phải mổ rồi khỏi bàn rồi đó em kéo đắng vô rồi, cái bóng kiểu tại bản thân cái mỏng kiểu cũng phải mổ nè mở cho nó trật là nó bung ra rồi ok ha thử thì thôi tức là mình trình bày nhưng mà phải có cái tâm hồn trong đó và phải có một cái độ lắc léo đó rồi cái này thống nhất nhau là một cộng đó nha ok em tại vì tụi em học càng sâu tụi em càng rút kinh nghiệm với những đứa đi trước mà chưa rút kinh nghiệm cảm ơn Em xin chào thầy và các bạn, em tên là Anh Thi. Hôm nay em đại diện cho nhóm 26 lớp Y 2020 e xin được trình bày về các chấn thương quá tải ở vùng khuỷu trong thể dục thể thao. Đầu tiên là những chấn thương thường gặp do quá tải ở vùng khuỷu, gồm có 5 loại. Thứ nhất, viêm mẩm trên lờ cầu ngoài hay còn gọi là tennis elbow, thứ hai viêm mỏm chia lồ cầu trong golf elbow thứ ba cứng khớp thứ tư hội chứng chèn ép thần kinh trụ ở khuỷu và thứ năm viêm bao dịch khuỷu tay và nhóm em xin được trình bày kỹ hơn về viêm mỏm chia lồ cầu ngoài xương cánh tay hay còn gọi là tennis elbow về định nghĩa như cái tên bệnh đã nói lên thì viêm thì xương sẽ là biểu hiện tình trạng đau. Đau này là do các đau của các gân cơ bám vào lồ cầu ngoài xương cánh tay. Về nguyên nhân thì sẽ là do sự quá tải trong một thời gian dài và sự quá tải ở đây thì có thể hiểu là do sự hoạt động quá mức hoặc là dùng lực căng lên cơ duỗi cổ tay và ngón tay trong một thời gian dài và vì thế thì nó sẽ gây lên các đường rách ở các gân cơ bám vào lồ cầu ngoài xương cánh tay dẫn đến là gây ra đau và viêm và thường gặp nhất ở đây là gân duỗi cổ tay quay ngắn về triệu chứng thì bệnh nhân sẽ biểu hiện là đau thì đau thì có rất là nhiều biểu hiện rất là đa dạng một số bệnh nhân thì họ chỉ đau nhẹ ở vùng khuỷu hoặc là cẳng tay, có thể là lan xuống cổ tay. Một số bệnh nhân khác thì có thể đau khi mà họ cầm nắm đồ vật và giảm đau khi họ không thực hiện động tác đó nữa. Còn nặng hơn là họ có thể đau kể cả, khi nghỉ. Về các yếu tố nguy cơ thì nhóm em xin nêu ra hai nhóm yếu tố nguy cơ chính đó là về kỹ thuật và trang thiết bị vật chất. Thì về kỹ thuật, nhóm em xin được lấy ví dụ trong bộ môn cầu lông và đặc biệt là trong cu đánh trái tay. Thì ở bên tay bên phải là cái video nói về đánh đúng kỹ thuật của cô đánh trái tay Và video bên trái sẽ là một cái video đánh sai kỹ thuật Thì về đánh đúng kỹ thuật em xin nói ngắn gọn là Vận động viên sẽ bước chân đúng cách và vung vợt Vung vợt là từ dưới lên trên Còn về đánh sai kỹ thuật thì lúc này vận động viên người chơi sẽ vung vợt là Móc ngang từ ở trên keo luôn ờ, Và bởi vì móc ngang từ trên cao như vậy thì dẫn đến là cái biên độ cử động kém thì dẫn đến là cái lực căng cơ ở vùng cổ tay và khuỷu tay sẽ nhiều hơn đồng thời là nếu mà bước chân mà đến sớm quá không có canh được cái điểm cầu rơi thì cũng sẽ gây ra cái động tác với dẫn đến và nếu mà chơi trong một thời gian dài như vậy mà không được chỉnh sửa thì có thể gây ra hội chứng là viêm mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay về điều kiện vật chất thì theo hình bên là thấy có một số điều kiện vật chất không đảm bảo Ví dụ như là sân ướt hoặc là vợt không phù hợp với người đánh Là vợt quá nhẹ so với người đánh Hoặc là cái lưới của vợt quá căng Hoặc là cán vợt thì nó sẽ không vừa tầm với tay người chơi Một số điều kiện khác ví dụ như là banh ướt hoặc là mặt sân ướt Một số yếu tố nguy cơ khác có thể đề cập đến là Người béo phì thì có thể dễ mắc hơn Hoặc là hút thuốc lá độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi về điều trị đối với những trường hợp đau nhẹ đến trung bình thì điều trị chủ yếu ở đây là không phẫu thuật, là sử dụng các bài tập vật lý trị liệu hoặc là massage. Một số trường hợp khác thì có thể là dùng thuốc chống viêm. Những trường hợp mà đau nhiều hơn, không đáp ứng với những phương pháp điều trị trên hoặc là tình trạng đau của người ta kéo dài trên 6 tháng thì có thì có thể là phải phẫu thuật. Về phòng ngừa thì chúng em đưa ra những cách phòng ngừa căn bản dựa trên hai nhóm yếu tố nguy cơ chính để được trình bày như trên. Đầu tiên là tập đúng kỹ thuật. Thì hiện nay nhóm em thấy là các bạn trẻ chơi cầu lông là càng ngày một càng nhiều. Nên là tụi em có một lời khuyên là đối với những người mới chơi thì nên là có người hướng dẫn chơi sao cho đúng cách. Ví dụ như là cách cầm vợt đúng cách hoặc là những bước chân mình di chuyển như thế nào cho đúng, uh, khởi động đúng và đủ hoặc là có thể sự tăng các bài tập chuyên biệt để tăng sức cơ của cái nhóm cơ chuyên biệt này chế độ tập luyện và nghỉ ngơi thì phải phù hợp không nên tập luyện quá sức lựa chọn trang thiết bị phù hợp và để kết thúc bài nói ngày hôm nay thì nhóm chúng em có tham khảo được hai cái động tác dùng có thể là dùng vận động và giảm cái tình trạng viêm mẩm trên lồi cầu ngoài thì ừ, em xin mời bạn phúc tiến lên sân khấu đầu tiên là bài tập thứ nhất giúp <laughs> giúp căng căng các nhóm cơ duỗi cổ tay thì lúc này cẳng tay sẽ khớp sấp khuỷu tay thì thẳng cổ tay thì sẽ gấp 90 độ sau đó lấy bàn tay kia nắm vào mô bàn tay và kéo ngược về trong và cảm thấy là lực vừa phải mình người là cảm thấy là lực căng sau đó sẽ giữ 10 đến 15 giây và làm với bên ngược lại bài tập thứ hai là bài tập căng các nhóm cơ gấp của cổ tay thì cũng là tương tự nhưng mà đằng lúc này thì cẳng tay sẽ là ngửa sau đó cũng sẽ kéo ngược về bên trong với lực vừa phải cảm thấy căng phải giữ 10 đến 15 giây thì bài tập này khá là cơ bản các bạn có thể tập tự tập luyện ở nhà em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe cảm ơn nhóm 6 đã báo cáo vừa đúng giờ tuy nhiên nội dung là có nhiều <laughs> cục sạn này lắm lại không thông minh đi mô tả là vi mỏm đến là còn ngoài rồi ghi là Tennis elbow Xin lòng Mà lại đi mô tả cái thằng đánh cầu lông Cô hiểu tôi nói không cái cô, cô, cô có hiểu cái chữ Tennis elbow là cái gì không Tức là cái cùi chỏ của người đánh tennis Cái bệnh này đang gặp nó mới đến tennis Chứ không phải cầu lông Ok yeah. Mà đi mô lấy Tại sao không lấy cái đánh tennis sai kỹ thuật này cũng cũng đăng đàn cũng nguyên nhân là cũng có đưa hình tennis đó mình tại sao nó mà đi đưa lên cầu long rồi em có biết cái bản chất của đánh hai cái cú đánh đó nó khác nhau chỗ nào không một cú đánh đó là đi từ dưới lên một cái đánh đánh từ ngang như vậy là nó khác nhau chỗ nào không dám phân tích lịch rồi phải dám nói về kỹ thuật ở đây là có bạn nào chơi cầu long không em hiểu cho hiểu nói không em em ghi em nói gì giống như nói như nó chơi cho vui thôi giờ ta hỏi ngược lại vậy khác nhau cốt lõi ở chỗ đó là chỗ nào tại sao nó làm cho đau cái gân đó có biết không? Nói đi Nói mới gỡ tội hay không là ăn tội ăn đòn chết đó. Rồi cho 30 giây Tại vì mình mô tả mình cũng đánh đúng kỹ thuật Đánh từ dưới lên giày đúng không? Một cái có thể là đánh ngang giày xuống đúng không? Đè xuống đúng không? Khỏi Google cái này dùng não đó Suy nghĩ là biết ngay Mình phân tích rồi cái này là hiện tượng là gân gơ duỗi cổ tay vận động quá mức ha yeah. và khi duỗi cổ tay cũng như vụ các ngón vận động quá mức nó làm cho lực căng nó bị kéo giãn ra làm cho cái gân nó bị viêm đất đó thì từ cái triết lý của tôi mình suy ra liền được không hết giờ À, dạ thầy thì nhóm thì em sau khi thảo luận thì, thì em à, nghĩ là cái cú đánh à, ngang thầy à, cứu đánh từ dưới lên á, thì nó đi ở một cái biên độ à, xa hơn nên là cái lực nó cái lực nó sẽ tốt hơn còn mình đi theo cái phương ngang thì cái cái biên độ mình đi nó thấp hơn nên mình dùng cái lực ở vùng cổ tay và cánh tay nhiều hơn hãy nói hay là hay nói chống chế thật sự ra phải hiểu như là tôi không chơi cầu lông rồi tôi biết chứ mình phải suy luận thôi một cái cú đánh từ dưới lên là đánh cái cầu đã qua điểm dừng là cầu đang rớt lực nó nhẹ một cái cú đánh mà đi ngang mà quỹ đạo đi ngang vậy đó là cái cầu đang ở đỉnh cao lực nó mạnh cái lực của cái cầu đang đi tốc độ cao này mình phản ngược lại mình đè nó thì nó sẽ gây ra hiện tượng tăng còn cái kia cái cú đánh từ dưới lên để chắc chắn cái cầu nó bị rớt với đánh từ dưới lên moi từ dưới lên hiểu nói không cái cầu nó qua cái điểm dừng này, nó đi vút cái tới đây cái nó rớt từ từ xuống thì nó phải qua cái thời kỳ điểm tăng tốc tối đa đó, đó là nó bị lực nha thì cú đánh kia nó sẽ giảm áp lực thứ hai là do cú đánh kia là cái tay mình đi từ dưới lên á nha cái lực của khuỷu và cổ tay mình nó chi phối tốt còn cú đánh ngang này nè cái cầu nó tiếp cận góc góc cao á mình phải đè cái cầu xuống đúng không thành ra cái lực cái lực đi mà cái tay mình đóng đó nó cái độ biên độ mình không có duỗi khiểu nhiều được thành ra mình dùng lực chuỗi là giật cổ tay em dùng khiểu thì không bao giờ đau khiểu em dùng khiểu không có đau khiểu em dùng cổ tay mới đau khiểu tại vì cái con duỗi cổ tay mà thành ra cái, cái cái cú đánh ngang đánh ngang kiểu này ha thì cái giật lực còn em đánh từ dưới lên thì cái một cái, cái, cái cú đánh về là cái cầu đang rớt lực nó yếu rồi còn cái kia cầu đang vút ngang đè ngược lại đấy nó sai là sai cấu độ tiếp cận cái cầu nhưng mà nói chi động tác khó vậy đa phần cú đánh mà đâu cái này là cú đánh người ta gọi là cú đánh bắt trái tay còn cú đánh này là cú đánh forehand là cú đánh thuận tay thuận tay là mặt trước mà trái tay là mặt sau ha à, thì trong tennis là cú ve đánh á, là sai kỹ thuật là hay hợp nhất cắt bóng hoặc là đánh cú ve sai là sẽ bị đau cái này tại sao người ta gọi là tennis elbow syndrome em hiểu nói không người ta ghi rõ ràng ghi rồi tự nhiên nó cầu lông nữa tôi được học khó chi rồi giải thích chơi như biết chơi chơi vậy thôi mấy em là học là phải khôn trình bày là phải là phải lanh tôi nói lại lần nữa nè không cần học nhiều không cần biết rộng biết chắc ít tại vì tôi học sinh mà đúng không mà nói nhiều quá cuối cùng mà nói tao lao hết là tao là sỏi không người ta lợm ra người ta tán vô đầu mình nè. ok chưa rồi nhóm này chốt lại một điểm nha cái câu đó trả lời được là ngon rồi đó. tình bày chưa ngon nhưng mà trả lời được câu đó thì ngon dạ alo alo Dạ, yeah, em xin kính chào thầy và các bạn đến với buổi thuyết trình của nhóm em ngày hôm nay. Tại là em tên là Toán, đại diện nhóm 27 xin trình bày một cái chấn thương cấp tính ở vùng cổ tay trong thể dục thể thao. Đây là hành viên nhóm của chúng em tham gia làm bài thuyết trình. Thì chấn thương cấp tính thường gặp ở vùng cổ tay thì sẽ có ba loại, đó chính là bông gân, gãy xương và chật khớp thì trước khi vào nội dung thì em xin kính mời thầy và các bạn coi một clip ngắn sau đây có thể thấy trong clip này là có một anh vận động viên bóng rổ thì ảnh vô tình ảnh vấp ngã thì ảnh lấy tay chống xuống đất thì cái vẻ mặt của anh ấy rất là đau thì câu hỏi được đặt ra là đây là ảnh đang bị gì mà khiến ảnh phải khó chịu như vậy à, có thể nghĩ là ảnh có thể là gãy xương ở vùng cổ tay hay không và để biết nó là gãy xương hay không thì em xin mời thầy và các bạn cùng nhau tìm hiểu nội dung về gãy xương ở vùng cổ tay. định nghĩa gãy xương cổ tay là hiện tượng gãy hoặc nứt một hoặc nhiều xương ở cổ tay và thường gặp là gãy xương ở đầu dưới xương quay hoặc là hay là xương thuyền. Nguyên nhân thì gồm có là tai nạn, ngã chống tay xuống đất, thể thao cường độ cao, tập luyện sai tư thế. À, yếu tố nguy cơ thì là sẽ bao gồm là tuổi tác thì gặp nhiều ở người phụ nữ lớn tuổi, mãn kinh và có tình căng hoặc loãng xương, hay là chấn thương trong thể thao thì gồm bóng đá, cầu à, lông, bóng truyền, bóng rổ, hoặc là một người có tình căng hoặc loãng xương, hoặc à, là có từng bị một cái chấn thương ở vùng cổ tay trước đó cái cơ chế thì hợp nhất là người bệnh ngã xuống đất thì khi ngã thì họ sẽ lấy tay chống xuống đất và khi mà cái cổ bàn tay họ vũ ra tối đa thì cũng có thể dẫn đến cái trường hợp là gãy xương ở vùng cổ tay để chuẩn đoán một cái trường hợp là gãy xương uh, gãy xương ở vùng cổ tay thì chúng ta phải dựa vào ba cái đó là bệnh sử cái mà bệnh nhân đến khai với mình cái và lâm sàng là những gì mà mình khám được và cuối cùng là cận lâm sàng ngành ảnh học À, những triệu chứng ý gãy, gãy xương ở vùng cổ tay thì gồm có là đau chói, à, xương bầm tím, biến dạng, hạn chế không cử động được cổ tay. Khi mà chúng ta biết được nó à, bệnh nhân là gãy có gãy xương ở vùng cổ tay thì để làm sao biết được đó là gãy xương thuyền hay là gãy đầu dưới xương quay thì chúng ta cần khảo sát thêm một cái vài triệu chứng lâm sàng đặc hiệu đối với kẻ xương thuyền thì chúng ta cần đau phía bên quay thì cái triệu chứng này dễ bỏ sót do nó dễ nhầm lẫn với bông gân đau khi nén theo dọc trục ngón cái đau khi ngửa ngón tay ngửa tay có đó kháng lực ấn đau ở loài cũ xương thuyền và đặc biệt là đau có vùng hõm lào dễ phẫu khi mà nghiêng trụ cổ tay Đối với gãy đầu dưới xương quay thì cái triệu chứng gợi ý đó là nhìn nghiêng thì đầu dưới xương quay thì bàn tay lệch uh, ra sau gồ lên và có hình lưng dĩa được gọi là dấu Vapill. Uh, khi mà nhìn thẳng thì đầu dưới xương quay thì bàn tay di lệch ra ngoài, uh, ngắn chi, mỏm châm trụ lò ra, mỏm châm quay lên cao hơn hoặc bằng mỏm châm trụ. Cái dấu này gọi là dấu Laucher. Và cái hình là uh, đây đó là hình dấu Bill là hình giống mình chiếc đĩa ăn của buổi, buổi tối. À, cách kiểm tra mỏm trong quay và trụ. Đây là cái hình mà cách kiểm tra mỏm trong quay và trụ. và Đối với hình A thì đó là cái hình bình thường. Thì là mỏm bình thường ấy thì mỏm trong quay nó sẽ thấp hơn mỏm trong trụ từ 1,5 đến 2cm theo tư thế giải phẫu. Còn hình B đó tức là hình của gãy Particulate là cái mỏng trăm quay nó sẽ bằng cái mỏng trăm trụ à, tóm lại thì gãy xương đầu gãy đầu dưới xương quay thì chúng ta có thể dễ dàng phát hiện à, giống nó có một cái dấu đặc hiệu là cái dấu và biêu cái hình chiếc dĩa nhưng mà nếu mà gãy xuân thuyền thì nó sẽ có nó sẽ hơi mơ hồ về cái chữ nó thuộc về bởi vì cái gãy xuân thuyền nó thuộc về cái xương cổ tay nên là chúng ta phải cần dựa vào cần lâm sàng như là x quang để chuẩn đoán ngoài ra thì còn có ct scan để dùng để khảo sát những cái gãy xương phức tạp hoặc là em ra dùng để đánh giá tổn thương phần mềm và đây đó đây là hình x quang của gãy xuân thuyền và đây là hình x quang của gãy đầu dưới xung quay sự trí ban đầu thì chúng ta theo nguyên tắc rise đó là hạn chế tỳ đè vận động là r là rest chùm lạnh là ice băng ép là compression kê cao vị trí chấn thương là elevation à, về mặt điều trị thì có hai phương thức chính đó là điều trị bảo tồn là chúng ta nẹp cố định hoặc bó bột cố định ở cổ tay còn nếu mà trường hợp cổ tay bị lệch nghiêm trọng thì chúng ta có thể chúng ta bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật À, nếu mà chúng ta khi tiếp cận một bệnh nhân có gãy xương ở vùng cổ tay mà chúng ta không xử trí hoặc can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến những cái biến chứng nghiêm trọng như là hội chứng chảy áo khoang, hội chứng ống cổ tay, sốc chấn thương, tổn thương thần kinh giữa, mạch máu, rồi rối loạn dinh dưỡng và về bó sốc chấn thương. À, bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Em xin lắng nghe ý kiến của thầy cảm ơn uh, ngắm bảy à tôi bảy thứ nhất là về nhận xét về thời gian tụi em đủ á hình ảnh thì cũng không có nổi nào tương tự bài cũng rõ ràng tuy nhiên nội dung em trình bày nó nó dở tại vì tham quá đưa một hình nói nãy giờ mấy em kia này, nói có một cái thôi mà còn không xong tụi em nói đưa hai cái hai cái bệnh lý ngày xưa để làm gì tính làm hai kèo để cho được nhiều điểm ha nó có mà nói hai kèo nó dở hơn Thấy không nói nói cái nào cũng thiếu hết mà nói cũng lung tung sờ bùng hết giỏi cho hỏi câu này để hỏi câu này để cứu một điểm này chứ còn không là cho xuống zero nè hoặc là làm bài lại nè số 1 em nói gãy xương cổ tay hay gãy xương bùng cổ tay vậy có khác nhau chỗ nào tức là đúng rồi câu hỏi rất rõ ràng xương cổ tay có bao nhiêu xương hả Ờ à, vậy tại sao mới nói xương quay vô chí ủa đầu dưới xương quay cứ dính đây xương cổ tay cái câu học ngữ này là câu thường gây ngộ nhận tôi hỏi câu còn lại câu nữa nè hỏi lại lần nữa trả lời cho kỹ nè xương cổ tay có mấy xương Đọc tên thử coi Hả Cởi khẩu trang ra coi Có Sida Covid gì đâu mà ngồi Cô em này À đọc, đọc ngược lại ha. Thì người ta đầu thang thế Cả móc tôi đọc vậy với ai đọc ngược lại Rồi Bây giờ thế này ủa vậy sao em nói xương cổ tay sao em nói vô xương xương quay làm chí hỗn hàng không không tôi em có trả lời câu hỏi của tôi tại vì thì ở đây là xương cổ tay là có tám xương nhưng khi mình nói gãy xương vùng cổ tay thì có thể là mình nói tám cái xương đó cộng với là cái vùng xương tiếp nối với cái xương đó thì thứ nhất là có thể mình nói là đầu dưới xương quay hay là gãy mỏng trăm trụ vân vân cũng có thể gọi là xương vùng cổ tay chứ không phải là xương cổ tay hai cái tựa nó khác nhau thì đúng đây em mới nói là thầy ơi em nói đây là gãy xương vùng cổ tay chứ em không nói là gãy xương cổ tay thì là em em, ngắn ngược lại giờ tôi tôi sẽ im đấy đúng rồi vùng cổ tay thì nó có thể có nhiều xương ngoài xương cổ tay ra nó có cái xương tiếp giáp được gọi là vùng cổ tay hiểu không cởi không rồi kể cả gãy nền xương bàn số 1 cũng có thể gọi là xếp vào ngón tay Tại nó cái vùng đó mà tám xương ngón tay cái phía trên là tiếp xương quay phía dưới là xếp cái, cái này, xương bàn đúng không thì con có thể xếp nó được tại vì các cái dây chằng có cái, cái khớp cổ tay nó liên quan lẫn nhau đó. là câu trả lời thông minh cậu không trả lời được tức là cậu nói nó kêu liệt kê lung tung đó. hả Đúng rồi câu này bây giờ là hỏi câu này là cứu lần nữa này nha. cho cứu lần nữa này chứ không là, là đi làm lại rồi bây giờ hỏi một câu nữa Cái dấu hiệu Trong gãy đầu dưới xương quay Nó có hai ba, có bao nhiêu kiểu gãy Có bao nhiêu kiểu di lệch á Đại khái Ví dụ như mà gãy Hồi nãy mình nói trật khớp vai Nó có trật ra trước Trật ra sau Trật xuống dưới Gãy xương cổ tay á Đúng như cậu nói đó Nó có hai Hai dạng Hai định dạng Giờ cho một câu hỏi nhóm nhóc dấp nè Biết hai định dạng đó không? Hai cái dạng gãy Đầu dưới xương quay Các bạn nào trong tổ này Học không hay là giao cho em để làm một mình nó rồi Cho nó bơi xong giữa xong rồi nó chết đuối mình đó rồi Rồi lại Google tiếp Rồi Nói đi rồi hỏi đi Nãy giờ tôi cho 30 giây Nãy giờ 25 giây rồi đó Còn 5 giây rồi thôi Một Nhóm tới chuẩn bị đêm Hai Ba Tào lao Gãy hai kiểu Gãy kiểu botocô là gãy thuận Tức là cái cơ, cơ chế tế của anh bạn hồi nãy á Lấy bằng tay này, chống này. là chống nè Gãy gạch Là gọi là smith Tức là cái, cái đằng xa giờ đã trước Cái đằng xa giờ là sau nha kể kiểu smith nha rồi và kiểu botoco rồi giờ nhóm này tôi cho cơ hội về nhà soạn lại nộp bài nếu không nộp là không điểm nộp thì được một điểm ok viết lại đàng hoàng nha chọn lựa một trong hai thôi trình bày lại chặt kẻ đàng hoàng nếu mà chọn xin cổ tay thì bị nói là có hai kiểu kiểu smith và kiểu botoco kiểu botoco là thường gặp nhất ha dạng lưng nĩa đó ha mình nói vậy là mình mới biết chứ tự nhiên nói hơi hợp sao được rồi ok mày bằng tiếp đi nhóm này là nhóm hai bảy đúng không cho treo nha Chào thầy, chào các bạn. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình đại diện nhóm 28 lớp Y2020A. Trả lời cho câu hỏi là cái chấn thương do quá tải ở cổ tay và trình bày một chấn thương cụ thể. Chấn thương mà nhóm mình chọn hôm nay là hội chứng ống cổ tay. Đầu tiên thì mình xin lướt qua cái phần chấn thương do phần định nghĩa và liệt kê cái chấn thương do quá tải cổ tay đây là những chấn thương liên quan đến thể thao là do việc sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần với cường độ cao các bộ phận giống nhau của cơ thể như là xương cơ gân hoặc là dây chằng thường là do luyện tập quá sức cái chấn thương do quá tải chia làm hai loại là chấn thương cấp tính và chấn thương không cấp tính cái chấn thương cấp tính có thể bao gồm là bông gân cổ tay trật khớp cổ tay hay là gãy xương chấn thương không cấp tính bao gồm là hội chứng ống thần kinh trụ à phim bao hoạt dịch cổ tay, phim gân gấp cổ tay, phim bao gân dạng giữa ngón một và hội chứng ống cổ tay. Hội chứng ống cổ tay là tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép khi đi ngang qua ống cổ tay. Nhìn vào mặt phẳng cắt ngang của cổ tay, chúng ta có thể thấy là uh, phần xương cổ tay nằm về phía mặt lưng bàn tay sẽ tạo nên phần nền của ống cổ tay và phía trên là dây chằng ngang cổ tay tạo nên phần tròn của ống cổ tay. Nhìn vào cấu trúc bên trong của ống cổ tay chúng ta có thể thấy dây thần kinh giữa đi ngang qua và các gân gấp các ngón được bao bọc bởi bao hoạt dịch. Nguyên nhân dẫn đến hội chứng cổ tay đó là do sự gặp duỗi quá mức của bàn tay và cổ tay dẫn đến hiện tượng uh, viêm xương các gân và mô xung quanh làm tăng áp lực lên cổ tay gây nên sự chèn ép thần kinh giữa. Thêm vào đó là sự lặp đi lặp lại cường độ cao các hoạt động trong một thời gian kéo dài làm cho gân và mô không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ phục hồi tốt dẫn đến sự rối loạn dẫn truyền và thiếu máu nuôi kéo dài gây nên tổn thương thần kinh giữa. Vậy những ai là người có khả năng cao bị hội chứng ống cổ tay? Uh, đó là những người tham gia các môn thể thao mà yêu cầu sử dụng cổ tay liên tục với cường độ cao. Đây là một số ví dụ về các môn thể thao đó như là uh, cầu lông, tennis, leo núi hay là cử tạ. Về phần triệu chứng hồi chúng có cổ tay có thể gây nên các rối loạn về cảm giác và vận động ở bàn tay. Những rối loạn cảm giác xảy ra ở bàn tay và ngón tay do thần kinh giữa chi phối, đó là ở ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần ngón áp út hướng về ngón cái, uh, gây nên cảm giác từ tê bì cho tới đau đau âm ỉ hay là đau châm chích còn gọi là dị cảm. Cái rối loạn về vận động thì uh, ít gặp hơn cái rối loạn về cảm giác và thường gặp ở giai đoạn muộn hơn. Uh, cái rối loạn vận động có thể là mất gấp ở ngón trỏ và ngón giữa, giảm vận động của bàn tay hay những cầm nắm vụng về để chuẩn đoán một trường hợp bị hội chứng ống cổ tay chúng ta cần kết hợp giữa bệnh sử thăm khám lâm sàng và phần cận lâm sàng bệnh sử có thể dựa vào lời khai của bệnh nhân về các uh, triệu chứng đau tê ở vùng bàn tay hay là những rối loạn vận động của bệnh nhân uh, thăm khám lâm sàng chúng ta có thể dựa vào các test như là test Phalen là khi bạn gấp hai cổ tay 90 độ áp sát vào nhau và giữ tối thiểu trong vòng một, một phút người bị hội chứng ống cổ tay sẽ có cảm giác tê ở vùng bàn tay Uh, do thần kinh giữa chi phối. Một nghiệm pháp khác đó là test tinel uh, được thực hiện bằng cách gõ lên dây chằng ngang cổ tay. Test dương tính khi uh, bệnh nhân đau ở uh, bệnh nhân đau hay là chăm chích cảm giác tê đau hay là chăm chích ở vùng bàn tay do thần kinh giữa chi phối kết hợp với cận lâm sàng hình ảnh là siêu âm và mri để chuẩn đoán ra một trường hợp hội chứng ống cổ tay về phần điều trị thì bước đầu tiên để điều trị một chấn thương do quá tải đó là chúng ta cần phải giảm tải cái quá tải đó như là ngừng chơi cái môn thể thao đó hạn chế sự gấp vội sự gặp ngủ quá mức của cổ tay để làm giảm áp lực lên khoang ống cổ tay kết hợp với dùng thuốc giảm viêm giảm giảm đau để giảm triệu chứng của bệnh cái động tác vật lý trị liệu hay nẹp cổ tay cũng góp phần phục hồi cổ tay đây là hình ảnh bác sĩ đang chích trực tiếp vào cổ tay có thể là uh, kháng viêm NSAID hoặc là corticosteroid nhằm hạn chế nhằm hạn chế sự viêm của các cơn gấp trong uh, khoang cổ tay nhằm giảm áp lực lên khoang cổ tay phần điều trị ngoại khoa cũng được chỉ định uh, ở giai đoạn nặng của bệnh khi mà bệnh nhân có dấu hiệu của rối loạn cảm giác có sự teo cơ hoặc là đã điều trị nội khoa trong một thời gian kéo dài nhưng mà tình hình bệnh không thiên giảm có hai phương pháp đó là mổ mở giải phóng ống cổ tay và nội soi đường hầm cổ tay với mục đích chung là cắt dây chằng ngang cổ tay để giảm sự đè ép lên dây thần kinh giữa Vậy để phòng ngừa hội chứng cổ tay thì chúng ta cần làm như thế nào? Đó là trước hết là phải nghỉ ngơi sau khi thực hiện lặp lại các động tác uh, giữ thẳng cổ tay, giữ ấm tay, thư giãn ngồi tư thế đúng nhằm giảm áp lực lên khoan thần kinh nhằm nhằm giảm áp lực lên khoang ống cổ tay và kết hợp với các bài tập phòng ngừa để hạn chế bị hội chứng cổ tay. Phần trình bày của mình tới đây là hết. Cảm ơn sự lắng nghe của thầy và các bạn. À cảm ơn bạn cho anh câu nè trong trận đáng hội chứng ông cò tây á tức là trong cái triệu chứng của ông cò tây cái hậu quả quan trọng nhất là cái gì dấu hiệu gì là quan trọng nhất trong cái hội chứng ông cò quan trọng nhất là tổn thương thần kinh giữa điện cơ đó là có là có cứu vớt rồi đó nha rồi trả lời được câu là thần kinh là có cứu vớt chứ không là giống như em kia nữa mình nói cái bệnh là ồ với ngộ tay bây giờ mình không biết đó là cái gì đó nha. rồi mời nhóm chính đi Xin chào thầy và các bạn, em tên là Trần Cao Trí, em sẽ đại diện nhóm 29 của lớp Y20A để mà trình bày về đề tài của nhóm em ngày hôm nay, đó là chấn thương cấp tính và quá tải thường gặp ở vùng bàn tay và ngón tay kèm theo mô tả một chấn thương cấp tính và quá tải ở vùng bàn tay và ngón tay. Thì đầu tiên đó chính là thành viên của nhóm của em. Tiếp theo, uh, nội dung sẽ gồm 4 phần. Thứ nhất là liệt kê các chấn thương cấp tính và quá tải ở vùng bàn tay và ngón tay. Tiếp theo là mô tả một chấn thương cấp tính ở vùng bàn tay là gãy boxer và chấn và mô tả một chấn thương quá tải ở vùng ngón tay là viêm cơn gặp ngón tay. thì đầu tiên đó chính là các chấn thương cấp tính thường gặp ở vùng bàn tay có thể kể đến đầu tiên là gãy Bennett gãy Bennett là một dạng của gãy nền của xương bàn một uh, tiếp theo là gãy boxer gãy boxer là gãy cổ xương của xương bàn năm hoặc thứ ba là các vết thương bàn tay như là rách da tổn thương mạch máu gân cơ các chấn thương cấp tính ở vùng ngón tay có thể kể đến như là bông gân ngón tay bông gân ngón cái dẫn tới tình trạng là ngón cái thủ thành hoặc là đứt gân duỗi dài của ngón tay gây nên tình trạng là ngón tay hình búa cái chấn thương quá tải ở vùng bàn tay có thể kể đến như là gãy mỏi xương thuyền. Cái cái chấn thương này thường hay gặp ở những người nghệ sĩ xiết hoặc là những người mà thường hay chống tay nhiều hoặc là những vận động viên mây Thái thì sẽ có xu hướng là bị chấn thương này. Tiếp theo là cái chấn thương quá tải ở vùng ngón tay như là viêm gân gặp ngón tay thì thường gặp ở những uh, uh, vận động viên mà chơi cái thể thao liên quan tới ngón tay nhiều như là bóng chuyền hoặc là bóng rổ. Thì em sẽ đi vào phần tiếp theo chính là chấn thương cấp tính ở vùng bàn tay là gãy boxer thì gãy boxer, sơ gãy boxer hay còn được gọi là gãy xương của võ sĩ quyền anh sở dĩ nó có tên như vậy à, đây là một tình trạng gãy cổ xương của xương bàn tay thứ năm và sở dĩ nó có tên như vậy là tại vì nó thường hay gặp ở những võ sĩ quyền anh mà thiếu kinh nghiệm trong khi tham gia thi đấu nguyên nhân là khi mà chúng ta tác động một lực mạnh đấm một lực mạnh lên trên một mặt phẳng cứng thì nó có xu hướng làm tổn thương xương bàn của chúng ta và cổ xương bàn là nơi yếu nhất cho nên nó sẽ dễ gây nên cái tình trạng mà gãy cổ xương bàn như là hình ảnh của người đàn ông này là dùng tay đấm vào tường thì dù chúng ta là không phải là những người vận động viên võ sĩ quyền anh thì nhưng mà chúng ta có những cái hành động như vậy thì nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng chấn thương tương tự hoặc là chúng ta té xuống mà chúng ta tư thế là đang gặp cái ngón tay à, đang nắm bàn tay như thế này mà đập xuống đất thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng chấn thương như vậy vì về về triệu chứng lâm sàng nếu như mà một, một bệnh nhân vô với chúng ta với tình trạng là đau dữ dội vùng xương bàn tay kèm theo như cái hình ở trên mọi người có thể thấy đó chính là có bầm tím hoặc là sưng tấy ở vùng bị tổn thương kèm theo mức cơ năng ở vùng ngón thứ năm hoặc ngón thứ tư thì mọi người có thể nghi ngờ đây là một tình trạng gãy xương hoặc là như cái hình ở dưới mọi người có thể thấy là có một cái hình một cái dị dạng biến dạng xương ở đây, thì đây mọi người có thể chắc chắn đây là một tình trạng gãy xương trên lâm sàng, hoặc là có thể kèm theo tiếng lạo xạo tiếng xương gãy hoặc là các cử động bất thường. nhưng mà mọi người lưu ý là lạo xạo tiếng xương gãy thì chúng ta không nên thăm khám trên lâm sàng, bởi vì nó sẽ gây đau cho bệnh nhân rất nhiều. Chúng mà chỉ nên làm khi mà bệnh nhân đã được gây tê hoặc là gây mê để mà các phẫu thuật viên kiểm tra lại trước khi mà tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. về phần chẩn đoán, chẩn đoán chủ yếu chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng như mình đã nói ở phía trước. Tiếp theo đó chính là mình phải khai khá được bệnh sử của bệnh nhân, nguyên nhân chấn thương là gì, các cơ chế chấn thương là, là trực tiếp hay là gián tiếp, thời điểm chấn thương là khi nào và sơ cấp sơ cứu ban đầu của bệnh nhân này đã làm là gì. Tiếp theo là dựa trên cận lâm sàng, cận lâm sàng thì uh, X quang rất là có ý nghĩa trong quá trình chẩn đoán. Chúng ta sẽ có ít nhất là hai phim trên hai bình viện khác nhau là phim thẳng và phim nghiêng. Thì mọi người có thể thấy là cái phim ở dưới này nè, chính là có tình trạng là gãy cổ của xương bàn 5 còn ở trên là nếu như mà chúng ta đấm quá mạnh vào một mặt phẳng thì nó không chỉ là gãy đơn thuần của gãy cổ xương bàn năm nó có thể gãy luôn cả cổ xương bàn của những ngón kế cận hình này là gãy cổ xương bàn 4 và xương bàn 5 về phần điều trị điều trị chủ yếu chúng ta sẽ chườm lạnh để mà giảm đau giảm xương cũng như là giảm tấy cho cái vết thương còn nếu như bây giờ một vết thương gãy hở chảy máu nhiều thì chúng ta phải rửa sạch vết thương tiêm phòng uống ván để phòng ngủ uống ván sử dụng thêm kháng sinh để đề phòng nhiễm trùng sử dụng thêm giảm đau và đậu quan trọng là phải bất động tại ổ gãy để mà tránh làm nặng thêm tình trạng gãy xương cho bệnh nhân cũng như là tránh tăng đau cho bệnh nhân sau đó chúng ta sẽ nắng chỉnh di lệch đeo nẹp trong vài tuần và trong một số trường hợp mà gãy nặng thì có thể kết hợp hay phẫu thuật lưu ý là khi mà đeo nẹp thì phải tránh à, phải giữ cho nó được khô ráo để mà tránh tình trạng nhiễm trùng phải dinh dưỡng đầy đủ để mà cho xương mau lành và phải tập vật lý trị liệu để mà phục hồi chức năng vận động cho vùng ngón tay về phần biến chứng nếu như mà gãy boxer không được phát hiện và điều trị kịp thời thì nó sẽ ra những cái biến chứng sau như là giảm khả năng cầm nắm của bệnh nhân gây nên những biến dạng ở vùng ngón tay như mình đã đề cập ở phía trước và là hạn chế sự cử động của các ngón tay còn về phòng ngừa thì đối với chúng ta là những người không phải là những vận động viên boxing thì chúng ta tránh đấm và đánh vào những cái vật rắn những vật cứng còn nếu những võ sĩ quyền anh thì chúng ta nên là thực hiện đúng kỹ thuật khi mà tham gia thi đấu cũng như là đeo đồ bảo hộ cách đầy đủ thì phần tiếp theo mình sẽ nói tới là viêm bao gân gấp ngón tay viêm gân gấp ngón tay hay cụ thể hơn là viêm bao gân gấp ngón tay đây là một tình trạng viêm mãn tính của bao gân khiến cho nó bị viêm bao gân của cơ gấp ngón tay khiến cho nó bị thu hẹp cũng như là hạn chế sự chuyển động của các bao gân mà cái cơ chế của nó là khi mà bao gân bị ma sát quá nhiều lần khi mà đi qua cái rồng rọc A1 ở đây thì nó sẽ làm cho nó bị sưng lên và đôi khi nó sẽ bị kẹt trước cái rồng bọc A1 Như cái hình này mọi người có thấy nghĩa là ngón tay sẽ bị kẹt ở tư thế này và nó không thể nào mà duỗi thẳng ra được thì nó sẽ gây đau cho bệnh nhân rất là nhiều về những cái nguyên nhân có thể kể đến như là nó sẽ liên quan tới thói quen hoặc tính chất công việc mà sử dụng ngón tay nhiều như là những cái vận động viên như là bóng rổ bóng truyền và ngoài ra những cái hình này thì có một cái thấy có một cái hình ảnh nữa là các bác sĩ phẫu thuật thì cũng là một yếu tố nguy cơ nghề nghiệp liên quan tới lại viêm bao gân gắp ngón tay về phần chẩn đoán thường gặp nhất trên lâm sàng mà bệnh nhân vô với chúng ta đó là một tình trạng là nó sẽ có tư thế ngón tay như thế này gọi là tư thế còi súng nghĩa là bệnh nhân nó bị kẹt ở cái tư thế này và rất khó để duỗi ra thì nó sẽ rất là đau cho bệnh nhân hoặc là mọi người có thể khám trên lâm sàng có một cái khối u ở vùng bàn tay và nếu như nó liên quan tới viêm bao gân thì nó sẽ di, di lệch theo sự chuyển động của ngón tay của chúng ta thì cận lâm sàng thì cận lâm sàng x-quang thì không có quá nhiều ý nghĩa chẩn đoán như những cái tổn thương khác mà chủ yếu sẽ dựa trên siêu âm thì siêu âm thì có thể kiểm tra được tình trạng của gân cũng như là đánh giá được sự dày lên của các bao gân hoặc là có tụ dịch quanh các bao gân hay không cũng như là có các nốt sơ trong các bao gân hay không hoặc chúng ta có thể kèm thêm một phim MRI để có thể đánh giá được cấu trúc cũng như là chất lượng của bao gân Vì phần điều trị sẽ có hai hướng điều trị chính là điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật. Điều trị bảo tồn ở đây chúng ta chỉ là đeo nẹp nghỉ ngơi để hạn chế sự cử động của ngón tay và tiêm corticoid vào gân bị viêm và điều trị phẫu thuật khi mà điều trị bảo tồn bị thất bại hoặc là tình trạng bệnh kéo dài hoặc là nghiêm trọng và tiêu chuẩn vàng để điều trị phẫu thuật chính là cắt rồng độc A1. Vì biến chứng, biến chứng nếu như mà viêm bao gân góc ngón tay không được phát hiện và điều trị kịp thời nó sẽ ra những cái biến chứng như là nhiễm trùng là kẹt vĩnh viễn ngón tay của bệnh nhân ở một cái tư thế gấp hoặc là duỗi và nhiều ngón tay sẽ bị cứng cùng lúc gây tê và đau đớn và gây bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Về về phòng ngừa, phòng ngừa thì nên tránh tiếp xúc và làm việc trong thời gian quá dài với lại các công việc mà sử dụng ngón tay nhiều hoặc là những vận động viên như là bóng rổ, bóng truyền thì đối với những nghề nghiệp mà phải sử dụng ngón tay nhiều như là bác sĩ phẫu thuật hay là các nông dân hay là công nhân dệt may thì chúng ta cần phải nên sử dụng thêm găng tay để mà bảo vệ tốt cho tay của chúng ta hoặc là chúng ta có thể có một vài bài tập như là kéo giãn nhẹ nhàng các ngón tay để mà giúp cho nó linh hoạt cũng như là Uh, thư giãn cho ngón tay của chúng ta Rồi em xin kết thúc phần trình bày của nhóm em em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe cảm ơn em nãy giờ thì, câu này nói cấp tính câu này nói quá tải tự nhiên câu này xen vô là vừa cấp tính vừa quá tải trong bàn tay tức là vì người ta cho em câu cuối gần cuối là mục đích là để cho em khôn lên À, thấy thấy mới kêu báo cáo rồi mình rút kinh nghiệm ngay điều chỉnh đừng có quá tức là giống như là cái slide đã hình thành rồi thì cứ chiếu nhưng mình phải nói kiểu khác mình lướt qua lướt qua chứ không biết tức phải nói em nói bây giờ phút không em nói chín phút lưỡi, đó. mà em nói ngang về trống xìn á em nói mà như là pháo nổ luôn á thì đúng rồi mới nói một bài lý nó bảy sáu bảy phút em nói em nói ít lại em em buộc lòng phải nói đủ hai yếu tố là một cái chấn thương cách tính là một cái gãy cái trọng sư bằng số 5 gãy sư boxer đúng không và một cái vi bằng mạng tính thì em nói gọn thôi em nói chi điều trị gì phức tạp tao ấy còn điều trị đâu em y bốn mà nói điều trị gì chân nhảy em cho nó ở đây là một tôi sẽ mô tả một hình ảnh một gãy xương cấp tính ở người đánh sơ thì thứ nhất là dấu hiệu lâm sàng rồi chẩn đoán hướng sự tí đơn giản thế thôi mình đâu có giải thích gì nhiều Rồi dành thời gian mình nói dấu hiệu của viên con gặp ok thì nếu anh nói như vậy thì cái bài em nó tròn với cái nội dung này em chỉ còn cọt lại thôi chỉnh sửa thôi thì em sẽ được hai điểm vậy nói kiểu kia em nói quá cho nhiều luôn thấy không em nói quá thì đương nhiên vì em nói nhiều là vì câu hỏi đôi ok đồng ý không đó thì ra cái này là cái mà tôi nhắc nhở em thôi giờ cho em hai lựa chọn Điều thứ nhất nếu mà giữ nguyên vậy chỉ được một cộng thôi tại vì em em nói thì ok rồi đó nhưng mà em rớt cái vụ là thời gian dài quá hai là em viết lại cái bài này theo cái cách trình bày ngắn gọn em đừng có nói dài dòng như đó câu hỏi gì ta nói vô đó đúng không Chẳng thương cấp tính mặn tính trình bày hai cái hình ảnh đó đơn giản a cậy xương bốc sơ b viên con gặp hay là con tay cò súng đó nó đơn giản Tình bài khoảng chừng 10 15 cái slide được rồi thì cái nếu em làm tốt thì em sẽ được hai điểm còn nếu mà em giữ nguyên như vậy thì sẽ được một điểm đó là cơ hội mở cho em đó. em muốn chọn phương án nào làm lại ha làm lại mà làm lại mà tốt mới được hai điểm chứ làm lại mà cùi cùi bắp thì cũng như một điểm thôi đúng không đó. ok ha rồi mời nhóm số 10 Xin chào thầy và các bạn, em tên là Châu Mẫn thuộc nhóm 30 lớp Y 2020A thì hôm nay em xin đại diện nhóm 30 trình bày về việc phòng ngừa chứng thương chi trên trong quá trình tập luyện thể dục thể thao. Thì từ nãy tới giờ là các bạn cũng nghe những nhóm trước mô tả những cái chứng thương xảy ra ở chi trên. Thì trong đó có những cái chứng thương là nó không chỉ xảy ra ở những vận động viên chơi thể thao chuyên nghiệp mà nó có thể xảy ra ở tất cả mọi người có tham gia tập luyện thể dục thể thao. Vì vậy cái việc mà trang bị cho bản thân À, những cái phòng người chấn thương chi trên trong quá trình chi trên nói um, riêng và những chấn thương ở những cái vùng khác trên cơ thể nói chung trong quá trình tập luyện thể dục thể thao là rất là cần thiết. <laughs> Đối với uh, ý kiến của uh, tụi mình thì việc mà phòng ngừa chấn thương nó sẽ đi từ cái gốc rễ, có nghĩa là đi từ cái nguyên nhân gây ra chấn thương. Tụi mình chia nguyên nhân chấn thương ra làm hai loại là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Đây là những nguyên nhân chủ quan gây ra chấn thương như là khởi động không kỹ không đúng kỹ thuật, chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, tập luyện quá tải, sức khỏe suy yếu, thể lực không tốt, tâm lý kinh nghiệm thi đấu còn kém, kỹ thuật không tốt, chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp. Còn nói với những cái nguyên nhân khách quan, chẳng hạn như là do thời tiết như là thời tiết quá nóng hay là quá lạnh, việc mà thiếu dụng cụ thi đấu hoặc là dụng cụ thi đấu không phù hợp, sân bãi không đạt chuẩn là một trong những cái yếu tố nguy cơ gây dễ gây chấn thương trong quá trình tập luyện nhưng mà mọi người thường hay bỏ qua và cho dù mà bạn tham gia bất kỳ môn thể thao nào thì việc mà khởi động kỹ khởi động đúng kỹ thuật trước khi tập đều rất là cần thiết và thả lỏng cơ thể sau mỗi buổi tập ờ, khi mà tùy theo môn thể thao mà thời gian khởi động trung bình dao động từ 15 tới 30 phút việc khởi động giúp tăng cường sự linh hoạt cơ thể sẽ thích nghi từ từ và sẵn sàng cho quá trình luyện tập nhất là những môn mà cần luyện tập cường độ cao hay là uh, đòi hỏi sự bình bỉ thả lỏng cơ thể sau buổi tập luyện để giúp giảm căn, hạn chế sự căng cơ và đau nhức sau mỗi buổi tập điều trị triệt để các chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn bởi vì khi mà các chấn thương chưa hồi phục mà các bạn quay lại tập quá sớm thì nó sẽ làm tác phát chấn thương cũ và dễ mắc thêm những cái chấn thương mới và đối với những vận động viên chuyên nghiệp thì có thể lập hồ sơ báo cáo chấn thương và theo dõi tiến trình bình phục và sau khi mà tiểu trị khỏi các chấn thương khi mà các bạn bắt đầu quay lại tập thì chỉ nên là khởi động từ những bài tập có cường độ nhẹ để cơ thể có thể thích ứng dần nhằm làm tránh tái phát những cái vết thương cũ xây dựng kế hoạch tập luyện căn cứ vào tuổi tác giới tính tình trạng sức khỏe và trình độ kỹ thuật thể thao rất là quan trọng và các bạn phải tuân thủ các kế hoạch mà bản thân đã lập ra từ đó là đặt mục tiêu hợp lý để tránh việc luyện tập quá tải khi các bạn là người luyện tập thể dục thể thao thì các bạn sẽ hiểu rõ bản thân của mình nhất Cho nên là nếu như cơ thể có bất kỳ cái vấn đề nào thì phải giảm cường độ tập hoặc là ngưng tập nếu như cần thiết Và sắp xếp lượng thời gian hoạt động và nghỉ ngơi phù hợp để có thể bổ sung sửa chữa và tái tạo tế bào đã bị tổn thương Kể cả khi các bạn không tập thể thao thì việc mà được khuyến nghị kiểm tra sức khỏe mỗi 6 tháng hoặc là một năm là điều cần thiết. Cho nên là việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là kiểm tra đối với những vận động viên trước khi thi đấu là rất là cần để phát hiện ra những cái vấn đề đang có hoặc là những yếu tố nguy cơ có thể gây ra chấn thương trong quá trình tập luyện. Và tâm lý là một cái yếu tố không rất là quan trọng, không thể thiếu được trong quá trình tập luyện thể dục thể thao. Um, đối với những cái vận động viên mà đại diện tỉnh quốc gia đi thi này nọ thì họ đã luôn có một cái áp lực tâm lý tiềm tàng rồi. Thì cái việc mà cải thiện tâm lý là nó là sự khác nhau giữa người với người mình không thể nào mà bắt người này có nền tảng tâm lý tốt như người kia được. Nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu từ những cái việc nhỏ như là tham gia các giải đấu nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Lên lịch trình tập đều đặn để cải thiện kỹ năng và tạo ra những trải nghiệm thực tế. Và khi mà chúng ta cảm thấy stress quá mệt mỏi thì có thể tham gia những các hoạt động mà healing chữa lành như là yoga, khí công hoặc là những cái uh, hoạt động giảm giảm căng thẳng giữ uh, tâm trạng luôn lạc quan. Và việc tham gia môn thể thao nào cũng vậy, các bạn đều phải có cái uh, kiến thức, kỹ thuật, nền tảng và từ đó làm cái uh, tiền đề để hoàn thiện kỹ thuật. Việc tập tuấn kỹ thuật sẽ giúp hạn chế những thương ngoài ý muốn. Và đặc biệt đối với những cái kỹ thuật khó thì nên có người có có kiến thức và có kinh nghiệm để uh, hướng dẫn và dinh dưỡng là điều không thể thiếu trong quá trình luyện tập thể dục thể thao. Uh, sau khi mà luyện tập thì chúng ta nên ăn đầy đủ các nhóm chất để có thể có thể phục hồi năng lượng. Đặc biệt là ăn những các loại carbohydrate là mạnh như là ngô khoai và những loại thực phẩm giàu protein để uh, tái tạo cơ. Uống đủ nước trước, trong và sau khi uh, tập luyện. Đặc biệt là cần bổ sung điện giải và vitamin trong nhất là những cái buổi tập mà thời tiết nắng nóng hoặc là tập luyện kéo dài, cái việc mà thích nghi thời tiết trước giải thì nó sẽ tùy thuộc vào môn thể thao và tùy thuộc vào vận động viên, thì sẽ có một số vận động viên là cái nơi thi đấu nó thời tiết quá khắc nghiệt so với nơi mà ở hiện tại, thì nếu có thể thì cần luyện tập và thích nghi với thời tiết để nơi thi đấu với nhất hai ba tuần khi mà thời tiết quá nóng hoặc là quá lạnh thì chúng ta sẽ trang bị những cái uh, quần áo phù hợp với lại thời tiết và cần theo dõi uh, dự báo thời tiết đối với những môn thể thao ngoài trời để có thể sắp xếp lịch tập hợp lý và cuối cùng là uh, việc uh, trang bị như mình đã nói từ đầu là việc, việc trang bị đầy đủ dụng cụ thi đấu sử dụng cụ thi đấu và sân là điều quan trọng nhưng mà chúng ta thường hay bỏ sót cho nên là chúng ta phải quan trọng coi trọng việc bảo quản dụng cụ định kỳ thay mới dụng cụ kịp thời và tránh tập vào những cái sân quá cứng hay là quá lầy lội nhằm tránh chấn thương và chúng ta có thể sử dụng những cái băng khủy tai hay là bảo vệ những cái cơ quan cần thiết để giảm chấn thương khi va chạm cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe cảm ơn nhóm 30 là có phần trình bày Rồi là quay về thời xa xưa hôm nay mình nói cái bài là phòng người chấn thương ở chi trên tự nhiên em nói cái bài giống như bài tổng quan ban đầu đó. em tự nhiên nói lật đề rồi em nói không có dính dáng gì đâu còn người dân chi trên còn cái bài cái này cách đây dạy cách đây là tiết đầu tiên nó dạy phòng người chấn thương đại cương chung đó. nguyên nhân mà phòng người chấn thương người ta nói vậy đó, thì em trình bày về số điểm hai cộng Còn về tôi choi rất nửa cộng à là vì nỗ lực thôi chứ cái này có dính dáng gì đâu tự nhiên còn người chi trên em kê ra nhảy 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 <laughs> sai rồi em nếu hả, tính vậy cái thằng cái đứa thông minh đó là phải biết mấy đứa kia nó làm cái gì mình đọc hết câu hỏi rồi mình không phải là mình lo cái nhà mình mà mình lo cái con đường dọn đến cái triết lý của nhà mình các bạn kia nói chấn thương nãy giờ mình nghe nói rồi chấn thương chi trên là còn cái gì quá tải gì, gì thấy không Đấy không thì cái nguyên nhân đầu tiên là bạn phải làm nóng khởi động là đúng rồi đó là nguyên lý bạn phải nói rõ ra Thí dụ như là tôi sẽ cho các bạn cái bài tập khởi động cái vai Đó mình chiếu hình lên Một loạt hình hoặc là một clip nhỏ là một cái loạt hình để ta coi nè Cái vai là căng cơ nè Rồi tập khởi động Cái cùi giỏ Đó mình đưa ra hình Mình lít lên Bạn là giống cái người đi xuống tập á Dắn tem lên thôi Đó thứ nhất là khởi động kỹ Đúng cách thì bạn nói thêm Đúng cách đây cái vai là vậy Cùi chỏ là gì cái tay là vậy đúng không Chỉ trên mà chứ nó cái chân cái gối làm gì thấy không tôi nói vậy rồi thứ hai ấy, là chữa những bệnh mãn tính cũ như là bạn đó bị viêm đất con chóp say rồi bạn là viêm các cùng đòn mình đưa ví dụ như này, hay là bạn đó là bị tennis elbow, thì bị chữa cho hết để mới chơi được tuy nhiên có những nguyên nhân như là ăn uống dinh dưỡng này chung hết cái đó thì mình nói được còn những nguyên nhân kia thì mình phải lòng ghép vô cái bệnh cảnh cái ngữ cảnh của khớp phai, Chứ tự nhiên mà cái sân bãi nó, 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 yeah, sân bãi còn không mà nó là phải điều chỉnh cái vợt kỹ thuật cầm vợt cho đúng đúng không rồi vì điều chỉnh là cái vật phải cho nó vừa tay của người đại người tập chứ không nên là đổi vật mới sẽ bị đi nghe ra chấn thương em hiểu gì tôi nói không em nói không có sai nhưng mà em nói giống như em lặp lại cái bài của người ta rồi em sẵn gì đâu cái này sao cho, cho, cho điểm em được em không có điểm gì này hết em chỉ nói lại cái người ta với cái cách nói của mình thôi nếu cái bài này mà lui về mấy tuần trước mà tôi dạy mà em nói gì tôi cho em hai điểm cộng nhưng mà này cho em có nửa cộng à giờ em có hai tròn lựa nha yeah. làm lại hay chấp nhận nửa cầu là quýnh tù tì coi nó không điểm viết lại đi viết lại để cho học chứ không phải viết lại để lấy điểm một cộng là chuyện nhỏ thôi viết lại đi nha tôi cho một điểm cộng treo đó tức là hôm nay mình sẽ có ba tổ hai cổ là điểm cộng một cộng treo ha, và một tổ là điểm hai cộng treo bài em rất hay nghe qua nhưng mà nếu mà trong ngữ cảnh này là giống như hôm nay đang nói về tuần chèo tự nhiên là hát kỹ lương được ok anh nói vậy đồng ý không đâu có dính dáng gì chi trên mình đâu vậy đi nha ờ, cảm ơn các em nha rồi chúng ta còn hai tiếng nữa đó bác sĩ long sẽ dạy cho mấy em ha nhớ nha mình nói tự nhiên mình mình nói cái đó không có sai nhưng mà mình nói trong cái ngữ cảnh để nó minh họa nó cái chi trên chứ mình nói gì không có tác dụng gì hết đó. nói đại có nói bài không cửa Em xin chào thầy và các bạn. Em tên là Quốc Huy, em đại diện cho nhóm 31 lớp y 0 a Em xin thuyết trình về chủ đề tổn thương đứt dây chằng chéo sau. Dây chằng chéo sau là một dây chằng khỏe, dày và chắc hơn dây chằng chéo trước. Tổn thương đứt dây chằng chéo sau được định nghĩa là tình trạng dây chằng chéo sau bị rách hoặc đứt hoàn toàn. Chấn thương này hiếm gặp, thường xảy ra ở các vận động viên thể thao và có thể có các tổn thương phối hợp như là gãy xương ở chi dưới. về giải phẫu thì em xin lướt nhanh qua là dây chằng chéo sau nằm ở khoang gian lồi cầu xương đùi chính giữa gối ngay phía sau của dây chằng chéo trước về cơ chế tổn thương thì dây chằng chéo sau có thể bị rách hoặc đứt khi bạn bị va đập mạnh ở vùng đầu gối nghĩa là có một lực mạnh tác dụng theo hướng từ trước ra sau làm cảng chân được đẩy mạnh về phía sau và lúc này người bệnh sẽ trong tư thế ngồi hoặc khuỵu chân về biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng thì người bệnh sẽ thấy sưng đau có cảm giác lỏng lẻo gối tăng dần và thường sẽ không dám lên cầu thang bằng chân đau khám phát hiện bằng nghiệm pháp ngăn kéo sau thấy dấu hiệu sụt mâm chảy trên hình ảnh mri sẽ thấy khớp gối tụ dịch và mất liên tục của các bó sợi dây chẳng chéo sau và nếu không điều trị đúng cách thì sẽ dẫn đến các biến chứng như là teo cơ dập sụn và lỏng các dây chẳng khác tổn thương đứt dây chẳng chéo sau được phân làm 4 độ độ 1, dây chằng chéo sau bị rách một phần nhỏ Độ 2, dây chẳng chéo sau bị rách một phần và gối lỏng hơn độ 1. Đây là độ 1, đây là độ 2. Độ 3 thì dây chẳng chéo sau bị đứt hoàn toàn gây mất vững khớp gối. Và độ 4 thì dây chẳng chéo sau bị tổn thương cùng với một dây chẳng khác ở đầu gối. Các bạn có thể thấy trên hình đây là vùng đầu gối bị sưng do tổn thương đứt dây chẳng chéo sau. Về điều trị thì bao gồm hai phương pháp là điều trị không phẫu thuật và điều trị phẫu thuật. Điều trị không phẫu thuật sẽ tuân theo nguyên tắc RICE, trong đó rest là nghỉ ngơi trong vòng 48 tiếng, ice là chườm lạnh 20 phút một lần, 4 đến 8 lần một ngày, compress là băng ép để giúp giảm phù và elevate là nâng cao chi bị tổn thương. Các trường hợp có thể điều trị không phẫu thuật bao gồm chấn thương độ 1 hoặc 2 và không có tổn thương dây chằng đầu gối nào khác, hoặc chấn thương mãn tính mới được chẩn đoán chỉ ảnh hưởng đến dây chằng chéo sau và không gây ra triệu chứng nào khác. Ngoài ra thì còn có một phương pháp nữa là điều trị phẫu thuật điều trị phẫu thuật sẽ gồm có hai hình thức là mổ hở và mổ nội soi và các trường hợp chỉ định phẫu thuật bao gồm chấn thương làm đứt hoàn toàn dây chẳng chéo sau làm cho khớp gối bị lỏng hoặc là chấn thương có liên quan đến các dây chẳng khác và dù có phẫu thuật hay không thì phục hồi chức năng vẫn đóng một vai trò quan trọng đây là một số hình ảnh về điều trị nội soi đây là hình ảnh đứt dây chẳng chéo sau trên nội soi còn đây là hình ảnh dây chẳng chéo sau sau khi đã được tái tạo. Và để phòng ngừa tổn thương thì chúng ta cần vận động phù hợp với thể chất, chú trọng việc khởi động nhất là các động tác kéo giãn thường xuyên để duy trì phạm vi chuyển động linh hoạt của khớp. Tập luyện tăng cường các cơ đùi và cơ cẳng chân để ổn định khớp. Thận trọng khi chơi các môn thể thao thường gặp chấn thương dây chẳng đầu gối như bóng đá, quần vợt, bóng rổ. Xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, cân bằng, nhất là chú trọng nhóm thức ăn giúp tăng cường sức khỏe của cơ giữ cân nặng ở mức hợp lý, ngăn ngừa nguy cơ thừa cân béo phì để tránh gây áp lực cho khớp gối. Và nhóm chúng em có chuẩn bị một video về nghiệm pháp ngăn kéo sau. Bệnh nhân sẽ nằm ở tư thế ngửa. Cẳng chân hợp với đùi một góc 90 độ. Lúc này người khám sẽ dùng hai bàn tay đẩy xương chảy về phía sau. Thử nghiệm này là dương tính nếu xương chảy dịch sau hơn 6 mm. Thông qua bài thuyết trình này, nhóm chúng em mong muốn đã truyền đạt được đến các bạn về tổn thương đứt dây chằng chéo sau cơ chế hướng điều trị cũng như cách phòng ngừa. Đây là danh sách thành viên của nhóm em. Bài thuyết trình của nhóm chúng em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Alo. Rồi rất là 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 cô động và là có những cái ý chính mình cần nắm thì các bạn đã nắm được. Bây giờ anh có hai cái câu hỏi trong cái này từ cái bạn. Bài... Không à, cứ ngồi đấy đi. Cái thứ nhất là dấu hiệu sụt mâm chày, nó là thế nào? Ai là? Ai trả lời được? Có hai câu, một là dấu hiệu sụt mâm chày, hai là em có nói một cái vấn đề là sưng do đứt dây chằng kéo sau. Như vậy thì cái sưng đó nó biểu hiện khi nào và khi nào nó hết, hay là lúc nào cũng sưng? Vì mình nói là phải rõ ràng đôi khi mà bệnh nhân đến với mình là nó có thể té một tuần hai tuần thậm chí nó té đi té lại vài lần rồi đúng không? thì cái triệu chứng sưng này như thế nào? nó thường xảy ra khi nào? và mình làm cái gì nó để để nó đỡ cái chuyện này? rồi trả lời đi. Đã, đà, em thưa thầy là em xin trả lời câu hỏi đầu tiên là dấu hiệu sụt mâm chảy ạ à. thì uh, khi uh, bác sĩ uh, dùng hai bàn tay để đẩy cảng cảng chân cụ thể là xương chày về phía sau thì thì mâm chày thì nó là một cái vùng ở đầu trên của xương chày và dấu hiệu sụt mâm chày là khi mà cái cái mâm chày đấy nó bị bị đẩy đẩy về phía sau nó nó di lệch về phía sau lớn hơn 6mm. À, 6 mm sáu sáu cm ạ,

dạ em nghĩ là xử lý là bằng cách là chườm lạnh và nâng, nâng cao chi bị tổn thương nó có hai cái vấn đề đây một là cái dấu hiệu mà sụt lúng mâm chày mà mình nói 6cm hay là 6mm nó mang cái tính chất là không có một cái rõ ràng nào hết tùy theo cái tổn thương đôi khi cái chân của những người phụ nữ nó lỏng lẻo nó vẫn có thể cái độ rơ ấy, nó sụp xuống gọi là cái dấu hiệu đúng mâm chày đây tụi em đang đọc lý thuyết mà chắc là chưa bao giờ khám đúng không chưa thấy luôn đúng không bởi vậy nên tụi em phải đi tìm nhận lâm sàng những cái ca mà nó bị đứt dây chằng cho sao hết giờ học đây tôi sẽ cho mượn cái chân tôi khám vì tôi bị đứt dây chằng cho sao đó rồi cái dấu hiệu sụt mâm chạy nó sao để chỉ cho các bạn tức là khi gặp cái chân đẩy ra sau nó có cái độ co giãn trước sau nhưng mà không tới 6 cm đâu em cứ tưởng tượng cái chân em mà đẩy được 6 cm thì giữa cái cẳng chân và cái đùi nó không còn cái liên hệ nó không còn hoạt động được nữa đâu đó còn cái chuyện mà 6 mm cũng chưa chắc là đúng đôi khi người này cái chân nó giãn người kia cái cái dây chằng chỗ sau nó còn ảnh hưởng dây chằng chỗ trước hai dây chằng bên nó rất nhiều cơ tứ đầu đùi của người đó có tập luyện hay không nữa nên là không thể nói là hằng định là 6 cm khi mà cái sụt lún mâm chày vàng hoặc mình có thể nói là khi sụt lún mâm chày thì cái khoảng cách đó nó khoảng 6 cm so với bình thường cũng trên cái chân người đó thì cái điều đó nó mới chính xác có đúng không chứ không thể lấy một người này mà khám nói người kia là 6 cm 6 mm đó thì về cái cái trình cái chuẩn bị bài thì tốt nhưng về câu hỏi hai câu trả lời này chưa chưa hoàn toàn đúng còn cái hai mà cái chuyện sưng cái chân này thường nó chỉ trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày sưng rồi sau đó mình chườm lạnh rồi từ từ vì biết vì sao nó sưng không vì sao té mà nó sưng lên không hả vì mẹ thì đúng rồi té là chấn thương mà vì sao nó sưng các bạn trả lời nó máy móc quá cái vấn đề chính là khi mình té cái bao khớp của mình nó bị vỡ cái dịch trong cái khớp nó tràn ra bởi mình có mới có cái triệu chứng gọi là gì bập bền xương bánh chè đúng không nhiều người người ta xưng cái gối nha à, lắc qua lắc lại này thì khi đó do mình rách cái bao cơ phía trong nó nó chảy cái dịch khớp ra một phần với một phần chấn thương nó đụng dập nó mới sưng chứ cái, đương nhiên là chấn thương rồi té là chấn thương rồi nha mấy cái này là nó có trong cái sinh lý sinh lý bệnh hết chứ đúng không nên là nó sưng là đa số là nó rách cái bao khớp cái dịch trong cái 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 gối mình à. trong gối mình lúc nào nó cũng có một cái lượng dịch bởi vì mình cũng co giãn được đó. rồi nhóm thứ hai như vậy cái, cái cái câu hỏi đầu tiên của các bạn này không đạt được cái điều kiện để mà cộng điểm được đó nhưng mà cũng không đến mức phải làm lại về chú ý mình trình bày bất cứ cái gì thì mình phải hiểu cái chi tiết trong đó nha rồi mời nhóm hai

Em xin chào các bạn, em là Nam 32 lớp Y 2020a. Hôm nay em sẽ thay mặt nhóm nói về cơ chế và hướng điều trị của các tổn thương dây chằng kéo trước. Về nội dung của bài hôm nay thì nhóm sẽ phân làm 4 phần. Thứ nhất đó là giải phẫu về cơ chế tổn thương, chẩn đoán và hướng điều trị. Về vị trí giải phẫu của dây chằng kéo trước thì dây chằng kéo trước nó nằm ở trong khớp gối nó bám từ phía sau mặt trong của loại cầu ngoài xương xương đùi chạy dưới và ra trước để bám vào mâm chày về cơ chế tổn thương thì nó có phân làm tổn thương trực tiếp và tổn thương gián tiếp đối với tổn thương trực tiếp thì nó là do lực tác động trực tiếp vào khớp có thể làm căng dây chằng vượt quá độ cứng sinh lý của nó và gây biến dạng vĩnh viễn thì ví dụ như là trong một trận đấu bóng đá đối thủ khi mà đá mạnh hoặc qua vào gối chúng ta hoặc có sự va chạm mạnh trực tiếp vào gối thì có thể gây tổn thương dây chằng chéo trước còn về tổn thương gián tiếp là do sự chuyển hướng đột ngột khi vận động thường gặp nhất là khi bàn chân ta đang cố định ở dưới mặt đất còn khi do khi đó là đầu gối đang xoay theo hướng khác đây ví dụ như trong một trận đấu thường thi đấu bóng đá ta đang chạy dẫn tốc nhanh mà khi bị vấp hoặc là bị đối thủ xô bất ngờ từ phía sau lưng gối chúng ta sẽ bị gập về phía sau và có thể gây tổn thương dây chằng chéo trước hoặc có thể gây đứt dây chằng chéo trước về cái nguy cơ những đối tượng nào có nguy cơ cao tổn thương dây chằng chéo trước thứ nhất phải kể đến nữ giới nữ giới thì thường có thể trạng yếu hơn nam giới nên thường có nguy cơ khả năng nguy cơ cao hơn về về tổn thương dây chằng cho khi mà vận động các hoạt động thể lực. Thứ hai đó là các vận động viên có môn thể thao, đặc biệt là các vận động viên có môn thể thao chuyên sử dụng về cản chân như là vận động viên bóng đá, điền kinh hoặc là vận động viên xe đạp. Thứ ba đó là khi chúng ta kho sử dụng cái dụng cụ bảo hộ kém chất lượng hoặc là không sử dụng dụng cụ bảo hộ thì cũng làm tăng khả năng gây tổn thương dây chằng khi vận hoạt động thể lực. Và cuối cùng là chúng ta luyện tập sai cách hoặc là luyện tập quá sức. Ví dụ như trong một phòng gym thì nếu mà chúng ta tập với một mức tạ quá nặng, quá sức với chúng ta hoặc là tập sai kỹ thuật thì cũng không thể có khả năng để Về chẩn đoán thì làm sao để nhận diện được một trường hợp tổn thương dây chằng chéo trước trên lâm sàng Thì thường gặp nhất đó là đau khi mà có tổn thương thì chung đau thường đến đột ngột và mức độ đau thường cao thứ hai là có sưng và đau tăng dần kéo dài hơn đặc biệt là sau khi vận động nặng nếu mà sơ cứu ban đầu của chúng ta đúng thì nó thường tự giới hạn trong vòng 3 tới bảy ngày và cờ phát là... Và cuối cùng là cảm giác lỏng khớp gối, khớp gối mất vững, khó làm chân trụ, lên xuống cầu thang khó khăn nhất là khi đi xuống và khó đứng lên khi ở tư thế ngồi sởm. Thì khám lâm sàng chúng ta có một số biện pháp để khám thứ nhất là là Lachman test thứ hai là pivot shift test à, thứ ba là test ngăn kéo trước cộng lâm sàng thì chúng ta có một số phương tiện để chẩn đoán như sau đó Thứ nhất đó là x quang Thứ hai là em Thứ ba là siêu âm khớp gối Khi mà chúng ta chẩn đoán được một trường hợp tổn tổ thương dây chằng chéo trước Thì chúng ta sẽ đến việc phân độ tổn tổ thương Tổn tổ thương dây chằng chéo trước thì có được phân làm 3 loại tổn tổ thương Đối với tổn tổ thương độ tổ 1 đó là dây chằng căng giãn nhưng mà không đứt. Tổn thương độ tổ 2 là dây chằng đứt đứt 1 trong hai có hoặc kèm xuất huyết. Còn tổn thương độ 3 là dây chằn đứt hoàn toàn. Vì điều trị mục đích điều trị đó là tái tạo dây chằn chéo trước với các tính chất và chức năng càng giống với dây chằn tự nhiên càng tốt. Nhất là về phương pháp điều trị không phẫu thuật hay gọi là phương pháp điều trị bảo tồn. Các đối tượng chúng ta sử dụng các phương pháp điều trị bảo tồn cho các loại tổn thương dây chằn độ 1 độ 2 và độ thương độ 3 nếu mà khớp gối còn vững. Phương pháp có thể kể đến như là chườm lạnh, băng ép khớp gối. Cố định khớp gối, nghỉ ngơi và vật lý trị liệu. Còn về điều trị phẫu thuật thì nó là nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép tự thân. Một số nguyên liệu để để tái tạo dây chằng là dây chằng xương dây chằng bánh chè, dây chằng Ủa? Ủa, cân cơ bánh chè, cân cơ chân ngỗng hoặc là dân cơ tứ đầu đùi Trong đó phương pháp nội soi tế tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân cơ bánh chè là thường sử dụng nhất à, Cảm ơn thầy cô các bạn đã theo dõi Alo <laughs> Rồi bạn nói lý thuyết hơi nhiều quá. Bây giờ mình cho mình hỏi một cái câu là Phương pháp phẫu thuật là bằng găng cơ bánh chè Đúng không? Cái câu cuối cùng đúng không? Là găng cơ bánh chè à, Nguyên liệu là là, găng cơ bánh chè Rồi à, Bạn hiểu gì về cái cái găng cơ bánh chè này Mà khi làm cái dây chặt Hiểu tới đâu về, về cái câu chuyện này? À, không biết đúng không đúng không nhóm đâu trong nhóm đâu các bạn trong nhóm đâu ai trong nhóm mấy người nhóm bạn nào biết các bạn có thể là hiểu tìm hiểu cái quan trọng là mình ghi một cái câu nào ra trên này á là mình phải lướt qua ví dụ nguyên ví dụ là gân cơ bánh chè vậy gân cơ bánh chè là cái gì đây chứ còn đây là mình, nếu mình nói vậy nó hoàn toàn là lý thuyết rồi chứ không phải là nó học mà học của mình là cái lâm sàng nó quan trọng đó, rồi tới cái lý thuyết đúng không rồi không ai biết cái gân cơ bánh chè lấy sao luôn đúng không rồi về đọc lại lấy cái gân cơ bánh chè làm sao nha cái nhóm này sẽ trả lời cái câu hỏi mình tức là sau buổi này các bạn lớp trưởng hay lớp phó của hai lớp gom lại hết mình sẽ gửi một cái địa chỉ mail gửi qua cho mình những cái nào cần bổ sung thì bổ sung đồng ý chưa cái này cái gân cơ mảnh ghép gân cơ bánh chè là cái gì các bạn coi thử mà phải hiểu cái vấn đề đó nha vì bữa nay mình y bốn rồi đúng không y năm y sáu y sáu mà một là làm nội trú còn hai là ra trường là bắt đầu học chuyên khoa là ra mỗi sẽ làm rồi đó nên mình nhất là nghề y của mình làm cái gì mình ghi cái gì là mình phải ít ra mình phải đọc về lý thuyết về nó ra đúng không? không biết cái gân cơ bánh chè lấy sao luôn chắc luôn đúng không? và nói với bạn là cái gân cơ bánh chè này là cộng trừ 10 năm nay người ta không xài nữa luôn, không phải là nhiều nhất cho tới hiện nay cộng trừ 10 năm nay rất là không xài, vì khi mà lấy cái gân cơ bánh chè co duỗi cái gối và cái nó rất là đau đau lắm mà tụi tôi làm hai chục năm trước là lấy cái này sau này lấy gân hamstring, sinh tức là dân chân ngỏng là chủ yếu còn ví dụ mắt dài mắt ngắn cũng rất là hạn chế vì mình lấy cái mắt dài hay mắt ngắn thì cái bàn chân mình nó bị lệch hơi bị lệch đó nên bây giờ người ta lấy cái cái cái, cái gân cơ hamstring là chủ yếu đó chứ không phải là cái cái gân bánh chè đâu nha ông biết cái vị trí lấy gân bánh chè chỗ nào không không luôn đúng không người ta sẽ lấy dọc đây nè cái găng bánh chè này dưới cái gối người ta đục vô trong cái bánh chè của mình nó như là khoét một cái lỗ nó dài xuống vậy nè đó thì như vậy là cái cái bánh chè của mình đó bị lấy đi một miếng khoảng tầm vị trí nó là khoảng ngang là khoảng 2 cm dọc theo khoảng 3 cm đục vô luôn lấy cái xương đấy để gắn vô cái lỗ khoan hồi nãy thấy hai cái lỗ khoan trên dưới không rồi sau người ta bắt viết đó mà khi mà mình đục cái xương bánh chè ra một cái khuyết như vậy nó sẽ đau mình cả đời luôn cái này đau lắm nè, nên người ta không lấy mà mình lấy cái gân hamstring sau này người ta lấy nha rồi mời nhóm hai bạn bổ sung cái cái hiểu biết về cái gân bánh chè nha lát đưa cái mail về bạn gửi rồi, nhóm hai nhóm ba tiếp theo xin chào thầy và các bạn em tên là trọng mỹ anh à, nay em xin đại diện cho nhóm 33 trình bày về uh, các yếu tố chẩn đoán và điều trị của trẻ ép khoang thì nội dung của nhóm em gồm có bốn phần đầu tiên là đại cương thứ hai là các triệu chứng lâm sàng thứ ba là chẩn đoán và cuối cùng là điều trị về phần đầu tiên đại, đại, đại cương thì uh, chúng ta cần tìm hiểu như thế nào là hội chứng trẻ ép khoang thì đây là một tình trạng tăng áp lực mô trong một khoang căng xương kính do tổn thương vi mạch và có thể đe dọa rối loạn tuần hoàng dẫn đến thiếu mới mô cục bộ và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh cơ bên trong khoang. Đây là một số giải phẫu của khoang vùng dưới các bạn có thể tham khảo thêm. Về phân loại thì có hai nhóm chính đó là chèn ép khoang cấp tính và chèn ép khoang mạng tính. Đầu tiên chèn ép khoang cấp tính thì đây là một cấp cứu chấn thương nguyên nhân chính là do chấn thương. À, nếu như chúng ta không điều trị kịp thời thì sẽ gây tổn thương vĩnh viễn về sau. Ngược lại đối với chèn ép khoang mạng tính thì đây không phải là một cấp cứu chấn thương nguyên nhân chính là do tập thể dục mạnh các triệu chứng thường sẽ xuyên giảm nếu chúng ta nghỉ ngơi ít khi tiến triển thành tình huống đây giờ cấp tính về phần sinh lý bệnh thì các bạn có thể tham khảo thêm và các nguyên nhân dẫn đến trẻ khoa trong y học thể thao thì gồm có ba nguyên nhân chính là gãy xương do chấn thương do tập luyện quá mức làm cho xương bị mỏ và dễ gãy và cuối cùng là chấn thương do đụng dập về nội dung thứ hai là triệu chứng lâm sàng đối với hội chứng chèn ép phân cách thì gồm có 6 triệu chứng chính tương ứng với 6 b theo tiếng anh đầu tiên là đau thì đây là triệu chứng xuất hiện sớm nhất à, với tình... à, với uh, tính chất là đau liên tục tăng dần à, không đáp ứng với thuốc giảm đau và ít khi uh, và khi mình nghỉ ngơi thì không có thiên giảm thứ hai là mạch yếu mất mạch thứ ba là xanh tím thứ tư là dị cảm thứ năm là yếu liệt và cuối cùng là sự thay đổi nhiệt độ thì thường thì vùng da tổn thương sẽ lạnh hơn vùng da lành tiếp theo là đối với triệu chứng lâm sàng của chèn ép khoan mạng thì gồm có là đau tê trục trúc ở cơ bị ảnh hưởng trong vòng nửa giờ đầu sau khi bắt đầu tập luyện nặng thì các triệu chứng thì thiên giảm nếu như chúng ta ngừng tập luyện và chức năng thần kinh cơ vẫn còn bình thường à, về các yếu tố chẩn đoán thì để chẩn đoán chẩn ép khoang thì chúng ta cần phải đo áp lực trong khoang thì thông thường áp lực trong khoang dao động từ khoảng là từ 5 tới 10 mm thủy ngân để chẩn đoán xác định chẩn ép khoang khi áp lực trong khoang uh, trên 30 mm thủy ngân ngoài ra chúng ta có thể đề nghị thêm các cặn lâm sàng khác để có thể hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chẳng hạn như là siêu âm đúp mạch máu uh, chụp ít quang xương để đánh giá có kỹ xương hay không Chụp MRI để đánh giá mức độ hội tử mô và xét nghiệm sinh hóa máu chức năng đông máu. Về nội dung cuối cùng là điều trị, thì nguyên tắc điều trị chung của chàng ép khoang là chúng ta cần phải dựa vào ba yếu tố. Đầu tiên là thời gian trạng ép khoang được tính từ lúc là nạn nhân xuất hiện triệu chứng đầu tiên, thường là đau cho đến khi chúng ta khá phát hiện chàng, chàng ép khoang. Nếu như mà nạn nhân không nhớ thời gian đau xuất hiện từ khi nào thì chúng ta sẽ tính từ lúc nạn nhân bắt đầu bị chấn thương cho đến khi xuất hiện biến chứng của chàng ép khoang yếu tố thứ hai là các triệu chứng lâm sàng chủ quan như em đã đề cập ở phía trên và cuối cùng là dựa vào áp lực khoan về phần điều trị cụ thể đối với trạng ép khoan cấp tính thì chúng ta cần phải nhớ hai nguyên tắc là xử trí càng sớm càng tốt và kết hợp với điều trị trắng chấn, chấn, chấn thương nếu có có bấm ba mốc thời gian chúng ta cần phải nhớ thứ nhất là mốc dưới 6 giờ chúng ta cần thì chúng ta phải điều trị bảo toàn bằng cách là tháo bỏ các nguyên nhân gây chèn ép sau đó cho thuốc giảm đau và theo dõi diễn tiến chèn ép khoan từng giờ và có thể kết hợp với vật lý trị liệu Mốt thứ theo là mốt từ 5 tới 6 từ 6 tới 12 15 giờ là chúng ta cần phải phẫu thuật để rạch rộng da và căng mặt để giải tràn ép. Sau đó thì cắt lọc các mô chết để tránh tình trạng nhiễm trùng. Sau khi phẫu thuật chúng ta có thể kết hợp với vật lý trị liệu để hỗ trợ cho bệnh cho nạn nhân. Và cuối cùng là mốc trên 15 giờ thì chúng ta cân nhắc giữa phẫu thuật giải tràn ép và phẫu thuật đoạn chi. Về phần cuối cùng là điều trị tràn ép phân mạng tính thì có hai nhóm chính là phẫu, uh, nhóm điều trị không phẫu thuật và nhóm điều trị không phẫu thuật. Với nhóm điều trị không phẫu thuật thì gồm có các phương pháp như là massage giải tràng ép thay đổi thói quen vận động và cuối cùng là hủy thần kinh bằng thuốc đây là tài liệu tham khảo nhé em. phần trình bày đến đây là kết thúc xin cảm ơn thầy và các bạn đã nghe cái trình bày này nó nó gọn và nó vừa với cái 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 trình độ của tụi em rồi cho anh hỏi như vậy là tụi em có gặp ca lâm sàng nào chưa đi bệnh viện có gặp một ca nào chèn ép khoan chưa chưa rồi cái thứ hai bây giờ một cái hiện tượng gì mà thường xảy ra ở mình mà nó đơn giản hơn cái chèn ép khoan rất là nhiều mà thỉnh thoảng mà người nào cũng có thể hay bị ấy, là cái gì em biết không là cái gì chèn ép khoang với trật khớp có liên quan gì vậy, em đó là thường mình ngồi mình kẹt cái chân hay cái giò hay cái gì đó hay mình ngủ mình kê cái tay cái nó tê luôn cái tay tê luôn cái chân mình đó có không ai cũng có thể bị cái trường hợp nữa mình kê mình gối cái tay hay mình về một cái tư thế nào đó đó là chính là cái gì không một là cái máu tĩnh mạch nó không về được nó tê chân nhớ mình ngồi mình chơi cái gì nhớ cún bài ấy, đúng không ngồi xếp bằng cho đã rồi cái chừng cún hăng quá chừng dạy một cái dũi cái dương quá à, đau quá đau quá đó là một cái dạng đầu tiên của cái chuyện chèn ép khoan mà cái chèn ép khoan này nó xảy ra là do chấn thương hoặc là cái nguyên nhân bạn nói là mạng tính còn cái của mình là mang cái tính hơi cấp tính là mình kẹp cái giò lại ngồi cho đã rồi cái chơi cái hăng máu rồi cái đứng lên là đau quá đúng không thì cái chèn ép kho nó bắt đầu nó na ná như vậy nhưng mà nó là chấn thương nó gãy xương gãy xương bị sao bị chèn ép kho? Rồi, đúng. Em nói cái đúng là khi mình gãy xương thì cái xương có thể nó làm cho thứ nhất là bầm dập cái phần mềm. Cái thứ hai nó làm cho cái vạch máu mình mở mà vỡ ra thì nó nó căng dần nó căng dần lên mà nó không hồi lưu về được thì nó to lên nó như cái cây bánh tét mà bó làm sao là nó y xì vậy đó. Nha, nó rất là to và đau nên là cái quan trọng nhất của một cái chấn thương hay cái nhìn nhận của mình mà sau đó cái da nó bắt đầu nó tím và người ta mất cảm giác. Là sau đó nếu như quá lâu mà tiếng dưới không chuyển kịp lên là phải cắt bỏ vì khi nó nó gần như hoại tử rồi thường cộng trừ 24 giờ là phải cắt rồi nhưng mà bây giờ cái chuyện cắt nó cũng hơi khó là bây giờ mình vẫn có khả năng nối lại mạch máu nên nó cũng cái chuyện nó hơi khó cái câu chuyện này thường nó xảy ra là là trên dưới vài chục năm trước rồi cái chuyện là khoan cho bây giờ người ta cũng nhìn nhận ra liền còn cái chuyện hỏi câu cuối cái nhóm này cái đo mà cái khoan đấy dễ không bạn nào trong nhóm này dễ không cái đó mang tính lý thuyết à ngay cả các thầy học chưa bao giờ mà thấy đo luôn á chắc người ta làm thực nghiệm ở đâu luôn á không có thấy đo luôn nên cái đó mình chỉ là 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 tâm sàng thì mình nhận biết căng đau mất cảm giác rồi này nọ chứ không có cái chuyện mà đem vô mà đo áp lực khoan ở đâu là không không có đâu nói về lý thuyết thôi hiểu không rồi như vậy là cái nhóm đây Thầy sẽ cho một cái cộng Để cộng điểm Đồng ý chưa Rồi nhóm tiếp theo Nằm nhanh gọn nhất có thể nha Dạ em chào thầy và các bạn Em tên là Phương Anh Đại diện nhóm 34 Trình bày về gãy xương mệt và mục tiêu của nhóm chúng em đặt ra sau buổi thuyết trình ngày hôm nay là giúp các bạn nắm rõ được thế nào là gãy xương mệt, cơ chế chấn thương, đối tượng thường gặp, chuẩn đoán và cũng như hướng điều trị. Và để đạt được những mục tiêu vừa đưa ra thì chúng ta phải hiểu rõ định nghĩa của gãy xương mệt. Gãy xương mệt hay còn gọi là gãy xương do mỏi bởi các cử động vận động lặp đi lặp lại hay sự di chuyển liên tục uh, mà không được nghỉ ngơi uh, khiến cho cấu trúc xương bị mất đi sự liên tục gãy không hoàn toàn và gây nứt vỡ xương về cơ chế của gãy xương mệt thì ban đầu với cường độ tuần suất hoạt động mặc dù không lớn nhưng nó xảy ra liên tục làm cho uh, hoạt động của hủy cốt bào tăng dần tuy nhiên hoạt động của tạo cốt bào không tăng khiến cho xương loãng dần và hình thành nên hiện tượng gãy xương mệt về đối tượng thường gặp ở đây mình sẽ chia thành hai nhóm đối tượng đó là trong thể thao và ngoài thể thao về trong về các đối tượng liên quan tới trong thể thao thì thường gặp ở trong các bộ môn liên quan uh, thường có chạy nhảy nhiều và có cường độ luyện tập và từng uh, cường độ luyện tập cao ví dụ như ở các vận động viên theo dục dụng cụ hoặc là bóng rổ còn ngoài thể thao thì gặp ở trong các đối tượng có sự thay đổi về lối sống vận động từ ít vận từ ít vận động sang vận động tích cực ví dụ như các chú bộ đội thì gãy xương mệt thường gặp thường xảy ra ở cột sống thắt lưng, xương chậu và xương chi dưới. Trong đó xương chi dưới là xương thường gặp nhất, đặc biệt ở các vùng, ở cổ xương đùi, xương chày và xương bàn chân. Để chuẩn đoán gãy xương mệt thì cũng như ba mặt bệnh khác, chúng ta cũng phải dựa vào tam giác chuẩn đoán với ba đỉnh là khai thác bệnh sử, khám lâm sàng giữa bác sĩ và bệnh nhân cuối cùng là cận lâm sàng trong quá trình khai thác bệnh sử thì À, trong triệu chứng cơ năng ban đầu thì hầu như sẽ không có triệu chứng và lâu dần dần thì bệnh nhân sẽ có thể cảm thấy đau khi vận động giảm khi nghỉ ngơi nhưng dần dần bệnh nhân có thể cảm thấy đau khi cả nghỉ nơi, nghỉ ngơi bệnh nhân có thể cảm thấy sưng nề nhẹ có ổ tụ máu kính tại vị trí gãy và một điều quan trọng cần lưu ý khi khai thác bệnh sử chúng ta cần phải khai thác thêm một số thông tin về lối sống chế độ luyện tập của bệnh nhân gần đây có sự thay đổi về tuần suất cường độ cao hơn so với bình thường hay không về khám lâm sàng thì uh, nhìn vào nơi uh, vị, vị trí đau của bệnh nhân chúng ta có thể thấy được sưng uh, đỏ phù nề đụng uh, chạm vào vị trí đau của bệnh nhân bệnh nhân sẽ cảm thấy rất đau khi yêu cầu bệnh nhân đi lại thì dáng đi có thể khập khiển chúng ta có thể thực hiện một số nghiệm pháp như là forum test cho xương đùi ở đây thì để uh, khi nghi ngờ có gãy xương mệt và về cận lâm sàng thì chuẩn đoán gãy xương thì ở đầu tay vẫn là X quang tuy nhiên X quang có độ nhạy thấp cho nên rất dễ bỏ sót ờ, trong một tình huống trong những một số tình huống mà trên X quang chúng ta chưa phát hiện được ổ gãy nhưng trên lâm sàng chúng ta vẫn nghi ngờ và nghĩ nhiều đó là gãy xương mệt chúng ta có thể thực hiện đề nghị MRI hoặc chụp xạ hình xương trong đó MRI là tiêu chuẩn vàng để chuẩn đoán cũng như theo dõi bệnh lý gãy xương mệt và điều trị của gãy xương mệt thì mục tiêu của điều trị gãy xương mệt đó là giảm cơn đau ngay lúc đó cho bệnh nhân và bệnh nhân có thể tập lại sau 3 tháng và có hai phương pháp điều trị là điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật hướng điều trị còn tùy thuộc vào vị trí và mức độ đau của từng bệnh nhân và tuy nhiên điều trị ở gãy xương mệt thì chủ yếu là điều trị bảo tồn thì ở đây bệnh nhân sẽ phải ngưng tập và nghỉ ngơi hoàn toàn từ 4 đến 6 tuần à, sau đó bệnh nhân sẽ được tập luyện lại bằng một chương trình thiết kế riêng bệnh nhân có thể sử dụng thuốc giảm đau sử dụng nạn hoặc giày dép chuyên biệt để nâng đỡ xương cho đến khi xương lành ở đây là phương pháp rise thì phương pháp này các nhóm trước cũng đã trình bày mình sẽ lượt qua các bạn về nhà tìm hiểu thêm. À, còn về khi chúng ta can thiệp phẫu thuật à, trong trường hợp là bệnh nhân sẽ bị gãy xương mỏi, có nguy cơ cao hoặc gãy di lệch à, và chúng ta có thể, à, hoặc là điều trị bảo tồn mà không đáp ứng, trong quá trình phẫu thuật thì chúng ta sẽ sử dụng ốc vít để cố định lại. Còn về phòng ngừa của gãy xương mệt là một điều rất quan trọng thì đây là những khuyến cáo khi mà bắt đầu một môn thể thao mới đặt một chúng ta nên đặt mục tiêu từ thấp đến cao phù hợp với khả năng của từng từng người sắp xếp các hoạt động thể thao luyện tập xen kẽ và có chế đồ ăn dinh dưỡng hợp lý có đầy đủ vitamin D và canxi sử dụng dụng cụ luyện tập thích hợp ngân tập thể dục hoặc tập luyện ngay khi mà bạn cảm thấy đau và các bạn phải nên nên gặp bác sĩ khi cảm nhận được cơn đau và có các triệu chứng khác và đây là một số tài liệu tham khảo mà nhóm chúng mình đã xem qua và dạ, bài thuyết trình hôm nay của đến mình là kết thúc cảm ơn các bạn và tài cả đáng nghe em xin cảm ơn ạ cái gãy xương mệt này là một cái hay gãy xương mỏi này là một cái rất là ít trường hợp gặp rồi bây giờ cho mình hỏi câu đầu tiên là những vận động viên nào thường có cái cái tình trạng gãy xương mệt này nói rõ luôn chọn đi một đến hai cái thôi không có nói nhiều theo các bạn đúng hay sai cái gãy xương mệt này dựa vô cái định nghĩa đó là cái chuyện vận động liên tục ngày này qua ngày kia và đồng thời với một cái cường độ vừa phải nhưng mà nó liên tục liên tục thì như vậy là cái môn nào mà thường gây ra gãy xương mệnh này nó phải là cái môn chạy đường dài marathon chứ không có vận thể dục dụng cụ hay là bóng rổ được nó phải là vận động viên chạy đường dài marathon có nghĩa là người ta muốn chạy được 42 cây hay 21 cây thì người ta luyện trước đó là một tuần ít nhất là người ta phải chạy khoảng 2, trên dưới khoảng trăm cây á thì để một lần chạy người ta chạy 21 cây vì mình có một người bạn là cũng chạy marathon cái kiểu là là phong trào thôi nhưng mà đảm bảo một tuần người ta phải chạy phải là từ 50 cây đến 100 cây cộng lại các này đó, chạy liên tục liên tục nó cứ đều đều cái môn đó là cái môn gây gãy xương mệt nhiều nhất vì nó tác động xuống cái lòng bàn chân cái nơi cái vị trí mà cái xương mà gãy thường nhất là nó phải dồn lực đó là cái bàn chân hoặc là mấy cái xương chậu thì ít hơn nên nói về môn thể thao mà để gây ra gãy xương mệt này phải là cái môn chạy đường đường trường chạy bền nhưng mà ra không rồi như vậy câu đó là coi như tính là coi như là về lại uh, mo nha tính lại từ đầu nha còn câu này nữa hoặc là cộng hoặc là không cộng nha rồi bạn có nói một cái ý đó là ít quang á đối với gãy xương uh, mỏi này là độ nhạy thấp vì sao mà thấp vì sao là cao và tại sao Là là quen, nó không có ý nghĩa vì sao nó vậy à, dạ thưa thầy theo em là cái xương mỏi là nó mất sự liên tục của vỏ xương nhưng mà nó không đáng kể nên là nhiều khi thì trên y quang nó sẽ bị phần mô nó che lấp đi nên là thường thường nó sẽ mình sẽ làm nếu mà khảo sát nếu mà nghi ngờ nữa thì mình khảo sát MRI là sẽ có thể chính xác hơn dạ chưa em ray là dạ, x ít quang là dùng tia ít còn em ray là dùng điện từ trường dạ là cảm quan xương thầy là em nghĩ là tại vì ít quang á thường thường là mình chỉ thấy trên một mặt phẳng thôi mà nếu mà biết tức cái độ nhạy nó thấp vấn đề ở đây cái gãy xương mệt không phải là nó gãy như thân thương một cái rụp cái nó gãy đâu nó có cái đường nứt liền chụp lên thấy liền mà cái gãy xương mệt này nó bắt đầu từng cái đường nhức nhỏ li ti rất là nhỏ rất là nhỏ đấy nó đã, đã gây đau nó gãy xương mệt rồi đôi khi một cái tác động rất là lớn nó gãy theo cái đường nước hoặc là nó không gãy theo cái đường nhất thì nó không nhảy cái khi là coi như đang rạn nứt đó mình chụp ít quan vô với một cái cường độ thuốc một cường độ tia nếu như nó không chuẩn xác và nếu như không chuyên khoa cực kỳ khó đọc là nó vì vấn đề nó vậy nó không phải gãy rời ra hoàn toàn như mình chấn thương mà nó gãy nứt cái đường rất là nhỏ đó nên là nó không có nhảy nên là ngay cả chụp CT cũng vậy cũng rất là khó mà dựa vô cái triệu chứng lâm sàng người ta đau cái chỗ đấy mình ấn vô ngay cái vị trí mà cái xương rất là nhói đó rồi đi xuống đi lên rồi người ta về bó nghỉ ngơi thì nó đỡ xong chạy lại nó cứ đau mà nó đau xương là biết rồi đau nhói chứ không phải như đau cơ nên thành tựu là em phải biết được mình dùng cái từ đô nhảy ít quan thấp là do vấn đề nó là như gãy nứt gãy rạn rất là nhỏ chứ không phải gãy lìa luôn không đồng ý chưa ừ, nó là vậy độ nhạy nó thấp là do vậy độ nhạy nó thấp đồng nghĩa với cái từ mình dùng là không có phát hiện ra trên đi quan được không thì nếu như vậy thì ct cũng vậy à em ra cũng vậy à nó không có có cái 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 hơn được mà cái chính là mình khám lâm sàng mình ấn vô cái điểm lòng bàn chân mình, mình nhói lắm ngay cái điểm gậy hoặc là cái 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 khớp đồng ý chưa rồi nhóm đây về tìm hiểu lại cái chuyện mà cái xương nó 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 rạn nứt gửi lại qua mail rồi thầy sẽ thêm điểm đồng ý chưa ừ. Cái hai câu không có đúng ý đúng không câu thứ nhất là cái đây là một cái mệt mỏi mệt mỏi phải là những cái mà đều 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 liên tục nó giọng cho mình đó là cái chạy đường đường trường tuy nhiên là môn nào cũng có thể xảy ra nhưng mà cái môn đó là cái môn bị nhiều nhất đồng ý không ừ. rồi cái hai là không nhảy là vấn đề vậy nó không phải chỉ lìa liền mà nó nhảy rạn nứt xíu thôi đau nhói nghỉ ngơi đỡ đồng ý chưa rồi ok Dạ, em chào thầy và các bạn. Uh, sau đây em xin đại diện nhóm 35 lớp Y20 không. 2020A uh, để trình bày về các nguyên nhân thường gặp của tổn thương trong thể dục thể thao chi dưới uh, và bài thuyết trình của tụi em bắt đầu. Dạ, thì nhóm em đã tìm ra được 10 nguyên nhân thường gặp. Thì uh, cái thứ nhất là khởi động không đúng cách, thứ hai là thay đổi cách thi đấu luyện tập, thứ ba là dụng cụ trang trí và sân chơi không phù hợp, thứ tư là kỹ thuật đấu luyện tập có sai sót, thứ năm là th nguyên nhân về thời tiết, thứ sáu là va chạm và té ngã, thứ bảy là có thể có tật từ trước và thứ 8 là ăn uống chưa đúng, thứ 9 là có bệnh nội khoa nền và thứ 10 là vấn đề tâm lý thì em xin được phép uh, đi vào nguyên nhân đầu tiên là khởi động không đúng cách. Thì khởi động không đúng cách là bao gồm khởi động không đủ thời gian và cường độ, cơ thể chưa theo kịp không đúng bộ phận cơ thể trọng tâm của môn thể thao không tuần tự từ đơn giản đến phức tạp từ nhẹ đến mạnh cũng như là từ chậm đến nhanh ví dụ như khi trong các bài khởi động thì sẽ không bao gồm các trường hợp là khởi động mà tăng cái sự linh hoạt của mắt cá đặc biệt là sự mở rộng của găng và cơ bởi vì là nó có thể dẫn đến chấn thương do là cơ bắp nó không có đủ cái độ linh hoạt nguyên nhân thứ hai là thay đổi cách luyện tập và thi đấu à, thì đối với một vận động viên sau một khoảng thời gian nghỉ dài à, quá lâu à, khi trở lại luyện tập thi đấu thì nếu như mà người đó à, tham gia người đó tham gia luyện tập mà thi đấu với một cái cường độ à, quá nhanh mà không có đi từ nhẹ đến nặng à, thì uh, lúc này thì cơ thể sẽ chưa có đáp ứng kịp uh, ngoài ra thì có một số trường hợp là khi uh, vận động viên phối hợp thêm các môn thể dục thể thao mới trong khi cơ thể chưa quen với môn này thì cũng có thể dẫn đến các uh, uh, chấn thương uh... nguyên nhân thứ ba là về dụng cụ trang bị và sân chơi không phù hợp đối với dụng cụ trang bị thì có thể gặp trong trường hợp là thiếu dụng cụ hoặc dụng cụ không phù hợp với cơ thể vận động viên ví dụ như là dài quá chặt hoặc là quá rộng còn đối với săn chơi thì ví dụ như mặt săn bị có nhiều vũng nước hay là bị ướt hoặc là bị đầy lội thì có thể dẫn đến là dễ trơn trượt và té ngã gây chấn thương cũng như là uh, ảnh gây chấn thương cho vận động viên nguyên nhân thứ tư là kỹ thuật đấu À, tập luyện có sai sót à, thì đối với nguyên nhân này thì thường gặp ở những uh, vận động viên mới hay những vận động viên mà uh, tự luyện tập tại nhà chứ không có sự hướng dẫn của uh, huấn luyện viên dạng nguyên nhân thứ năm là về thời tiết khi mà khí hậu quá khắc nghiệt quá lạnh hoặc quá nóng thì cũng có thể ảnh hưởng đến uh, tinh thần trạng thái thi đấu luyện tập của uh, vận động viên cũng như là địa hình thì cũng có uh, nó sẽ ảnh hưởng đến địa hình địa điểm thi đấu thì từ đó sẽ có thể uh, là gây chấn thương uh, cho vận động viên và cái thứ sáu là về va chạm và té ngã thì va uh, chạm và té ngã sẽ thường gặp trong những uh, uh, bộ môn thể thao mà có tính chất đối kháng như là uh, đá bóng hoặc là võ thuật thì uh, dưới đây là ví dụ mà tụi em Uh, tiếp tục là nguyên nhân thứ bảy là về cơ thể có tật trước thì ví dụ như những trường hợp là chân cong chân lệch bàn chân lõm hoặc là trường hợp là cơ bắp yếu uh, tiếp theo là tới nguyên nhân thứ tám là về ăn uống chưa đúng thì uh, đầu tiên á là ăn uống mà thiếu năng lượng thiếu dưỡng chất thì uh, có thể ví dụ như gặp trong trường hợp là uh, nếu mà mình ăn thiếu đạm thì uh, từ đó sẽ dẫn hay là thiếu thiếu đạm thì sẽ dẫn đến là việc xây dựng và phục hồi cơ bắp sau khi mà tập luyện nó sẽ bị giảm cái thứ hai là uống thiếu nước thì từ đó sẽ có thể là làm cho mình dễ bị chuột rút và cái thứ ba là có thể mà ăn thừa mỡ thừa mỡ thì sẽ giúp cho thì thừa mỡ thì sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó thiếu cái sự cân đối cũng như là nó sẽ giảm linh hoạt trong các hoạt động thể dục thể thao từ đó có thể gây ra các chấn thương thứ chín là có bệnh nội khoa nền thì đầu tiên là về tim mạch thì có thể gặp những trong những trường hợp ví dụ như là cao huyết áp uh... cái thứ hai là các bệnh uh, đá về bệnh đá tháo đường thứ ba là uh, các bệnh cơ xương khớp ví dụ như là gút hoặc là loãng xương uh, vấn đề thứ 10 nguyên nhân thứ 10 là về các vấn đề về tâm lý thì bắt cứ một cái sự kiện nào trong cuộc sống, trong đời sống của à, vận động viên mà ảnh hưởng đến tâm lý của họ thì đều có thể dẫn đến à, sự mất tập trung, à, sự thiếu tự tin và áp lực trong thi đấu, luyện tập. Từ đó thì có thể dẫn ra những à, chấn thương mà à, ảnh hưởng đến họ. À, thì dưới đây là tụi em có liệt kê một số vấn đề tâm lý thường gặp. Đầu tiên là lo lắng và căng thẳng, cái thứ hai là về áp lực cạnh tranh, thứ ba là về tinh thần tự ti thứ tư là stress và các vấn đề tâm lý cá nhân thứ năm là áp lực từ người khác à, và bài thuyết trình của nhóm em đến đây là kết thúc cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe rồi cảm ơn em trong cái này nó có một cái câu thứ nhất là tụi em có thường chơi thể thao không có chơi môn gì không không đúng không rồi cái thứ hai á ta nói là ăn thừa mỡ khi đó là nó không linh hoạt nhưng mà chắc chắn ở đây bạn nam thì mình không nói bạn nữ là khi mà thấy mình hơi phì ra ăn xíu mình mới bắt đầu đi tập thể dục đúng không đúng không vậy thì cái câu mà ăn thừa mỡ ăn không đúng đây là coi như nó không linh hoạt trong tập thể hiện thể dục thể thao và nó gây ra nguyên nhân gây chấn thương như vậy nó có mâu thuẫn gì không đang nói trong thực tế đúng không Thì ra rồi mới bắt đầu đi tập thể dục hay là bạn trai nó nói nó kêu dạo này sao mà em mập bự dưới vậy cái là mới, mới đi tập đúng không chứ đâu có dễ gì tập còn không cứ lăn ra cầm ôm điện thoại như vậy là nói cái chuyện là ăn thừa mỡ và cái chuyện tập đây là sao ờ, dạ theo em thì việc ăn thừa mỡ thì kiểu nó tích thù đó, thì mình sẽ ngày càng béo lên mà ý là kiểu giống như là thường á là nếu như những người mà có cơ thể uh, kiểu căng nặng quá khổ quá mất á, thì khi mà luyện tập thể dục thể thao thì nó cũng sẽ có hơi ảnh hưởng ví dụ như là uh, chơi đá banh ấy là theo em là như vậy không? Yeah. Dạ nói chung á là nếu như mình mình đã nói cái này là nguyên nhân gây chấn thương trong thể dục thể thao là thường nó có cái ăn uống và dinh dưỡng trong này nhưng mà mình nếu mà nói tới sâu sát cái kiểu mà phải đạm phải đường phải này nọ mà phải cơ thể chuẩn rồi á mình phải hiểu cái đấy rồi mới đi chơi thể thao thì đối với sinh viên hay là đối với cái cái cái, cái bác sĩ rồi như sau này là khó lắm làm gì mình có được cái cơ thể mà nó nó ổn định vậy mà để đi chơi đâu mình đi chơi là vì vấn đề mình thấy dạo này mập quá hay dạo này ốm quá đúng không? À, Mới đi chơi thôi, rồi ăn uống tính sao, đúng không? Trong quá trình mình trình bày là thứ nhất là hơi dài, thứ hai là cứ ea ea suốt nên lần sau rút kinh nghiệm nha, rồi. alo dạ, em xin chào uh, thầy và các bạn hôm nay em, em em tên là phong đại diện cho tổ bộ e 020 b trình bày về nội dung các tổn thương phần mềm chi dưới thường gặp trong chấn thương thể thao dạ. thầy em xin trình bày tiếp ạ. Đối với phần tổn thương phần mềm chi dưới của em có 4 phần cơ gân, dây chằng, chèn ép khoang và rách sụn chêm. Trong đó rách sụn chêm sẽ được nhóm sau trình bày cho nên nhóm em tập trung trình bày 3 phần cơ gân, dây chằng và chèn ép khoang. Đầu tiên là phần cơ gân thì cho em chia thành 4 mục: viêm rách cơ đùi, viêm gân cơ khoeo, viêm lồi cổ trước xương chày và đứt gân gót. Đầu tiên viêm rách cơ đùi thì cơ đùi trong đây là có cơ tứ tứ đầu đùi và cơ đùi sau sẽ bắt chéo ở vùng hông và đầu gối cho nên khi bệnh nhân thực hiện một động tác quá nhanh và dừng lại đột ngột dẫn đến cơ không thể thích ứng kịp và vượt tầm khớp háng sẽ dẫn đến uh, dễ tổn thương thì tổn thương ở đây có tổn thương uh, tổn thương độ 1. Tổn thương độ 1 là phần cơ bị uh, kéo cao có mức nhưng chưa bị rách. Tổn thương uh, độ 2 là cơ bị rách một phần hoặc một phần cơ bị tách ra khỏi bao cơ và tổn thương độ 3 là cơ bị rách toàn phần. Về lâm sàng thì có bệnh nhân uh, đột ngột đau vùng đùi có có thể bầm tím và thậm chí bệnh nhân có thể mất hoàn toàn mất vận động hoàn toàn vùng uh, gần vùng cơ bị tổn thương cận lâm sàng thì có X quang và MRI à, siêu âm và MRI điều trị ban đầu thì uh, uh, bằng uh, phương pháp PRICE. đối với những tổn thương nhẹ thì có thể uh, điều trị uh, phục hồi uh, đối với tổn thương độ 3 như nặng hoặc đứt hoàn toàn thì phải phẫu thuật tiếp theo là viêm gân cơ khoeo viêm gân cơ khoeo đây là một uh, sự lạm dụng quá sức trong uh, uh, lạm dụng quá sức cơ khi bệnh nhân uh, tăng đột ngột cự ly chạy hoặc là bệnh nhân sử dụng các thiết bị luyện tập khi dưới dẫn đến thương chấn thương bị quá tải cơ rách gân và nguy cơ viêm nhiễm gân cơ khoeo về lâm sàng bệnh nhân có đau nhức mặt sau ngoài gối đau tăng khi vận động giảm nghỉ ngơi đỏ tấy bó chặt sau gối cảm giác hơi trùng gối và đặc biệt bệnh nhân có co cơ phòng vệ khi khám rong duỗi cận lâm sàng có siêu âm hình ảnh phù nề gần gốc khoeo điều trị thì hầu như các trường hợp bị viêm gân cơ khoeo thì bệnh nhân không cần phải phẫu thuật ngoại trừ rách gân nghiêm trọng hoặc gân bị rách khỏi cơ hoặc xương trong đợt cấp ta có thể sử dụng phương pháp price mà có thể sử dụng uh, thuốc giảm viêm không steroid vật lý trị liệu hoặc là luyện tập thể dục với cường độ nhẹ yeah. tiếp theo là viêm nổi của trước xương chày thì uh, cái bệnh uh, cái uh, triệu chứng này thường gặp ở lứa bệnh nhân nam lứa tuổi từ 9 đến 14 tuổi chơi các môn thể thao chạy nhiều như đá bóng dẫn đến gặp duỗi gối lặp đi lặp lại làm cho kích thích sửa chữa bằng phản ứng tạo xương ở nơi bám gân lồi cổ chày mọi người có thể thấy hình ảnh lồi cổ chày to bất thường ở trên hình ảnh lâm sàng để khởi phát từ từ đau nhẹ khi bước xuống giường và nặng sau 2 tuần đau tăng khi ngồi xổm đứng dậy và leo cầu thang cận lâm sàng có ít quang và MRI trong đó MRI thì nhẹ và đặc hiệu hơn à, thì cái phần chấn thương này viêm nổi của chiếc xương chày thì rất hiếm khi mà phải phẫu thuật ngoại trừ những vận động viên có nhu cầu nhu cầu vận động cao thì sẽ phẫu thuật để lấy chiều sinh sụn còn lại sẽ bảo tồn và vật lý trị liệu đứt gân gót gân hay đây có một tên gọi khác là gân asin có thể chấn thương À, làm một cấu trúc nối cơ bụng chân cơ dép với gót chân nó sẽ có thể chấn thương gián tiếp do co rút mạnh cơ tam đầu cẳng chân hoặc trực tiếp vào uh, chấn thương gân gót có thể bị rách một phần hoặc hoàn toàn lâm sàng bệnh nhân có đột ngột đau chói vùng gót chân sưng phù nề ở gót chân la lên bóp chân đau khi đi lại và đặc biệt bệnh nhân không thể đứng nhóm bằng mũi ngón chân cận lâm sàng có siêu âm và MRI điều trị hầu như tất cả các trường hợp bệnh nhân phải phẫu thuật để nối hai đầu gân cơ uh, sau đó thì uh, thời gian phục hồi khá là lâu tiếp theo sau phần gân cơ thì sẽ đến phần dây chằng thì có ba nội dung đứt dây chằng chéo trước đứt dây chằng chéo sau và bong gân cổ chân chúng ta đến với đứt dây chằng chéo trước dây chằng chéo trước thì có chức năng làm cho khớp gối uh, uh, hạn chế khớp gối xoay và không làm cho mâm chảy bị trượt dạ 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 em xin được lướt qua đứt dây chằng chéo trước và chéo sau Tiếp theo là phần bong gân cổ chân. Phần bong gân tổ chân đây là phần uh, bong gân cổ chân là một cái uh, tổn thương uh, ở các dây chằng ở vần, phần khớp cổ chân. Thì trong đó cái dây chằng delta ở phía mặt trong của vùng cổ chân nó có cấu trúc khá là chắc chắn cho nên tổn thương thường gặp ở ba dây chằng ở phía mặt ngoài của vùng cổ chân khi bệnh uh, khi bàn chân bị lật ngược quá mức thì có ba độ độ 1 thì uh, dây chằng bị uh, kéo giãn quá mức và có những vết rách nhỏ, độ 2 là rách một phần và độ 3 là rách toàn phần bệnh nhân sẽ bị đau sưng tím đặc biệt khi khám sẽ đau tại vị trí bị tổn thương à, cái biên độ lật ngửa của bàn chân lớn hơn bình thường à, và test uh, ngăn kéo của chân dương tính điều trị thì đối với độ 1, độ 2 thì sẽ thường uh, bảo tồn uh, bằng phương pháp rise băng ép phục hồi chức năng đối, đối với độ 3 thì sẽ phẫu thuật như mọi người có thể nhìn thấy là, là tổn thương của, uh, của các dây chẳng khác chứ trong môn uh, tổn thương dây chẳng bên ngoài trong môn đấu vật hay là tổn thương bên trong của uh, Uh, cầu lông tiếp theo là phần hội chứng chuyển ép quang hội chứng chuyển ép quang đây là uh, một cái hội chứng do tăng qua mức áp dạ yeah. em xin được uh, lâm sàng chuyển số b vậy <laughs> dạ, thưa thầy phần tách sự trên là nhóm sau có trình bày cho nên không trình bày cảm ơn ạ à. uh, cảm ơn mọi người và thầy đã lắng nghe Rồi thứ nhất là phần trình bày rất là là, là là, rõ. Bây giờ xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất là vì sao mà cái good là tức cái cái sụn uh, ngay lùi củ chày này thường xảy ra ở trẻ em? Cái chỗ lưu lại lưu lại. Good letter. Lưu lại đi em. rồi vì sao cái này thường xảy ra trẻ em nó có hai cái chính như em nói là đúng là cái thứ nhất là nó vận động nhiều cái thứ hai là nó còn trẻ cái sụn nó phát đang phát triển nên thành thử nó vận động nó quá mức nó như quá sản nên thành thử nó cái bệnh này rất là nhiều chỉ cần tách ra mình nào cái là xong à, Ok câu thứ hai là cái đứt gân gót hồi nãy em có nói là em có chia ra là đứt gân gót mạng tính và cấp tính không à đáng lý đức gần gót nó có hai cái một là cấp tính thì chấn thương hay là bị chém vô thì để không nói gì rồi còn mạng tính á là nó nhiều hơn là cái cấp tính em biết vì sao cái mạng tính nó xảy ra đức về thời gian gần đây nó sẽ rất là nhiều mình trừ ra cái chuyện thể thao ra không nói vận động thể thao. Cái vận động quá nhiều rồi xong nó đứt á. Là đó là vận động viên à. Chứ còn đứt cái thời điểm gần đây nhiều nhất á. Đó là người ta lạm dụng. Người ta đau. Cái người ta bơm cái cọc ti cuối khi bơm cái cọc ti vô lâu ngày ấy, cái nó thành cái chỗ cái găng của em nó sơ nó sơ hóa nó sơ hóa rồi thì nó không còn cái độ đàn hồi mà không còn cái độ đàn hồi khi đó nó gặp một cái chấn thương gì không đến mức mà coi đứt nó vẫn sẽ đứt, gọi là đứt mạng tính thì cái tình trạng bây giờ nó sẽ gặp rất là nhiều cái tình trạng người ta dùng thuốc nhất là những cái nhà nội khoa thường chích vô chích rồi nó đỡ lắm ví dụ đau viêm gì chích vô chích nhưng mà đa số là chích cột ti quyết đó thì cái đây có lẽ chắc là tụi em cũng không biết nên để nói như mình nhé còn cái mạng tính vận động viên đồ thì cái đấy thì thì mình đã biết rồi Hả? còn cái tình trạng mà cứ cứ đau đầu em thấy vô nhiều phòng khám nhất là mấy cái phòng khám mà của Trung Quốc đó, đồng ý đau đầu chích đó để chích toàn cục ti quý không và giảm đau thì ban đầu rất là đỡ rất là là, là, là dễ chịu nhưng sau á thì nó mạng tính nó sơ hóa đó. Rồi. Rồi, nhóm tiếp theo ơi, nhóm này được cộng điểm nha. Để kính chào thầy và các bạn. Em là Thuận Kiều, em xin đại diện cho nhóm 37 trình bày về nội dung tổn thương sụn chêm. Thì để hiểu rõ hơn về tổn thương sụn chêm thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về giải phẫu và chức năng của sụn chêm, tổn thương sụn chêm là gì và đối tượng nào sẽ thường gặp phải, lâm sàng và cận lâm sàng nào để chẩn đoán tổn thương sụn chêm và cuối cùng là đưa ra hướng điều trị và một số biện pháp phòng ngừa tổn thương sụn chêm. Thì như các bạn đã biết thì khớp gối của chúng ta được cấu tạo bởi ba xương là đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chày và xương bánh chè và sụn chêm là một lớp sụn sợi hình bán nguyệt lèn giữa loài cầu đùi bên trên và mâm chày bên dưới. Sụn chêm sẽ gồm sụn chêm trong và sụn chêm ngoài. Và bởi vì cấu trúc giải phẫu như vậy cho nên sụn chêm đóng một số vai trò quan trọng như là lấp đầy kẻ khớp gói, tăng diện tích tiếp xúc giữa các mặt khớp, phân bố đều hợp dịch bôi trơn và dinh dưỡng sụn khớp, tạo sự vững cho khớp gói, chia đều lực tải từ trên xuống, chịu sức ép từ 40 đến 60% từ xương đùi xuống mâm chày. Như vậy thì tổn thương sụn chêm là gì? Tổn thương sụn chêm xảy ra khi tính toàn vẹn cấu trúc của nó bị tổn hại, có thể là do cái cấu trúc tạo nên sụn chêm bị nứt, vỡ, tách ra và thường gặp nhất là rách sụn chêm. Tổn thương sụn chêm có thể do chấn thương, bên cạnh đó cũng có thể do thoái hóa. Thì bình thường khớp khi khớp gối co lại, sụn chêm sẽ chạy ra sau, khi khớp gối duỗi ra thì sụn chêm sẽ chạy ra trước, cho nên khi mà khớp gối chịu một lực áp lực lớn hoặc là đột ngột xây chuyển thì sụn trên sẽ bị mắc kẹt giữa hai mặt khớp và sụn trên sẽ bị chịu một lực tác động rất lớn dẫn đến bị tổn thương. À, thường thì à, sụn trên trong sẽ dễ tổn thương hơn sụn trên ngoài. Trên đây là sáu hình thái à, tổn thương sụn trên. Đây là rách không hoàn toàn, rách hình vạt, rách xuyên tâm, rách phức tạp, rách ngang và rách quai valley Ờ, thì tổn thương sụn chêm thường gặp nhiều hơn ở những người trẻ, những người thích chơi thể thao nhưng mà bên cạnh đó vẫn có thể gặp ở những người lớn tuổi, những người có bệnh khớp hoặc là sụn chêm bị mòn đặc biệt là nếu như có sẵn những vấn đề về lỏng khớp gói hoặc là có dị tật bẩm sinh về sụn chêm thì càng dễ bị tổn thương sụn chêm hơn Về mặt lâm sàng thì bệnh nhân thường hay than là kẹt khớp và gói xương đau và có thể nghe thấy tiếng kêu trong khớp khi mà khám thì có thể ống đau ở khe khớp và chúng ta có thể dùng biện pháp mắc buray hoặc là nghiệm pháp apply để chẩn đoán về nghiệm pháp mắc buray thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách duỗi gói và ép xoay ngoài xương chày từ tư thế gặp gói với sụn chêm trong và tương tự như vậy ép xoay trong đối với sụn chêm ngoài và mắc buray sẽ dương tính khi nghe tiếng cục hoặc là đau ở khe khớp độ nhạy tương đối thấp và độ đặc hiệu thì tương đối cao Bên cạnh đó thì chúng ta có thể dùng và đây là video hướng dẫn cụ thể thì các bạn có thể về xem thêm. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể dùng nghiệm pháp apply được thực hiện bằng cách là cho bệnh nhân nằm sấp, gặp gối 90 độ, một tay người khám sẽ cố định đùi và tay kia nắm cổ hoặc bàn chân, xoay xương chày vào trong và ra ngoài, khi tạo lực kéo tách khớp gối, sau đó tạo lực ép lên gối. Và dấu apply sẽ dương tính nếu mà đau khi kéo tách thì có thể liên quan đến bệnh lý dây chằng và đau khi ép thì liên quan đến bệnh lý sụn chêm và nghiệm pháp này về độ đặc hiệu và độ nhạy thì tương đối kém. Đây là video hướng dẫn cụ thể về nghiệm pháp apply thì các bạn có thể về xem thêm. Sau đây em xin giới thiệu về một số cận lâm sàng để chẩn đoán À, tổn thương sụn chêm về x quang thì x quang không cản quang thì thường không cho thấy được sụn chêm nên chúng ta cần phải tiêm cản quang khớp gói thì có thể tiêm bằng chất cản quang bằng hơi hoặc kết hợp cả hơi và chất cản quang ưu điểm của phương pháp này là giá thành khá rẻ về ct scan và mri thì đều cho thấy được toàn bộ cấu trúc của khớp gói đặc biệt là có thể thấy được các tổn thương tinh tế À, đặc biệt là trên MRI thì có hai tiêu chí để chẩn đoán rách sụn chêm trên MRI là quan trọng nhất. Khi chúng ta quan sát thấy sụn chêm à, có hình dạng bất thường hoặc sụn chêm có cường độ tín hiệu cao nhưng lại tiếp xúc một cách không rõ ràng với bề mặt của đầu xương. Và cuối cùng là soi khớp thì à, phương pháp này cũng thường được áp dụng. À, ưu điểm của nó là có thể kèm với điều trị cắt một phần sụn chêm. Nói tóm lại thì để chẩn đoán xác định tổn thương sụn chêm thì chúng ta cần kết hợp giữa lâm sàng và kỹ thuật MRI và soi khớp. Ờ, và đây là một số hình ảnh về tổn thương sụn chêm đây là C ở đây là X quang X quang của tổn thương thân sụn chêm và đây là CT của tổn thương thân sụn chêm giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn ờ, và đây là MRI của tổn thương rễ sụn chêm ờ, về phần điều trị thì tổn thương sụn chêm có thể điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật. Điều trị bảo tồn đối với những tổn thương nhỏ ở vùng một vùng ba ngoài nơi mà có mạch máu nuôi tốt, ở vết rách nhỏ hoặc là vẫn không di lệch. Và điều trị chủ yếu là chườm đá, bất động khớp gối, hạn chế vận động, sử dụng các thuốc giảm đau, chống viêm, chống phù nề. Ờ, nhưng mà ngày nay thì đa phần người ta điều trị phẫu thuật nhiều hơn, đặc biệt là ở những trường hợp mà có triệu chứng cơ học ờ, về kỹ thuật thì có thể may lại sụn chêm đối với tổn thương một phần ba ngoài ở những bệnh nhân còn trẻ, vận động viên và cắt một phần đối với những tổn thương 2 phần ba trong phức tạp ở những bệnh nhân trên 40 tuổi. À, ờ, về tập sau mổ, tập sau mổ thì có ba cục mức quan trọng với mức độ vận động tăng dần để phục hồi chức năng đó là 7 ngày đầu, sau 2 tuần và sau 3 tháng. Thì sau 3 tháng thì chúng ta có thể chơi thể thao lại bình thường. À, và đây là video về hướng dẫn điều trị phẫu thuật thì các bạn có thể về xem thêm. À, và cuối cùng là một số biện pháp phòng ngừa tổn thương sụn chêm. Thì đầu tiên là chúng ta nên khởi động kỹ các khớp trước khi tập luyện thể thao. À, thường xuyên tập luyện các bài tập và hỗ trợ cơ xương khớp. Và trong các hoạt động lao động và sinh hoạt bình thường thì nên thực hiện đúng tư thế, tránh xây chuyển đột ngột. Và cuối cùng là đối với những... Đối với những tổn thương ngoài khớp thì cần tuân theo các chỉ định điều trị của bác sĩ để tránh dẫn đến tổn thương sụn chêm. Và em vừa trình bày nội dung thuyết trình của nhóm 37. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn lắng nghe. Rồi, các bạn trình bày rất là tốt. Bây giờ cho mình hỏi cái sụn chêm này các bạn suy nghĩ so với cái thực tế nó giống cái gì biết không? Ngoài đời á. À, nó giống cái gì? Cái tác dụng của cuối sụn chêm để làm gì? Tức là để cho xương chày xương mát nó trượt lên nhau đúng không? Để mình đi nó trơn láng nó không co duỗi đúng không? Thì ngoài đời nó giống như cái là cái gì các bạn biết không? Cái miếng lông đền á hiểu cái từ miếng lông đờn không chắc mấy bạn nam hiểu đó ý xì như vậy á rồi để mình hiểu nó đơn giản bớt chứ còn nếu mà mình hiểu máy móc quá là bạn không không hiểu được cái cái ý nghĩa chính của những cái cái bài như vậy cho mình hỏi câu thứ nhất là tiếng kêu trong khớp tại sao nó có cái tiếng kêu này từ đâu nó ra câu thứ nhất khi chấn thương thượng kem có tiếng kêu trong khớp sao? Bạn nào trả lời cũng được hết. Dạ thưa thầy, à, khi rách thượng cơm là dẫn đến là uh, mất khoảng trống giữa hai xương, cho nên là hai xương khi mà vận động thì hai xương sẽ cọ vào nhau gây ra tiếng lục lục trong khớp. À, Ok Chị đã thấy cái gì chưa À Sikker på meg? Cái đó, có thấy là đó là tổn thương tinh tế các bạn là cái từ tổn thương tinh tế đúng ít như vậy tổn thương tinh tế là cái gì? Hiểu như sao? Dạ thì tổn thương tinh tế là những tổn thương mà rất rất nhỏ, khó thấy ở trên các ít trụ như ít quang vậy nên là mình cần thêm cảm cả ứng sàng như là CT hay MRI để nhìn rõ hơn. Dạ À, trước đó có những thầy cô cũng từng dùng mấy cái từ vậy Dạ trước đó các, các thầy cô, à, à, bài giảng theo thầy cô từng có những cái à, Nói về tổng thương tinh tế đó. Hello. Dạ em chào thầy và xin chào các bạn. Ờ, em tên là Thu Thảo, hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm 38 trình bày về tổn thương sụn khớp gối. Thì chủ đề của tụi em sẽ có 7 phần: giải phẫu cơ chế chấn thương, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán cận lâm sàng, phân độ tổn thương và điều trị. Về giải phẫu thì em sẽ nói sơ sơ qua cái sụn khớp gối là sụn he lên với bề dài từ khoảng 2 cm tới 4 cm. Ờ, chủ yếu là các cái chất nền ngoại bào mà thành phần là các chondro sai tức là các cái tế bào sụn uh, chất nền ngoại bào gồm có các collagen nước các protein và một số ít một số lượng ít các uh, các cái collagen không protein và các lycoprotein khác dạ 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 thì đây chính là giải phẫu của cái uh, sụn khớp gối cơ chế chấn thương là do một cái lực tác động lớn chẳng hạn như là một cái va đập mạnh gây ra một cái chấn thương xoắn ở đầu gối kết hợp với các động tác lặp đi lặp lại chẳng hạn như là các cái nghề nghiệp đặc thù chẳng hạn như là vận động viên chuyên nghiệp hoặc là uh, người lính bộ đội á, thì họ vận động nhiều thì từ đó nó gây ra cái tổn thương ở sụn khớp gối về triệu chứng lâm sàng triệu chứng lâm sàng có thể thấy đó là đau khớp, sưng nề, bầm tím và hạn chế vận động ở khớp gối. Tuy nhiên các triệu chứng này không có đặc hiệu cho cái tổn thương sụn khớp gối. Nó có thể bắt gặp trong các cái chấn thương ở vùng đầu gối khác. Cho nên để chẩn đoán một cái trường hợp về tổn thương sụn khớp gối thì chúng ta nên kết hợp giữa bệnh sử, lâm sàng và cận lâm sàng để từ đó đưa ra các cái chẩn đoán xác định cái cấu trúc bị tổn thương. Từ đó đưa ra các có cái hướng can thiệp phù hợp. Về cận lâm sàng thì ở đây có ba nhóm cận lâm sàng các bạn cộng lâm sàng đó chính là thứ nhất là x quang x quang thì sẽ đánh giá khá tốt ở cái phần xương tuy nhiên nó trở nên không hiệu ích khi mà đánh giá các cái tổn thương ở sụn thì từ đó cái chụp hợp, cộng hưởng từ em rai nó sẽ uh, khắc phục được những cái nhược điểm của x quang đó là nó sẽ đánh giá rõ hơn về cái mức độ tổn thương sụn cái phương pháp thứ cái cộng lâm sàng thứ ba đó là nội soi khớp nội soi khớp là cái chẩn đoán là cái cộng lâm sàng chính xác nhất để mình chọn đoán bởi vì nó có thể quan sát một cách trực tiếp về vị trí và mức độ tổn thương sụn từ đó đưa, dễ đưa ra cái quyết định phương pháp điều trị cụ thể đối với từng trường hợp về phong độ tổn thương thì chúng ta sẽ phong độ tổn thương dựa trên phong độ hiệp hội, hội hội sửa chữa sụn quốc tế ICIS thì có năm độ từ 0 tới 4 mọi người có thể tham khảo thêm ở đây tiếp theo thì em sẽ nói về phần điều trị điều trị trong tổn thương sụn khớp gối thì sẽ gồm hai nhóm chính là điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật với điều trị bảo tồn thì Điều trị bảo tồn nội khoa là phương pháp điều trị chủ yếu để giảm đau và cải thiện chức năng của khớp. Đầu tiên là về phương pháp RISE thì các bạn cũng có nhắc nhiều rồi cho nên em sẽ lướt qua phần này. Thì nó sẽ gồm rest, nghỉ ngơi, ice stream lạnh, compression, băng ép và elevation kê cao. Thứ hai là sử dụng thuốc như là các cái nhóm NSAIDs để giảm đau và kháng viêm. À, vật lý trị liệu thì một số bài tập vật lý trị liệu để phục hồi cái chức năng khớp đồng thời tăng cường cái cơ cái mô cái mô và cái cơ ở vùng quanh khớp. Thứ tư là tránh hoạt động thể lực mạnh, uh, sẽ thay đổi cái cái lối sống hàng ngày để phù hợp, giảm cái tác động lên khớp gối chẳng hạn như là tránh cái việc mà leo xuống cầu thang quá nhiều chẳng hạn. Thì tiếp theo em sẽ nói về cái uh, nhóm điều trị phẫu thuật. Thì đầu tiên là phương pháp nội soi kích thích tạo tổn thương dưới, dưới sụn microfractures. Thì đây là phương pháp được thực hiện đầu tiên bởi Stepman và cộng sự ờ uh, áp dụng cho các cái tổn thương dưới sụn tổn thương sụn dưới 2 cm sau chấn thương đầu gối và nó trở nên hiệu ích hơn nếu mình uh, sử dụng cho các cái tổn thương dưới 1 cm vuông thì cái phương pháp này có ưu điểm là rẻ tiền và uh, thực hiện qua nội soi khớp cho nên nó nó sẽ uh, thuận lợi hơn tuy nhiên phương pháp này cũng có một số cái nhược điểm nhất định đó là uh, nãy em có nhắc sâu qua cái uh, giải phẫu bởi vì nó có liên quan tới cái cái điều trị này bởi vì cái cấu trúc sụn là là hyaline trong khi cái phương pháp này khi mà thực hiện á, thì nó không có tái tạo lại thành sụn hyaline mà tạo ra sụn sơ fibrocartilage thì đây là chủ yếu là các collagen tiếp 1 nó yếu hơn về mặt cấu trúc và đặc biệt là cái khả năng chịu lực kém hơn so với cái sụn hyaline là gồm đa phần các collagen tiếp 2 cho nên là uh, khi thực hiện cái gan tiệp bệnh nhân có thể có chịu sẽ tái phát lại có triệu chứng đau sớm khi mà uh, bệnh nhân chơi thể thao chẳng hạn cho nên là phương pháp này có thể thất bại về nhược điểm của phương pháp này thì như đã nói trên là có thể tạo ra sụn sơ và cái thứ hai là nó kết quả khá là kém khi mà cái tổn thương trên 2 cm mà mình dùng cái can thiệp các cách này thì tiếp theo em sẽ giới thiệu về cái phương pháp là cái giúp sụn tự thân phương pháp này sẽ khắc phục được một số cái nhược điểm của cái phương pháp nội soi kích thích tổn thương dưới sụn đó là nó sẽ tạo được sụn healing và ghép được cho các tổn thương trên 2 cm vuông đồng thời phương pháp này thực hiện qua một lần phẫu thuật nội soi nên sẽ thuận tiện hơn nhưng mà nó sẽ có một số nhược điểm nhất định đó là không khớp về chiều cao và chiều rộng, chiều rộng giữa cái phần uh, sụn đi lấy để khi mà mình áp vào cái sụn tiếp nhận thì cái phần sụn được lấy đi là có thể là những cái phần sụn ít chịu lực thì uh, do đó là được ưu điểm nhưng nó cũng sẽ có cái nhược điểm là mình sẽ mất sụn ở nơi lấy đi dạ, thì uh, bài trình bày của em tới đây là hết cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe trong này nó có một cái từ đó là kích thích tổn thương dưới sụn trong nhóm em ai có thể hiểu về cái 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 chuyện này không hoặc là ai dạ thưa thầy là theo em tìm hiểu là cái phương pháp này là mình sẽ uh, tách cái 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 phần sụn bị khuyết đi để nó bộc lộ ra cái phần xương dưới sụn sau đó mình sẽ khoan để uh, khoan có thể chảy máu luôn và cái 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 hoạt dịch cái chất hoạt dịch ra thì uh, khi đó cái mục đích của người ta làm như thế này là để cái cái tế bào trung mô nó di chuyển chuyển ra và nó hình thành lên cái nó cái sụn ở cái phòng bị cưới ban đầu bị tổn thương ban đầu dạ nó tạo lên cái sụn sơ à dạ rồi rất là tốt cái này là trước đây cách đây khoảng hơn 10 năm là 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 tụi tôi có làm về khi đó chưa có cái ghép sụn này tức là mình nạo cho sạch cái chỗ bị tổn thương đi và mình khoan bằng cái mũi khoan mục đích là mình kích thích để nó tạo nên cái sụn nó bọc nó trùm lại cái vị trí nếu các bạn nào và các bạn nam đã từng ăn siêu quách đó nó lột ra cái lớp sụn luôn tới cái lớp xương thì mình khoan kích thích lên để cho nó trùm lại bằng cái cái mô sợi mục đích của mình là để nó cày xước lên nó đỡ bớt đó tuy nhiên là nó chỉ nhẹ thôi chứ còn nếu mà động mạnh lại thì nó cũng không không có, có có có, đạt được nhưng mà lâu lắm rồi phải dạy khoảng hai ba năm nay bữa nay mới nghe cái 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 từ đây các bạn mới mới tìm được cái cái từ đây để kích thích xuống dưới xương ha rồi em trình bày tiếp Ừ. Dạ thưa thầy và các bạn, hôm nay em xin đại diện nhóm số 39 trình bày về chấn thương khớp cổ chân, cơ chế và hướng điều trị. Thì ở phần trình bày này, tụi em sẽ chia làm làm 3 phần chính. Thứ nhất đó chính là giải phẫu về khớp cổ chân, thứ hai là cơ chế và hướng xử trí của chật khớp cổ chân và cuối cùng đó chính là cơ chế và hướng xử trí của gãy xương khớp cổ chân. Dạ vậy em xin phép được lướt qua phần phần giải phẫu khớp cổ chân. Yeah, vậy thì đầu vậy thì thứ nhất thứ nhất là cơ chế của uh, chấn thương khớp cổ chân có thể là gì thứ nhất là sẽ có hai kiểu hình chính thứ nhất là uh, về xương bị lật và thứ hai là xương bị gãy thì đầu tiên về xương bị lật hay người ta gọi gọi là chật khớp thì chật khớp chật khớp cổ chân được định nghĩa là tình trạng khớp cổ chân mất tính ổn định các xương cấu tạo nên khớp di chuyển ra khỏi vị trí vốn có của nó và các kiểu hình chấn thương này thường sẽ gây ra các tổn thương về mô mềm và và gây ra bông gân và nguyên nhân của chật khớp cổ chân thường là do té ngã và chạm và đập hoặc là do vận động thể thao quá mức khiến cho cái khớp cổ chân bị uốn cong quá mức hoặc là do một cái lực lớn tác động vào khớp cổ chân và cái tổn thương này sẽ kèm theo uh, tổn thương về dây chằng và gãy xương có thể kèm theo về phân loại của chật khớp cổ chân sẽ gồm có 4 loại chính thứ nhất là chật khớp ra sau à, thứ hai đó chính là chật khớp ra trước thứ ba đó chính là chật khớp trên và cuối cùng là chật khớp một bên đầu tiên, thường gặp nhất đó chính là trật khớp ra sau. Trật khớp ra sau khi mà xương sên di chuyển lệch ra phía sau so với xương chày. À, và thứ hai đó chính là trật khớp ra trước. Trật khớp ra trước khi mà xương sên di chuyển lệch ra phía trước so với xương chày. Thứ ba đó chính là trật khớp trên. Trật khớp trên là khi xương sên bị kẹt lên trên, nằm giữa một khoảng không giữa xương chày và xương mát và thường cái cơ chế chấn thương trật khớp trên này thường gặp cho những trường hợp mà té cái ngã từ cao rơi xuống rơi xuống dưới và tiếp theo là chật khớp một bên khi mà mắt cái chân bị chẹo, xoay ngược hoặc bị lệch làm cho uh, chật khớp một bên và biểu hiện của chật khớp uh, chật khớp cổ chân đó chính là thứ nhất là đau đau thì đau âm ỉ đau tăng dần và đau tăng nhiều khi phải chịu một lực tác động vào thứ hai đó chính là bầm tím và xương phù vùng da xung quanh khớp biến dạng khớp cổ chân và tiếp theo là hạn chế vận động không thể chịu được lực về hướng điều trị thì đầu tiên thì uh, sẽ là các sự chỉ ban đầu thì chúng ta sẽ có phương pháp rise thì như các bạn đã trình bày về phía trước em xin phép uh, đi qua nhanh và tiếp theo điều trị tiếp theo đó địa trị chuyên sâu gồm có nắng chỉnh khớp uh, cố định khớp và phẫu thuật khi mà nắng chỉnh và cố định không thành công có tổn thương mạch máu và thần kinh kèm theo và cuối cùng là chấn thương xuất hiện tái đi tái lại nhiều lần ngoài ra thì tập phục hồi chức năng sau đó rất là quan trọng và chúng ta sẽ có một số bài tập thuộc hồi chức năng như sau gấp duỗi bàn chân kỹ một hoặc hai chân hoặc là tật, bước lên uh, bậc cầu thang. Về cơ chế chấn thương thứ hai, đó chính là xương bị gãy, gãy xương cổ chân. Gãy xương cổ chân thường nguyên nhân có thể là do trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp, ví dụ như trong các trường hợp như là trong bóng đá, thì thường người ta hay gọi đó là cú chùi bóng gầm giày. Khi mà cái cái gầm giày, cái đế giày của đối thủ đội bàn tác động một lực lớn vào cổ chân của chúng ta. Thứ hai, đó chính là gián tiếp. Khi mà chúng ta hoạt động quá tầm của cổ chân, rồi, trong các trường hợp như là uh, lật ngửa hoặc là nghiêng trong và uh, ở phần giải phẫu thì em có đề cập thêm đó chính là uh, mặt, ở khớp cổ chân thì mặt ngoài của khớp cổ chân sẽ yếu hơn mặt trong của khớp cổ chân do các dây chằng ở trong khớp mặt trong khớp cổ chân sẽ chắc chắn hơn nên thường khi gặp ở gãy xương thường chúng ta sẽ gặp ở gãy xương mắt cá ngoài và gãy xương mắt cá ngoài sẽ có À, và gãy xương cổ chân sẽ gồm có ba loại chính thứ nhất đó chính là gãy mắt cá ngoài gãy mắt cá trong và cuối cùng là gãy hai mắt cá và về gãy mắt cá ngoài do là do là khớp cổ chân ở mặt ngoài yếu hơn mặt trong cho nên là thường gặp trong chấn thương khớp cổ chân gãy xương khớp cổ chân thì chúng ta sẽ gặp gãy mắt cá ngoài nhiều hơn và chúng ta có phân loại Weber cho gãy mắt cá ngoài và gãy mắt cá ngoài sẽ, sẽ và phân loại Weber này sẽ dựa trên cái vị trí của điểm gãy so với uh, vị trí của dây chằng chạy mát ví dụ chúng ta có web a là điểm gãy nằm dưới dây chằng chạy mát web b điểm gãy nằm ngang dây chằng chạy mát và web c điểm gãy nằm trên dây chằng chạy mát và triệu chứng lâm sàng của gãy xương mắt cá mắt ngoài có thể là biến dạng cổ chân sợ được di lực tại mắt cá hoặc là ấn đau chói tại điểm gãy uh, về hướng điều trị của gãy xương cổ, xương cổ chân thì sẽ có nắng kính, phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó. À, và em xin uh, kết thúc phần trình bày của mình Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe Cái uh, trật khớp cổ chân này á, Thì thường mà tụi em thường gặp Là cái gì em biết không Thường gặp là cái gì tức là trong dân gian, gian mình thường nó dùng cái từ gì Lạc sơ mi nó sẽ dùng cái từ lạc sơ mi mà thường á là mấy cô nữ mà mang về cao gót á đi cà thọt cà thọt cà thọt nhìn đến trời cái sụp cái lỗ một cái cái trẹo cái giòn à, có về nhà lết cũng phải còn tuần vậy, sưng lên cái mới đỡ hoặc là trong cái đá banh của mình ừ. còn cái mà cái à, quê ABC này nó thuộc về gãy xương Chứ nó không còn trọc nữa Nên là nếu mà làm nó phải phân biệt đúng ra hai cái Một là trọc Trọc đó, tức là nó tới dây chằng thôi Chạy mát đồ này nọ thôi Còn mình phân biệt cái thứ hai là không phải trọc Đó là gãy Gãy xương mát cá trong hay xương mát cá gòi Trên dây chằng kèo mát hay sao Thì nó là cái Weber. bờ Đồng ý chưa à, Rồi Bây giờ tất cả các cái nhóm các bạn vừa rồi sẽ được cộng điểm buổi chiều nay sẽ được cộng điểm nhưng tùy theo thứ nhất là có hai hai cái nhóm mà cần bổ sung thêm đó là cái câu 30 câu 31 và cái câu 34 Có hai câu sẽ được cái điểm cộng nhiều hơn đó là cái câu 36 và cái câu 38. Còn lại tất cả những câu kia được điểm cộng hết, nhưng mà hai cái câu kia bổ sung vô thì cũng được điểm cộng. Thì điểm cộng đây có khả năng tùy theo 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 năm, theo bộ môn có thể cộng từ 1 đến 2 điểm. Thì nếu như cộng 2 điểm thì cái bạn của câu 36 và cái câu 38 sẽ được cộng 2, còn các bạn kia là sẽ được cộng 1 à mỹ chưa rồi ok không có phải ai làm lại hết mà chỉ bổ sung vô thôi rồi à, dưới này nó có hai cái một là cái mail hai là cái số zalo của mình thì khi bổ sung rồi gửi vô lại rồi tất cả những cái cái bài này gom vô một cái file pdf rồi gửi vô cái zalo đúng rồi gửi vì cái đó nó phải có cái 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 gì ta nó như cái bằng chứng để về bộ môn mới làm việc được mới cộng điểm chứ nha không cần gấp có nghĩa là các bạn có thể là cộng từ từ đây cho đến trước thi phải làm cho xong để khi thi có điểm thì mới cộng vô ví dụ mình 8 điểm cộng 1 thì thành 9 chẳng hạn vậy ok rồi không 30 đến 39 là gửi hết thì trong đó có cái hai bài này sẽ gửi hai hai kiểu một là một cái bài đã trình bày ở đây hai là sau khi bổ sung hiểu không Đó, ok còn mấy bạn kia là gửi cái cái bài đã có Đó, ok, okay yeah.